Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Tập 166. Vũ Nhu Tử mất mát thu hồi điện thoại, đáng tiếc, vốn còn nghĩ đem một màn này thu xuống tới, truyền đến Cửu Châu Nhất Hào Quần. Xem ra quay đầu, muốn để cha đem ta điện thoại lại tăng cấp một lần. Đang lúc này, đốt cấn tay Tiểu Tùng thử, tu chân nói chuyện phiếm phiên bản tiểu đổi mới hoàn tất, bản mới bản tướng cung cấp nạp tiền công năng, quần trực tiếp công năng cùng khen thưởng công năng, hoan nghênh các vị đạo hữu thể nghiệm hoàn toàn mới phiên bản. Cấn tay Tiểu Tùng thử, bồ đào tím Côn Vương, cảm tạ Côn Vương đạo hữu phản hồi nạp tiền công năng đề nghị. Ngài đem thu hoạch được 8.8 gãy lần đầu nạp ưu đãi. Côn Vương chứng. Nguyên tử trong tiềm thức cái kia sợi Côn Vương ý thức. A, suy nghĩ gì liền đến cái gì nha? Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Nàng chính cần một cái trực tiếp công năng, Tống tiền bối tu chân nói chuyện phiếm liền lập tức thăng cấp vốn liếng, tăng cường như thế cái tiểu công năng. Vũ Nhu Tử hướng phía Tống Thư Hàng dựng thẳng lên khả ái ngón cái, Tống tiền bối, nãi tử. Tống Thư Hàng. Sau một khắc, Cửu Châu Nhị Hào Quần bên trong. Hệ thống nhắc nhở, đáng tin hậu bối. Da trắng linh điệp đảo Vũ Nhu Tử mở ra quần trực tiếp công năng, phải chăng xem. Vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ Bắc Hà Tán Nhân, chức năng mới. Bắc Hà Tán Nhân gia nhập phòng trực tiếp. Hoàng Sơn Mụ Mụ, quần chủ Hoàng Sơn Tôn Giả, nạp tiền công năng là ai nói ra? Thư Hàng ngươi rốt cuộc muốn đem cái này năng lực thiên phú chơi băng thành cái gì bộ dáng a? Hoàng Sơn Tôn Giả gia nhập phòng trực tiếp. Ngay sau đó, Cửu Châu Sinh Hào Quần các tiền bối, một cái tiếp một cái gia nhập Vũ Nhu Tử trực tiếp, thể nghiệm hoàn toàn mới phiên bản chức năng mới hiệu quả. Tống Thư Hàng. Tô Thị Khỉ Lớn Tô Thị A Thất, A. Vũ Nhu Tử tại trực tiếp A Thập Lục cùng Tà Vọng chiến đấu sao? Thứ coi ta nhìn thấy đại gia biệt danh danh hiệu lúc, ta đều cảm giác Thư Hàng tiểu hữu tại tìm đường chết. Xử lý giấy chứng nhận Tuyết Lang động chủ. Tổ quốc tương lai người nối nghiệp thông nương, ta sớm đã thành thói quen, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, các tiền bối cũng sớm điểm cùng ta cùng một chỗ quen thuộc đi. Dù sao Tống Thư Hàng là lão bản của nàng. Cũng không thể nhường hắn bị quần bên trong các tiền bối đánh chết, sở dĩ thông nương thận trọng thay Tống Thư Hàng nói chuyện, cũng trấn an các tiền bối cảm xúc. Hào Kiệt Linh Điệp Thánh Quân. Linh Điệp Thánh Quân, Vũ Nhu Tử, ngươi ở đâu? Ngươi không ở Linh Điệp đảo. Lúc này Linh Điệp Thánh Quân, dược hiệu thoáng có chút quá đi, lúc này ý thức của hắn ngoại trừ có thể tại Cửu Châu Nhị Hào Quần bên trong nói chuyện phiếm ra, cũng thoáng thẩm thấu đến trong hiện thực. Hắn thẩm thấu đi ra cái kia sợ ý thức. Vừa hay nhìn thấy nữ nhi của mình Vũ Nhu Tử, đang bế quan bên cạnh hắn điểm hương. Nói cách khác, nữ nhi rõ ràng ngay tại bên người. Vậy bây giờ, tại Cửu Châu Nhị Hào Quần bên trong mở trực tiếp là ai? Hồi cha, ta là Da Đen Vũ Nhu Tử, Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng. Quái Lệ Lục Đậu Phượng, Vũ Nhu Tử nhanh chóng trả lời. Trong hiện thực Vũ Nhu Tử, đã túng thành một đoàn. Mỗi một câu hoang ngôn đều cần dùng càng nhiều hoang ngôn đi bổ sung. Mỗi vùng một lần hoảng về sau, tội ác cảm giác liền sẽ càng sâu. Lúc này đối phụ thân nói láo sau Vũ Nhu Tử, đang đứng ở tự trách trạng thái. Linh Điệp Thánh Quân, thì ra là thế. Bắc Hà Tán Nhân. Ý thức của hắn rơi vào Vũ Nhu Tử biệt danh bên trên đáng tin hậu bối. Da trắng. Sở dĩ có thể xác định, không phải da đen, là da trắng. Vũ Nhu Tử. Soát Tà Vọng thời điểm, không muốn cho A Thập Lục gây phiền toái. Chơi chán cũng về nhà sớm, Linh Điệp Thánh Quân nói bổ sung. Sau khi nói xong, ý thức của hắn lại bắt đầu u ám bắt đầu, dần dần rất mạng. Thiên đế ở bên cạnh hắn điểm trầm hương, hiệu quả kích phát. Gặp Linh Điệp Thánh Quân hạ tuyến về sau, Vũ Nhu Tử thẻ lưỡi, nhẹ nhàng thở ra. Nàng bắt đầu chuyên tâm quay chụp A Thập Lục cùng Tà Vọng chiến đấu. Bắc Hà Tán Nhân. A Thập Lục phong cách chiến đấu. Có phải hay không biến rồi? Trước kia Tô Thị A Thập Lục phong cách chiến đấu, thụ Tô Thị A Thất ảnh hưởng khá lớn, đao pháp bên trong tự mang một loại phóng khoáng khí thế. Nhỏ nhắn xinh xắn Tô Thị A Thập Lục, thì triển phóng khoáng đao pháp lúc, loại kia đánh vào thị giác rất mãnh liệt. Mà bây giờ, Tô Thị A Thập Lục đao pháp tựa hồ cao hơn một tầng lầu, đao pháp bên trong phóng khoáng bây giờ chuyển hóa làm bá khí. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại phảng phất cự long một dạng, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Mỗi một đao vung ra, đều bổ sung lấy tiếng long ngâm. Tô Thị A Thất phát ra hạnh phúc cảm khái tiếng,
A Thập Lục Đao Pháp, đã dung hợp ra chính nàng phong cách, triệt để thoát thai hoán cốt. Đao pháp của nàng dung hợp nàng chân long thể chất cùng họa đạo, đã cùng đao pháp của ta hoàn toàn khác biệt. Cuồng đao tam lãng ngươi lại không cố lên lời nói, trên đao đạo liền A Thập Lục đều muốn vượt qua ngươi. Chi âm, vi khuẩn gây bệnh cuồng đao tam lãng. Tại đã từng cửu châu nhất hào quần bên trong, cuồng đao tam lãng là đao pháp gần với Tô Thị A Thất tồn tại, hắn 72 đường khoái đao vừa nhanh vừa độc, hung ác lên ngay cả mình đều sợ. Nhưng bây giờ, tại đao đạo phương diện, A Thập Lục đều nhanh muốn đem hắn bắt kịp. Cố lên tu luyện đi, Vân Tước Tử tiền bối tại đao pháp bên trên cũng có độc đáo kiến giải. Ở phương diện này, nàng cũng có thể chỉ điểm ngươi một hai. Tô Thị A Thất nói bổ sung. Cuồng đao tam lãng, ta quyết định. Bắc Hà tán nhân, quyết định cái gì? A Thất, ta không luyện đao á. Cuồng đao tam lãng cười ha ha một tiếng, từ đến mai trở đi, ta muốn luyện kiếm. Mọi người tốt, về sau xin gọi ta cuồng kiếm tam lãng. Hoàng Sơn tôn giả. Lúc này, Lệ Chi tiên tử đột nhiên nhắc nhở, Vũ Nhu tử, nhắc nhở bên dưới A Thập Lục, để cho nàng chú ý chút, đối diện tà vọng có thể muốn dùng ép dương pháp thuật. Lệ Chi tiên tử một mực ở thế giới các nơi, từng cái vị diện mạo hiểm, nàng đối mặt qua rất nhiều cùng tà vọng tương tự đại địch, ở phương diện này kinh nghiệm phong phú. Trực tiếp hình ảnh bên trong, Vũ Nhu tử truyền âm nhắc nhở, A Thập Lục cẩn thận, tà vọng muốn mở đại chiêu. Tô Thị A Thập Lục khẽ gật đầu. Đối diện, cái kia bị chính diện đánh nổ, mình đầy thương tích tà vọng, ngẩng đầu phát ra một tiếng sói chu. Trên người của nó đột nhiên hiện ra rất nhiều con mắt phù văn. Những thứ này con mắt phù văn như là vật sống, từng cái mở ra. Sau một khắc, có phức tạp huyễn thuật từ trên người nó kích phát ra, trong nháy mắt bao phủ cả cái tà vọng xào huyệt. A, cái này tà vọng có lẽ tam nhãn tiền bối sẽ rất ưa thích. Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói. Loại này toàn thân mọc đầy con mắt phong cách vẽ tồn tại, hẳn là rất phù hợp tam nhãn tiền bối thẩm mỹ. Muốn hay không đem cái này tà vọng bắt sống, mang cho tam nhãn nhìn đằng trước nhìn. Nói không chừng có thể sử dụng hắn từ tiền bối nơi đó đổi điểm bảo vật tới. Đương nhiên, tại dẫn nó đi gặp tam nhãn tiền bối trước tiên cần phải đưa nó chân sau đùi chặt đi xuống. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, từ trên thân tà vọng thả ra huyễn thuật kích hoạt. Nguyên bản bóng tối tà vọng xào huyệt hóa thành một chỗ đầm lầy. Vô số hôi thối khí tức từ trong đầm lầy phun lên. A, à, Sở các chủ ngốc mau đột nhiên khẽ gọi một tiếng. Tống Thư Hàng, thế nào tiền bối? Cái này huyễn thuật có vấn đề. Chân thực huyễn tượng, Sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói. Cái này tà vọng thả ra cường đại huyễn thuật, cứ nhiên có loại chân thực huyễn tượng cảm giác. Nhưng cái này tà vọng uy hiếp đẳng cấp, chỉ ở vào cấp 5 tiếp cận cấp 6 trình độ. Theo lý thuyết, lấy thực lực của nó, căn bản không đủ để kích hoạt chân thực huyễn tượng mới đúng. Đầm lầy chính giữa. Trong lúc này mình đầy thương tích tà vọng bá long khuyển, lại là hét dài một tiếng. Từ trong đầm lầy có nước bùn tuôn ra, đưa nó bao trùm. Trên người nó thương thế, trong vòng mắt tốc độ rõ rệt bắt đầu khôi phục. Đồng thời, tại cái này trong đầm lầy có từng cái cỡ nhỏ chó hình dáng tà vọng chui ra. Trong nháy mắt, hội tụ ra một chi mãnh khuyển đại quân. Đích thật là chân thực huyễn tượng, Tống Thư Hàng tinh tế cảm ứng, xác định nói. Có ý tứ. Chân thực huyễn tượng, vốn chính là hắn cần nghiên cứu hạng mục. Tu chân giả tại bước vào thất phẩm tôn giả cảnh giới về sau, mới có thể kết hợp kinh nghiệm của mình, đem nhân sinh của mình chuyển hóa làm chân thực huyễn tượng. Đây là một loại siêu quy cách huyễn thuật, theo tam nhãn tiền bối thuyết pháp, loại năng lực này theo lý thuyết hoàn toàn không phải là thất phẩm tôn giả liền có thể nắm giữ thủ đoạn. Nhưng hiện thực chính là như thế không thèm nói đạo lý, bất kể là cỡ nào hoang đường đồ vật, tại trong hiện thực đều có thể xuất hiện. Mà bây giờ, trước mắt cái này chuyển đổi tới cũng liền ngũ phẩm cảnh giới tà vọng, cứ nhiên có thể dựa vào thủ đoạn nào đó, kích hoạt chân thực huyễn tượng, cái này có ý tứ. Tống Thư Hàng mình tại lục phẩm cảnh giới lúc, liền thông qua bắt trước bạch tiền bối sa mạc thế giới, ngưng tụ chân thực huyễn tượng, nhưng hắn cái kia chân thực huyễn tượng là phảng phẩm, là thông qua bắt trước hà chỉ ma đế tuyệt học ma thần trụ, hiến tế 99 cái bị ma thần trụ treo thiêu đốt tiểu Thư Hàng, mới ngưng tụ ra. Mà trước mắt cái này bá vương khuyển tà vọng thi triển ra chân thực huyễn tượng, lại không phải phảng phẩm. Ngao lúc này, thương thế khôi phục bá vương khuyển chân thân hét dài một tiếng, phát ra tổng tiến công chỉ lệnh. Sau một khắc,
chân thực huyễn tượng bên trong chi kia tiểu hào mãnh khuyển đại quân hành động, bọn chúng ngưng kết thành quân, điên cuồng hướng phía Tô Thị A Thập Lục trùng kích tới. Thu nhỏ huyễn tượng mãnh khuyển thể tích chí ít cũng tại 3 mét trở lên. Đương cả chi mãnh khuyển đại quân khởi xướng công kích lúc, đầm lầy chấn động, phảng phất thiên quân vạn mã tại bôn tập. Tống Thư Hàng sau lưng, Thương Hải Thư Sinh cùng Diệu Thanh Đạo Cô cảm giác mình nhịp tim đều bị dẫn dắt, mãnh khuyển đại quân công kích mỗi một bước, đều phảng phất đạp ở các nàng trong lòng, khiến cho bọn hắn khí huyết sôi trào. Các nàng yên lặng vận chuyển tâm pháp, mới đưa tự thân cái kia khí huyết sôi trào trấn áp xuống. Đây chính là chân thực huyễn tượng lực ảnh hưởng, một khi thi triển về sau, thực lực chưa đủ tu luyện giả đều sẽ chịu đến áp chế. Vũ Nhu Tử phòng trực tiếp bên trong. Bắc Hà Tán Nhân có chút lo lắng nói, A Thập Lục có thể ứng đối sao? Yên tâm đi, Thư Hàng còn tại bên cạnh đây. Đậu Đậu lên tiếng nói. A Thập Lục muốn xuất thủ, Lệ Chi Tiên Tử nói. Trực tiếp hình ảnh bên trong. Gió đến, mây đến, mưa đến, lôi đến. Tô Thị A Thập Lục bá khí kêu. Thân hình của nàng bị bạo phong chi lực nâng lên, phù ở giữa không trung. Trong hư không, mây đen dày đặc, cuồng phong nổi lên. Ngay sau đó, mưa to mưa như chút nước mà đến, cuồng bạo tiếng sấm tại tầng mây bên trong ma sát, hồ quang điện tiếng rung động đùng đùng. Tô Thị A Thập Lục giơ cao thẳng lưỡi đao đao, tại nàng chân long huyết mạch dẫn dắt bên dưới, trong hư không phong bạo lôi điện lực lượng, vì nàng sở điều khiển. Vạn lôi oanh minh, tất cả lôi điện lực lượng, hội tụ ở trên đao của nàng. Tô Sơn Huyền Thánh Thánh Ấn phủ hiện ở nàng bên cạnh thân. Nặng nề long uy từ trên thân Tô Thị A Thập Lục hiện lên, hướng phía dưới chân áp. Nguyên bản đang tại công kích mãnh khuyển đại quân, tại thánh ấn cùng long uy áp bách dưới, trùng kích tình thế bỗng nhiên dừng lại. Ngay tại một sát na này, Tô Thị A Thập Lục vung đao chém xuống. Sau một khắc, Vũ Nhu Tử trực tiếp hình ảnh, bị đầy trời lôi quang cùng đao mang che đậy. Đồng thời, một cái thật nhỏ thanh âm từ trực tiếp hình ảnh bên trong truyền đến. Con mắt của ta. Tống Thư Hàng trên bờ vai thông nương phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Bắc Hà Tán Nhân, một kích này uy lực, siêu quy đi. Từ trên tấm hình đến xem, một kích này uy lực, đều nhanh bắt kịp một đòn toàn lực của hắn. Mà hắn hiện tại, cao hơn A Thập Lục ra một cái đại cảnh giới A. Tô Thị A Thất giải thích nói, A Thập Lục gần nhất tu luyện rất cố gắng, mà lại, nàng tại tiến hành Tô Thị đặc thù thí luyện, mỗi thành công một bước, thực lực đều sẽ tăng lên rất nhiều. Bây giờ A Thập Lục nếu như chính diện chiến đấu, thực lực hẳn là tương đương với 2.5 cái cuồng đao tam lãng. Cuồng đao tam lãng. Bất quá, đây cũng là A Thập Lục thời gian ngắn bộc phát chiến lực. Muốn một mực duy trì loại cường độ này bộc phát, hẳn là tương đối khó khăn. Sở dĩ trên tổng thể, hiện tại A Thập Lục ước tương đương 1.5 cái tam lãng. Tô Thị A Thất tiếp tục nói. A Thất, hôm nay ta chỗ nào trêu chọc ngươi sao? Cuồng đao tam lãng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vì cái gì luôn cảm giác hôm nay A Thất tại khắp nơi nhằm vào hắn. Vũ Nhu Tử vui vẻ đáp, tam lãng tiền bối, cái này ta biết. Nhất định là bởi vì A Thất tiền bối biệt danh nguyên nhân. Cuồng đao tam lãng, Tô Thị khỉ lớn cái này biệt danh danh hiệu sao? Nhưng danh hiệu này không phải Tống Thư Hàng tiểu hữu chỉnh sao? Tại sao phải đổi ta? Bất kể là cuồng đao tam lãng vẫn là cuồng kiếm tam lãng. Nội tâm đều phi thường thiếu khuyết chữ cái B. Chính đang khi nói chuyện, trực tiếp trên tấm hình lôi quang tán đi. Hình ảnh bên trong, Tô Thị A Thập Lục dẫm lên phong bạo, ở trên cao nhìn xuống. Có hồ quang điện tại nàng lọn tóc lóe ra, càng phát ra phụ trợ nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Phía dưới, chi kia mãnh khuyển đại quân đã bị một đao chém chết, không chừa mảnh giáp. Thậm chí liền ngay cả chân thực huyễn tượng biến thành đi ra đầm lầy. Cũng thay đổi thành một phiến đất hoang vu. Cái kia bá vương khuyển tà vọng ngẩng đầu nhìn Tô Thị A Thập Lục, chỉ có thể bất lực điên cuồng gào thét. Lúc này, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, A Thập Lục, tiêu hao phương diện không có vấn đề A. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng, nàng đi lên lôi kéo Bạch Long tỷ tỷ, dùng Bạch Long tỷ tỷ thân thể che lại bản thân non nửa khuôn mặt. Đồng thời, Bạch Long tỷ tỷ buông xuống dưới cái đuôi, vừa vặn ngăn tại nàng ngực trái chỗ. Ẩn giấu đi ngực nàng này hữu lực tiếng tim đập. Viên này cường lực khiêu động trái tim, tựa như là một cái lực lượng nguồn suối, liên tục không ngừng vì Tô Thị A Thập Lục cung cấp năng lượng cường đại. Đây là Tống Thư Hàng trái tim. Trước một lần tại đi qua độ kiếp hiển thánh lúc,
Tô Thị A thập lục ngực bị đánh xuyên, mất đi trái tim. Tốt tại Tống Thư Hàng trong tay có bảo vật, trợ A thập lục chống nổi cái kia một kiếp. Sau kiếp, vì để phòng vạn nhất, Tống Thư Hàng còn đào một khỏa lưu ly trái tim giao cho Tô Thị A thập lục. Sự thật chứng minh, Tống Thư Hàng lo lắng là chính xác. Sau kiếp Tô Thị A thập lục, viên kia lợi dụng bảo vật ngưng tụ trái tim cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề. Về sau, tại Bạch Long tỷ tỷ thao tác bên dưới, Tống Thư Hàng lưu ly trái tim bị chứa vào đến A thập lục lồng ngực bên trong. Chuyện này A thập lục không có nói cho bất luận kẻ nào. Bây giờ nàng, chỉ muốn vừa nghĩ tới lồng ngực của mình bên trong nhảy lên Tống Thư Hàng trái tim, liền sẽ không hiểu thẹn thùng. Chỉ có thể dùng Bạch Long tỷ tỷ che đậy bản thân nửa gương mặt, tránh cho bản thân đỏ bừng mặt bị người khác phát giác. Mà tại viên này lưu ly trái tim chống đỡ dưới, Tô Thị A thập lục chiến đấu lực bền bỉ, viễn siêu Tô Thị A thất suy đoán. Vừa rồi bộc phát trạng thái, đối với nàng mà nói phi thường nhẹ nhõm, không có một chút áp lực. Sớm điểm quen thuộc A, Bạch Long tỷ tỷ thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, truyền âm nói. Bất quá chỉ là Thư Hàng trái tim tại trong cơ thể ngươi nhảy lên, điểm ấy đều không thích ứng lời nói, về sau còn thế nào xử lý. Tô Thị A thập lục dùng sức đem Bạch Long tỷ tỷ nhiều dạo qua một vòng, đem cái mũi của mình cũng che đậy, chỉ lộ ra con mắt, Thư Hàng, đổi tay. Không tiếp tục à, chỉ còn lại có cái này bá vương khuyển chân thân. Tống Thư Hàng cười nói. Tô Thị A thập lục, Bạch Long tỷ tỷ nói, ngươi muốn nghiên cứu chân thực huyễn tượng, sở dĩ giao cho ngươi. Bạch Long tỷ tỷ, ta lúc nào đã nói như vậy? Tốt a, đã Bạch Long tỷ tỷ đều nói như vậy, vậy kế tiếp liền giao cho ta đi. Tống Thư Hàng cười nghênh đón tiếp lấy, đối A thập lục duỗi ra bản thân cái kia rộng thùng thình bàn tay, đổi tay. Tô Thị A thập lục một tay nắm lấy Bạch Long tỷ tỷ thân thể, đem bản thân hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn bao khỏa, sau đó nàng duỗi ra bản thân một cái tay khác, cùng Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ. 3. Trao đổi tuyển thủ. Hai bàn tay vỗ tay sau trượt ra. Tô Thị A thập lục tuyển thủ hạ tràng, Tống Thư Hàng tuyển thủ ra sân. Phanh phanh tại Tống Thư Hàng bàn tay cùng Tô Thị A thập lục tay nhỏ nhẹ nhàng tiếp xúc thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác lòng của mình nhảy ra bắt đầu không hiểu ra tốc. Chỉ ở giữa, còn dừng lại lấy Tô Thị A thập lục tay nhỏ nhiệt độ. Hai trái tim phảng phất sinh ra cộng minh. Sẽ mang thai sao? Tống Thư Hàng cái kia quỷ dị trong đại não đột nhiên bắn ra như thế một cái hoang đường suy nghĩ. Đợi đã, ta đã mang bầu. Không đúng, ta đây là đang suy nghĩ gì à? Tống Thư Hàng dùng sức lắc đầu, sau đó tập trung ý chí, nhanh chân hướng phía cái kia bá vương khuyển tà vọng bước đi. Sau lưng, cùng hắn gặp thoáng qua Tô Thị A thập lục, hai tay giữ chặt Bạch Long tỷ tỷ, hận không thể đem ánh mắt của mình cũng che đậy. Bạch Long tỷ tỷ. Đủ à? Thân thể của ta cũng không phải chân chính khăn quàng cổ, chính kéo xuống lời nói, ta liền phản kháng A. A thập lục, người tại thẹn thùng sao? Đang lúc này, Vũ Nhu Tử thanh âm đột nhiên tại Tô Thị A thập lục vang lên bên tai. Tô Thị A thập lục có chút ngắm Vũ Nhu Tử một chút, nàng đều đem bản thân mặt cản cực kỳ chặt chẽ, vì cái gì Vũ Nhu Tử còn có thể phát giác ra được. Quả nhiên tại thẹn thùng, người phản ứng này quá rõ ràng. Vũ Nhu Tử nghiêm túc nói. Là bởi vì Tống tiền bối nguyên nhân sao? Tô Thị A thập lục. Trước đó còn không có cảm giác, nhưng ở trong chiến đấu thời điểm, ta từ trên người ngươi ngửi thấy Tống tiền bối hương vị. Vũ Nhu Tử chằm chằm vào Tô Thị A thập lục, nhẹ nhàng hít hà cái mũi của mình. Là ảo giác của ngươi. Tô Thị A thập lục cố gắng để cho mình thanh âm duy trì chấn định, trước nhìn Thư Hàng làm sao đối phó tà vọng đi, sau đó bên dưới chỉ tà vọng, liền đến phiên ngươi xuất thủ. Muốn đối giao Vũ Nhu Tử hiếu kỳ, chỉ muốn đem chủ đề chuyển rời đến nàng cảm thấy hứng thú phương diện. À đúng, bên dưới chỉ tà vọng liền đến ta xuất thủ. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Tô Thị A thập lục lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vũ Nhu Tử hai tay chống cằm, ánh mắt chuyển rời đến trung ương Tống Thư Hàng trên người, tiếp tục bắt đầu nghiêm túc trực tiếp bắt đầu. Trong cuộc chiến, Tống Thư Hàng dìu lên tay áo, lộ ra bản thân một đôi thiết quyền. Biến dị cương thủ vận chuyển, đem hắn nắm đấm hóa thành một đối sắt thép chi quyền. Tới, Tống Thư Hàng hướng phía bá vương khuyển tà vọng ngoắc ngón tay. Đối diện bá vương khuyển tà vọng toàn thân bắt đầu run rẩy lên, cao 5 mét thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tần suất bắt đầu run rẩy. Bất chi bất giác,
Tống Thư Hàng đã trưởng thành là làm quái vật đều sẽ sợ hãi nam nhân. Bá Vương Khuyển cảm giác mình trên người áp lực càng lúc càng lớn. Cuối cùng, cực lớn hoảng sợ làm nó sụp đổ. Ngao Bá Vương Khuyển lại lần nữa hét lớn một tiếng, trái đen trong đầm lầy lần nữa có từng cái huyễn tượng tà khuyển chui ra, hướng về Tống Thư Hàng trùng kích tới. Hậu phương, thư sinh cùng đạo cô bắt đầu kích động lên. Muốn tới, bá Tống tiền bối muốn xuất thủ. Bọn hắn sắp chính diện nhìn thấy bá Tống tiền bối xuất thủ, đây chính là kiếp tiên cấp phía trên cường giả mới có thể có phúc lợi. Sau đó bá Tống tiền bối muốn sử dụng thủ đoạn gì? Bọn hắn muốn vững vàng ghi ở trong lòng, chờ sau khi chiến đấu kết thúc, trở về hảo hảo phẩm vị. Sau một khắc, tại Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô chờ đợi ánh mắt bên trong, bá Tống tiền bối nhẹ nhàng giơ tay phải lên. Ba ba ba. Mãnh liệt hồ quang điện tiếng tại bá Tống tiền bối trong lòng bàn tay vang lên. Là lôi pháp, đạo cô cùng thư sinh trong lòng hơi động, chỉ là không biết bá Tống tiền bối phải dùng cái gì lôi pháp. Trước đó Tô Sơn Huyền Thánh cái kia hiệu lệnh phong vũ lôi điện thủ đoạn, khiến cho trong lòng bọn họ run rẩy. Bá Tống tiền bối lôi pháp, lại là hạng gì rung động cấp bậc. Tại hai người chờ đợi ánh mắt bên trong, một cái lôi cầu tại bá Tống tiền bối lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Trưởng tâm lôi, Thương Hải thư sinh sững sờ. Diệu Thanh đạo cô trước tiên phủ định nói, làm sao có thể là trưởng tâm lôi, lấy bá Tống tiền bối thực lực, cái này nhất định là cao thâm mạt trác lôi pháp, chỉ là dáng dấp cùng trưởng tâm lôi có chút tương tự. Bạch Long tỉ tỉ, uống, lúc này, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng, trong tay lòng bàn tay lôi thể tích tăng vọt. Trong nháy mắt, liền biến thành một cái bao phủ cả cái chân thực huyễn tượng không gian lôi điện lớn. Bá Vương Khuyển tà vọng ngưng tụ ra chân thực huyễn tượng đầm lầy không gian, ước chừng hai cái phổ thông thôn xóm lớn nhỏ. Tống Thư Hàng trong tay trưởng tâm lôi, vừa vặn đem chọn cái không gian chật ních. To lớn lôi cầu, lơ lửng tại mọi người đỉnh đầu, chân áp xuống. Trưởng tâm lôi còn không có thả ra ngoài, đám kia công kích tà khuyển đại quân, liền bị trưởng tâm lôi khuếch tán ra tới dòng điện đánh cho vỡ nát. Kẹt kẹt sau một khắc, cả cái chân thực huyễn tượng không gian biến không ổn định bắt đầu. Phảng phất tùy thời đều muốn vỡ vụn. Thư Hàng, thu liễm một chút, người cái này trưởng tâm lôi xuống dưới, nếu như chân thực huyễn tượng tiêu tán. Vậy ngươi chắc lần này trưởng tâm lôi liền sẽ đánh vào hiện thế bên trong. Sở các chủ ngốc mau không nhanh không chậm nói. Tống Thư Hàng cười khan một tiếng, duỗi tay bóp. Oanh! Mạnh đến cơ hồ muốn đem cả cái chân thực huyễn tượng no bạo trưởng tâm lôi, cứ như vậy tiêu tán không thấy. Đối diện, cái kia bá Vương Khuyển tà vọng, toàn thân cháy đen. Trong đầm lầy bùn đen liên tục không ngừng trên mặt đất tuôn, bao trùm trên người nó, chữa trị thương thế của nó. So với bình thường tu sĩ chân thực huyễn tượng đến, cái này tà vọng thi triển ra chân thực huyễn tượng diện tích muốn nhỏ rất nhiều. Mà lại cường độ cũng không đủ, thoáng vừa dùng lực, liền sẽ vỡ vụn. Tống Thư Hàng nói. Sau đó, hắn nhanh chân hướng về bá Vương Khuyển tà vọng bước đi. Bá Vương Khuyển tà vọng một trận dồn dập điên cuồng gào thét, chân thực huyễn tượng trong đầm lầy, bùn đen chịu đến thao túng, như sóng lớn hướng về Tống Thư Hàng vọt tới. Nhưng những thứ này bùn đen còn không có nhận gần Tống Thư Hàng thân thể, liền bị công đức chi quang tách ra, biến mất vô tung vô ảnh. Tống Thư Hàng không nhanh không chậm đi vào tà vọng bên người, trực tiếp duỗi tay đè tại thân thể nó bên trên. Hắn muốn thi triển xem xét bí pháp. Nhìn xem cái này tà vọng đến cùng là mượn thủ đoạn gì, thi triển cái này chân thực huyễn tượng. Bất quá, đương Tống Thư Hàng bàn tay theo trên người tà vọng lúc, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Một loại trực giác xông lên đầu. Chân thực huyễn tượng, Tống Thư Hàng khẽ gọi một tiếng, tại tà vọng chân thực huyễn tượng không gian bên trong, trực tiếp triệu hồi ra thuộc về chính hắn chân thực huyễn tượng tới. Hắn có tới mấy cái khác biệt chân thực huyễn tượng không gian. Trong đó có 7 cái là tiểu đan điền kim đan tự mang, là mỗi một bộ kim đan cấu đồ cụ hiện, còn có một cái là mượn nhờ ma thần trụ chi lực biến ảo bạch tiền bối sa mạc huyễn tượng. Ngoài ra còn có thuộc về chính hắn cái kia không gian hỗn độn. Vô số không cùng một tạo thành hỗn độn thế giới. Cái này hỗn độn thế giới, trực tiếp đem bá Vương Khuyển tà vọng thân thể bao trùm. Bá Vương Khuyển tà vọng thân thể phảng phất bị tháo gỡ ra đến, hóa thành đại lượng số liệu, bị cưỡng chế phân tích. Cùng hưởng chân thực huyễn tượng. Sau đó không lâu, một đạo tin tức xuất hiện tại Tống Thư Hàng não hải. Khi cái này cộng hưởng chân thực huyễn tượng tin tức
bị Tống Thư Hàng phân tích ra được lúc, đầu óc của hắn rất nhẹ nhàng liền tiếp nhận cái này lý niệm. Không phải liền là cộng hưởng cái chân thực huyễn tượng nha, tại cái này vô luận thứ gì, mặc kệ đáng tin cậy hay không, đều muốn nếm thử hướng cộng hưởng cái này lý niệm đi dựa sát vào một chút thời đại, không có gì lớn. Tại bây giờ thời đại này, vô luận là phòng ở, xe, xe đạp, máy tính, điện thoại, không có gì đồ vật không thể cộng hưởng một chút, thậm chí liền ngay cả bạn trai cùng bạn gái, cũng đang phát triển cộng hưởng nghiệp vụ. Mặc kệ đáng tin cậy hay không, trước cộng hưởng một đợt chuẩn không sai. Trước mắt cái này bá vương khuyển tà vọng chỗ thi triển ra cỡ nhỏ chân thực huyễn tượng, chính là thông qua cộng hưởng thuê phương thức, từ một cái cường đại hơn tà vọng nơi đó cộng hưởng tới. Mà cái kia cường đại hơn tà vọng bản thể, thậm chí căn bản không tại hiện thế. Địa cầu không gian, cũng không biết hắn là thông qua biện pháp gì đến cộng hưởng mình cái kia chân thực huyễn tượng. Cái này cộng hưởng chân thực huyễn tượng kỹ thuật, có thể hay không tách ra ngoài. Tống Thư Hàng thử nghiệm hướng về mình không gian hỗn độn phát ra chỉ lệnh. Sau một khắc, không cùng một tạo thành không gian hỗn độn, một hơi đem bá vương khuyển tà vọng chân thực huyễn tượng không gian thôn phệ. Bị không gian hỗn độn bao khỏa bá vương khuyển tà vọng tiếng kêu rên liên hồi. Trên người nó những cái kia con mắt phù văn bị từng mai bóc ra. Đảo mắt trước, nó liền như là một con bị rửa sạch sẽ bạch trảm kê, toàn thân trên dưới bị bóc ra sạch sẽ. Sau đó, Tống Thư Hàng không gian hỗn độn tự chủ co vào, bắt đầu chấp hành Tống Thư Hàng mệnh lệnh, toàn lực bắt đầu phân tích cộng hưởng chân thực huyễn tượng thủ đoạn. Cái này cộng hưởng thủ đoạn nếu là có thể bị Tống Thư Hàng phân tích khai phát ra, đến lúc đó liền có thể đưa nó cấy ghép đến tu chân nói chuyện phiếm công năng bên trong. Kể từ đó, tu chân nói chuyện phiếm quần tổ bên trong thành viên, liền có thể thể nghiệm cái này cộng hưởng chân thực huyễn tượng công năng. Thậm chí nếu như kỹ thuật thành thục về sau, quần bên trong có được chân thực huyễn tượng các tiền bối, còn có thể đem mình chân thực huyễn tượng cộng hưởng ra, thu phí cho thuê những người khác sử dụng. Chức năng này tăng thêm trực tiếp công năng, lại tổ hợp nạp tiền công năng, quả thực là tuyệt phối. Tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả. Tống Thư Hàng càng nghĩ càng đẹp. Hắn nhưng là có được 7 cái tiểu kim đan chân thực huyễn tượng thêm một cái ngụy bạch tiền bối sa mạc huyễn tượng nam nhân, nếu như hắn chân thực huyễn tượng toàn bộ thuê ra ngoài, ngày nhập đấu kim không phải là mộng. Kể từ đó, tích lũy tháng ngày bên dưới, một ngày nào đó hắn có thể còn xong nợ nần. Nghĩ tới đây lúc, Tống Thư Hàng lại yên lặng nói chuyện riêng Hắc Long thế giới Long Lạc nữ sĩ, Long Lạc nữ sĩ, bận bịu sao? Bận bịu, Long Lạc nữ sĩ trả lời, xin gọi ta béo cầu nữ sĩ. Tống Thư Hàng, cái kia ngại hay không bận rộn nữa một điểm. Để ý, Long Lạc nữ sĩ thành thật trả lời, trên tổng thể cùng loại trí tuệ nhân tạo Long Lạc nữ sĩ, tại một ít vấn đề bên trên không hiểu rẽ ngoặt, không hiểu uyển chuyển cự tuyệt. Vậy phải làm sao, người mới có thể không để ý càng bận rộn một điểm. Tống Thư Hàng cùng Long Lạc nữ sĩ giao lưu cũng không phải lần thứ nhất, biết rõ cùng nàng giao lưu khiếu môn, không cần quanh co lòng vòng. Long Lạc nữ sĩ hơi suy nghĩ một chút về sau, trả lời, thỉnh cầu đem Hà Chỉ Ma Đế tu chân nói chuyện phiếm nạp tiền tỷ lệ điều chỉnh làm 10 nhất phẩm linh thạch, 1 tệ. Tống Thư Hàng sững sờ, cứ như vậy. Cứ như vậy, Long Lạc nữ sĩ trả lời. Long Lạc nữ sĩ yêu cầu, thấp đến làm lòng người chua. Không có vấn đề, ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi, đem Hà Chỉ Ma Đế nạp tiền tỷ lệ điều chỉnh làm 10:1. Tống Thư Hàng gật đầu. Đồng ý cái này đề án. Long Lạc nữ sĩ liền vui vẻ đi chấp hành thao tác. Một lát sau, tu chân nói chuyện phiếm công năng bắn ra một cái nho nhỏ hệ thống thông cáo, nạp tiền công năng toàn diện mở ra, lần đầu nạp tiền đạo hữu có thể hưởng 9. 5 chiếc nạp lần đầu ưu đãi, nho tím côn vương độc hưởng 8, 8 chiếc chí tôn ưu đãi, Hà Chỉ Ma Đế độc hưởng 10 nhất phẩm linh thạch, 1 tệ vương giả tỷ suất hối đoái. Côn vương. Tại sao phải một lần lại một lần nhắc nhở ta độc hưởng 8? 8 chiếc ưu đãi, ta hiện tại liền một trái trứng, làm sao nạp tiền? Hà Chỉ Ma Đế, đây là tại nhằm vào ta. Nhưng là loại này nhằm vào, có ý nghĩa sao? Ngây thơ, Hà Chỉ Ma Đế cười lạnh nói. Hắn Hà Chỉ, thân là một đời ma đế, lấy bát long văn tư chất cưỡng ép bước ra mình đạo, chứng đạo trường sinh. Cái này tu chân nói chuyện phiếm công năng. Với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nếu là cái không có chút ý nghĩa nào công năng, hắn tự nhiên cũng không có nạp tiền tất yếu. Cho nên, đừng nói là 10, một trùng chỉ tỷ suất hối đoái,
liền xem như 100, một thậm chí là 1 vạn, 1, đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tùy ngươi giày vò đi, Long Lạc nữ sĩ, chính các ngươi chơi vui vẻ liền tốt. Hà Chỉ Ma Đế trong lòng khinh thường nói. Một bên khác, đang phát ra thông cáo về sau, Long Lạc nữ sĩ lập tức lại hướng Tống Thư Hàng cung cấp mới tu chân nói chuyện phiếm thăng cấp công năng phương án. Long Lạc nữ sĩ tại hiệp trợ Tống Thư Hàng đối tu chân nói chuyện phiếm công năng tiến hành thăng cấp cùng ưu hóa. Bởi vì quyền hạn của nàng là Tống Thư Hàng trao quyền, cho nên cần thăng cấp lúc, nàng đều muốn đem thăng cấp phương án chuyển giao cho Tống Thư Hàng, từ Tống Thư Hàng xác nhận về sau, đem thăng cấp công năng tiếp vào đến tu chân nói chuyện phiếm công năng bên trong, tiến hành thăng cấp. Tống Thư Hàng mới là tu chân nói chuyện phiếm bản thể. Lần này nàng đề giao thăng cấp phương án, chính là lần trước Côn Vương đưa ra VIP công năng. Trong đó bao quát Côn Vương cùng Hà Chỉ Ma Đế đều rất muốn che đậy hảo hữu công năng. Mặt khác còn kèm theo một chút thất thải huyễn quang người sử dụng tên loại hình tôn hưởng tiểu công năng. Long Lạc nữ sĩ người nghiên cứu ra nhiều như vậy chức năng mới. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Long Lạc nữ sĩ trả lời, chỉ cần có dàn khung cùng mạch suy nghĩ tại, hoàn thiện chức năng mới cũng không khó khăn. Nguyên bản tại Long Lạc nữ sĩ kế hoạch bên trong, tu chân nói chuyện phiếm nạp tiền công năng ít nhất phải chờ Tống Thư Hàng tấn thăng đến cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, thu hoạch được không gian thiên phú về sau, mới có thể thực hành. Bất quá, theo Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới không ngừng tiến hóa, lại thêm Tống Thư Hàng từ béo cầu đại lão phân thân cái kia cược thắng không gian quyền hành thiên phú, kết hợp thần binh kỳ giám không gian tọa độ chi pháp, đơn giản linh thạch nạp tiền công năng đã có thể thuận lợi tiến triển. Chỉ cần Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới không cần túng, thăng cấp sau tu chân nói chuyện phiếm công năng, liền có thể lấy mã hai chiều hảo hữu xác định không gian tọa độ, tiến hành viễn trình linh thạch nạp tiền công năng. Mà chỉ cần nạp tiền công năng hoàn thiện, đủ loại quay chung quanh nạp tiền sau triển khai chức năng mới, liền có thể nhao nhao thượng tuyến. Chỉ cần có tiền, liền có thể có được đủ loại phục vụ. Mà Long Lạc nữ sĩ tin tưởng, cái này VIP người sử dụng công năng một khi đẩy ra, Hà Chỉ Ma Đế tại không có phá giải tu chân nói chuyện phiếm trước đó, sẽ thành VIP công năng trung thành nhất hộ khách. Thỏa, cái kia VIP công năng tiếp nhập, tiến hành thăng cấp đi. Tống Thư Hàng gật đầu đã định nói. Một lát sau, thông cáo nhắc nhở, VIP hộ khách công năng sẽ tại lần này đổi mới sau thượng tuyến, bao nguyệt VIP công năng đem bao quát mỗi tháng che đậy chỉ định hảo hữu 7 ngày công năng, siêu huyễn thất thải bảo quang hội viên tên công năng, trực tiếp ở giữa đưa đỉnh quảng cáo công năng. Cụ thể kỹ càng đặc quyền, mời xem thăng cấp sau VIP người sử dụng đặc quyền liệt biểu. Hà Chỉ Ma Đế, MMP, bá tống người cái này đáng đâm ngàn đao hỗn đản. Tại không có phá giải tu chân nói chuyện phiếm công năng trước đó. Che đậy bá tống huyền thánh đối Hà Chỉ Ma Đế mà nói, phi thường trọng yếu. Nếu như không che đậy bá tống, có trời mới biết ra hỏa này lúc nào đột nhiên phát hắn một cái nói chuyện riêng, sau đó hỏa thủy đông dẫn, đem tai nạn dẫn tới hắn bên này. Bá tống huyền thánh hoàn toàn là cái di động tai họa. Đặc biệt là bây giờ, đối phương ngay tại cạnh tranh bất hủ, còn tại hiện thế. Trên sao hỏa khiêu khích chư thiên vạn giới điều kiện tiên quyết. Lúc này bá tống, quả thực là tai nạn đầu nguồn, chư thiên vạn giới không biết có bao nhiêu người, muốn âm thầm đối phó bá tống. Nếu như không che đậy bá tống, nói không chừng đối phương 3 ngày 2 đầu liền đạn cái nói chuyện riêng, chuyển di một đợt tai họa đến trên người hắn. Cho nên, đành phải nạp tiền cái VIP sao? Hà Chỉ Ma Đế trong lòng biệt khuất. Hắn không muốn nạp tiền, không muốn thụ cái này ủy khuất. Nhưng là muốn che đậy bá tống, lại không phải nạp tiền không thể. Nhận biết bá tống, thật sự là hắn cả đời này hối hận nhất sự tình. Cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn phá giải tu chân nói chuyện phiếm công năng. Đến ngày ấy, ta phải tăng gấp bội đem cái này nhân quả phản hồi cho ngươi. Hà Chỉ Ma Đế cắn răng, nhìn mình chằm chằm cái kia độc hưởng 10, một vương giả nạp tiền tỷ suất hối đoái, thề nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau đó, hắn lôi ra tu chân nói chuyện phiếm mới tăng thêm nạp tiền công năng, cắn răng chuẩn bị nạp tiền một ít linh thạch dự bị. Nhưng là, ngay tại Hà Chỉ Ma Đế chuẩn bị thử nghiệm nạp tiền một bộ phận linh thạch lúc, đột nhiên trong lòng hơi động. Chờ một chút, nạp tiền loại chuyện này, phải đi qua như thế nào thủ đoạn tiến hành? Bá Tống muốn làm sao tiếp thu linh thạch của ta? Cần đem linh thạch chuyển rời đến cố định điểm, hoặc là bá Tống trực tiếp thông qua không gian năng lực,
vượt không ở giữa từ trong tay của ta tiếp thu linh thạch. Nếu như là cái sau, chẳng phải là nói, bá tống tùy thời nắm giữ lấy tọa độ của ta. Hà chỉ ma đế nhíu mày, càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp. Ta hiện tại ngay cả mình cũng không biết mình cụ thể ở đâu cái tọa độ, bá tống lại thế nào khả năng nắm giữ vị trí của ta. Ta hiểu được, nguyên lai ngươi là nghĩ thấu qua phương pháp này, dụ hoặc ta nạp tiền, từ đó nắm giữ ta chân thực tọa độ. Hà chỉ ma đế nhếch miệng lên. Quá ngây thơ, bá tống. Ta hà chỉ liền xem như bị ngươi không có tận cùng hỏa thủy đông dẫn, cũng sẽ không nạp tiền VIP. Bị những người khác quấy rối một chút, bất quá là lãng phí một chút tinh lực đi đối phó. Nhưng nếu như bị bá tống nắm giữ tọa độ, tuyệt đối phiền toái hơn. Tại phiền toái lớn cùng phiền toái nhỏ lựa chọn bên trong, hà chỉ ma đế lựa chọn cái sau. Hà chỉ ma đế nhếch miệng lên, yên lặng quan bế tu chân nói chuyện phiếm giao diện, cái này gân gà công năng, căn bản không có khả năng hấp dẫn hắn địa phương. Hắc Long thế giới. Long lạc nữ sĩ cười híp mắt nhấp ngụm rượu nhỏ, làn da màu đen đều nổi lên một tầng hồng nhuận chi sắc. Hiện tại Hắc Long thế giới không có ngoại địch về sau, nàng lớn nhất niềm vui thú chính là nhằm vào hà chỉ ma đế. Như vậy Long lạc nữ sĩ, tiếp xuống mời ngươi cực khổ hơn một chút, tại trong lúc cấp bách lại nhiều nghiên cứu một cái hạng mục. Tống Thư Hàng gửi đi tin tức nói. Long lạc nữ sĩ trở về cái khuôn mặt tươi cười, bá Tống Hào mời đơn giản miêu tả hạ ta cần nghiên cứu hạng mục. Cộng hưởng chân thực huyễn tượng công năng, ta chỗ này đã rút ra cộng hưởng chân thực huyễn tượng thủ đoạn tin tức và số liệu, cần nhân viên chuyên nghiệp đối với nó tiến hành phân tích cùng nghiên cứu, cũng đưa nó cải tạo thành thích hợp ta pháp thuật. Sau đó, đem chức năng này cắm vào tu chân nói chuyện phiếm công năng bên trong. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Mặc dù ta hiện tại bề bộn nhiều việc, nhưng đã đáp ứng bá Tống Hào, vậy coi như bận rộn nữa, ta mặt ngoài cũng sẽ không để ý. Mặc dù ta nội tâm vẫn là sẽ rất để ý. Long lạc nữ sĩ chứng trạc đàng hoàng trả lời, xin đem cộng hưởng chân thực huyễn tượng số liệu truyền lại cho ta, ta sẽ mau chóng đem chức năng này nghiên cứu thỏa đáng, an bài cắm vào tu chân nói chuyện phiếm lần sau thăng cấp mô đun số liệu bên trong. Vất vả, long lạc nữ sĩ. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đem mình hỗn độn thế giới huyễn tượng tách ra ngoài số liệu tin tức, toàn bộ truyền lại cho long lạc nữ sĩ. Tại Hắc Long thế giới quen biết Long Lạc nữ sĩ, thật là một cái lựa chọn chính xác. Nếu như không có am hiểu phương diện này Long Lạc nữ sĩ không thu tiền lương hỗ trợ, có trời mới biết hắn tu chân nói chuyện phiếm công năng lúc nào mới có thể hoàn thiện thăng cấp. Bận bịu đi, gặp lại. Long Lạc nữ sĩ tiếp thu xong tin tức về sau, lần nữa vùi đầu vào bận rộn sự nghiệp bên trong. Tống Thư Hàng tâm tình vui vẻ kết thúc nói chuyện riêng. Hắn một đôi đen nhánh đầu sắt. Một mực nắm lấy bá vương khuyển tà vọng, phòng ngừa nó thoát đi. Bá vương khuyển tà vọng lúc này căn bản bất lực đào thoát, lúc này thân thể của nó đều nhỏ hơn một chút, tại Tống Thư Hàng trong tay bất lực giãy giụa. Tống Thư Hàng đưa tay đối đầu của nó nện cho hai quyền, đưa nó nhẹ nằm sấp. Sau đó, hắn lên tiếng hỏi, sở tiền bối, có hay không đưa nó phòng ấn phương pháp? Một hồi muốn món ăn nó, cảm giác tốt nhất bắt sống tương đối thỏa đáng. Sở các chủ ngốc mau khinh thường nói, loại này mới ngũ phẩm cấp bậc tà vọng, phòng ấn cũng là lãng phí thời gian, người còn không bằng chém đứt nhìn xem có thể hay không kiếm một đợt công đức. Trong mắt của ta, chờ gặp gỡ thất phẩm phía trên tà vọng, mới có phòng ấn giá trị. Có đạo lý, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Sau đó hắn đem tà vọng đè xuống đất, hướng phía đầu của nó lại nện cho mấy quyền. Tà vọng thân thể co quắp mấy lần về sau, liền không động đậy được nữa. Nhìn thấy tà vọng đã thoi thóp, Tống Thư Hàng thỏa mãn gật đầu, đối đại đệ tử kêu, tiểu thải, tới đưa nó chém giết thử một chút. Tới sư phụ, tước yêu tiểu thải vỗ cánh bay tới. Trên nửa đường, nàng hiện ra mình hoàn chỉnh yêu thân, hóa thành một con to lớn tước điểu. Biến dị cương thủ thi triển ra, nàng một đôi cánh hóa thành đen nhánh sắt thép chi sắc, cũng có cuồng nhiệt, cố chấp đao ý tại nàng hai cánh dâng lên hiện. Nàng đao ý cùng nàng bây giờ tính cách tương xứng chấp nhất tại tu luyện làm nàng vui vẻ. Phần này chấp nhất, hóa thành cuồng nhiệt đao ý mới ra, bốn phía nhiệt độ phảng phất bắt đầu sôi trào. Tật phong đao, tiểu thải khẽ kêu một tiếng. Hai cánh của nàng liên tục hướng tà vọng chém tới. Một đao nhanh hơn một đao, mỗi một đao đao kình đều tại điệp ra. Mười đao hiện lên về sau, nguyên bản liền ở vào trạng thái hư nhược tà vọng.
bị chém thành hai nửa, triệt để chém giết. Loại này chặt đứt pháp, có thể hoàn chỉnh bảo tồn tà vọng bá vương chân sau. Tống Thư Hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cùng một thời gian, tiểu thải trên thân có một mảnh công đức chi quang bắt đầu ngưng tụ. Chém giết tà vọng cùng siêu độ oan hồn đồng dạng, đều thuộc về thiên địa chi đạo tán thành đại công đức. Tống Thư Hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiểu thải tại đao pháp, công pháp tôi luyện thân thể, công đức chi pháp bên trên, đều có cực mạnh thiên phú rất sớm trước. Tống Thư Hàng liền cảm giác tiểu thải cùng mình tương tự, cơ hồ chẳng khác gì là một cái phiên bản thu nhỏ Tống Thư Hàng. Mà lại phương diện tu luyện, tiểu thải cái kia phần chấp nhất, không ai bằng. Sở các chủ ngốc mau, luôn cảm giác tương lai một ngày nào đó, tiểu thải lại biến thành cái thứ hai Tống Thư Hàng. Cái này ngốc tức yêu, tương lai chỉ sợ cũng phải giống như Thư Hàng, không hiểu được pháp thuật. Chỉ dựa vào một thân công pháp tôi luyện thân thể cộng đao pháp mãng đi lên, cộng thêm một thân công đức chi lực hộ thân. Danh sư xuất cao đồ, sau lưng Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô đập cái nho nhỏ mông ngựa. Cái này mông ngựa, đập chính Tống Thư Hàng đều đỏ mặt lên. Sư phụ, hạch tâm, đồng thời, tiểu thải thu nhỏ hóa, hai cánh bưng lấy hạch tâm, đưa cho Tống Thư Hàng. Làm không tệ, Tống Thư Hàng tiếp nhận tiểu thải trong tay hạch tâm hiện lên kẹo đường lớn nhỏ trạng thái. Tựa ở bề ngoài đến xem tựa hồ rất thơm ngọt vật chất. Mỗi cái tà vọng hạch tâm đều có chỗ khác biệt, liền xem như cùng khoản tà vọng hạch tâm, tại hình thái bên trên cũng có rất lớn khác biệt. Tà vọng loại vật này, thật sự là loại rất tùy tâm sử dụng đồ vật. Lần này không cần Tống Thư Hàng nhắc nhở, nghịch kình võ sĩ quyền sáo bên trên khí linh tiểu tiên tử liền đưa tay, đâm về khối này kẹo đường hạch tâm. Một lát sau, một đoạn tin tức tràn vào đến Tống Thư Hàng não hải. Mà giám định tà vọng hạch tâm chỗ trả ra đại giới, thông qua khí linh tiểu tiên tử giảm đi. Cực kỳ bé nhỏ thống khổ, Tống Thư Hàng thậm chí căn bản cảm giác không ra. Thú hình oán khí loại tà vọng hạch tâm, một viên phổ thông tà vọng hạch tâm, nhưng nó tựa hồ cùng một cái cường đại hơn tà vọng ở giữa có chỗ liên hệ. Có lẽ ngươi có thể dùng nó tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra ẩn tàng tại sau lưng nó cái kia cường đại tà vọng. Có ý tứ, tìm hiểu nguồn gốc loại chuyện này, ta thích nhất. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đem viên này kẹo đường tà vọng hạch tâm cất giấu, cùng lần trước viên kia có nhân công chăn nuôi giấu vết bất quy tắc kim loại hạch tâm phóng tới cùng một chỗ. Đây đều là tương đối đặc thù hạch tâm, tương lai có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Bên cạnh, Vũ Nhu Tử cười hì hì kết thúc mình lần thứ nhất trực tiếp, lại tại Cửu Châu Nhị Hào quần bên trong đưa vào nói, trực tiếp kết thúc, kế tiếp tà vọng liền đến phiên ta xuất thủ. Đến lúc đó ta cho các tiền bối trực tiếp ta là thế nào soát tà vọng quần bên trong các tiền bối đến lúc đó chú ý ta. Bắc Hà tán nhân mỉm cười, trả lời, vậy thì chờ lát nữa ta nghiên cứu một chút nạp tiền công năng, chờ Vũ Nhu Tử ngươi soát tà vọng lúc, cho ngươi khen thưởng một đợt. Sắt thép chí hữu đậu đậu, ta đến tổng kết hạ lần này Vũ Nhu Tử trực tiếp Thiên Hà Tô Thị có người kế tục, Thư Hàng có người kế tục. Cái này tiểu tước yêu tư chất rất không tệ, tại đao pháp phương diện rất có thiên phú. Tô Thị A thất gật đầu nói, yêu thích là cầu nguyện nam nhân thất sinh phù phủ chủ, nếu là cái này tiểu tước yêu là đệ tử của ta liền tốt. Trong tay của ta còn có một cái dạy bảo ra một vị cường đại đao tu nhiệm vụ, vẫn chưa hoàn thành. Hoàng Sơn tôn giả, Cửu Châu nhất hào quần bên trong, không có ai biết đồng quái giới tính, cũng đồng dạng không ai biết thất sinh phù phủ chủ trong tay cầu nguyện bản bên trên, đến cùng có bao nhiêu cái không hoàn thành thệ ngôn. Một bên khác. Tống Thư Hàng bọn người ở tại soát xong bá vương khuyển tà vọng về sau, lại ngựa không dừng vó đuổi tới kế tiếp tà vọng vị trí. Theo thường lệ trước từ sở các chủ bày ra kết giới, đem toàn bộ tà vọng xào huyệt phong ấn về sau, đám người cùng nhau chen vào. Vũ Nhu Tử cầm trong tay lợi kiếm, mở ra trực tiếp công năng, liền cao hứng bừng bừng đón lấy trong xào huyệt con kia xương mù rắn bộ dáng tà vọng. Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô xa xa đứng ở một bên. Đứng ngoài quan sát linh điệp tử cổ thánh đại chiến tà vọng tràng cảnh. Vũ Nhu Tử một chiêu kia chiêu hoa lệ kiếm thức, cùng linh điệp đảo đặc hữu như mộng ảo pháp thuật, khiến Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô mở rộng tầm mắt. Linh điệp đảo chiêu thức, xinh đẹp lại chí mạng, phi thường thích hợp tiên tử thi triển. Có chút chiêu thức, càng là linh điệp tôn giả vì nữ nhi chế tạo riêng, thi triển những thứ này đặc thù chiêu thức lúc, Vũ Nhu Tử một thân mị lực được đề thăng đến cực hạn. Tính cả vì thân nữ nhi Diệu Thanh đạo cô đều bị thật sâu hấp dẫn, không rời mắt nổi con ngươi. Cho nên,
Linh Điệp tiền bối quả nhiên là tiên tử đúng không? Cuồng Đao Tam Lãng nhịn không được tại trực tiếp ở giữa bên trong, phát đầu mưa đạn. Đại nam nhân, làm sao có thể nghiên cứu ra như thế tinh tế pháp thuật cùng xinh đẹp kiếm thuật? Tam Lãng, Linh Điệp tiền bối rất có thể tại tuyến nhìn xem. Bắc Hà Tán Nhân nhắc nhở coi như Linh Điệp tiền bối ở vào bế quan trạng thái, không thể ngay lập tức xem trực tiếp. Nhưng chờ hắn bế quan ra, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem Vũ Nhu Tử trực tiếp thu lật ra đến quan sát một lần. Không cần lo lắng cho ta, Bắc Hà. Cuồng Đao Tam Lãng cười đắc ý, ta gần nhất không tại hiện thế, trong thời gian ngắn Linh Điệp tiền bối tìm không thấy ta. Bắc Hà Tán Nhân lại nói, Thư Hàng đang làm gì? Lệ Chi tiên tử đột nhiên hỏi. Vũ Nhu Tử tại vui vẻ soát tà vọng thời điểm, Tống Thư Hàng nhưng không thấy tung tích. Xử lý giấy chứng nhận Tuyết Lang động chủ, Vũ Nhu Tử tại lấy nàng thứ nhất thị giác mở ra trực tiếp, khả năng Thư Hàng không có chiếu vào ống kính A. Đang khi nói chuyện, có thể là nghe được các tiền bối nghị luận, Vũ Nhu Tử trực tiếp ống kính xẹt qua, chiếu đến tà vọng xào huyệt một góc Tống Thư Hàng. Lúc này Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục song song ngồi trong góc, hai người một mặt nghiêm túc, chính yên lặng quan sát Vũ Nhu Tử soát tà vọng. Ống kính chợt lóe lên về sau, Vũ Nhu Tử thị giác cùng lực chú ý tiếp tục chuyển rời đến tà vọng trên thân. Vũ Nhu Tử thị giác chuyển di về sau, Tống Thư Hàng vẻ mặt nghiêm túc tán đi. Hắn cùng Tô Thị A Thập Lục ngồi dựa vào cùng một chỗ lúc, chỉ cần hai người thoáng có da thịt tiếp xúc, liền có thể cảm ứng được lẫn nhau nhịp tim. Hai viên giống nhau trái tim, lấy đồng dạng tần suất, vững vàng nhảy lên. Tô Thị A Thập Lục không tự chủ được đưa tay, dùng sức kéo lấy Bạch Long tỷ tỷ long thể, dùng nàng che đậy mình nóng lên gương mặt. Bạch Long tỷ tỷ. Phanh phanh phanh, Tô Thị A Thập Lục nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Đồng dạng, Tống Thư Hàng trong lồng ngực nhịp tim cũng đi theo tăng tốc tần suất, lấy đồng dạng tốc độ bắt đầu nhún nhảy. A Thập Lục đang hại xấu hổ, Tống Thư Hàng rất nhanh suy đoán ra A Thập Lục trạng thái. Tại cái này hai viên cộng minh trái tim thấu bí phía dưới, Tô Thị A Thập Lục cảm xúc tại Tống Thư Hàng trước mặt không có chút nào bí mật. Mặt khác, Tống Thư Hàng cũng đã suy đoán ra A Thập Lục trạng thái thân thể hắn lưu cho A Thập Lục trái tim kia, xem ra rốt cục có đất dụng võ. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Có lẽ lần sau, ta hẳn là lại nhiều đưa chút lễ vật cho A Thập Lục. Trái tim đều đưa ra ngoài, cái khác khí quan cũng đừng rơi xuống hạ phong. Can đảm tỳ vị thận. Nếu không đưa trọn vẹn, một cái quỷ dị suy nghĩ đột nhiên phù hiện ở Tống Thư Hàng não hải. Chờ chút, ta đang suy nghĩ gì quỷ đồ vật a? Tống Thư Hàng dùng sức lắc đầu, đem này quỷ dị suy nghĩ từ trong đầu vãi ra. Nào có đem những vật này đưa cho tiên tử làm lễ vật. Mà lại, A Thập Lục thể nội nếu là toàn đổi thành hắn khí quan, cái kia nàng chẳng phải là muốn biến thành Tống Thập Lục rồi. Tâm ngươi loạn, sợ các chủ ngốc mau cao thâm khó lường nói. Nàng cắm rễ ở Tống Thư Hàng đầu, coi như không sử dụng độc tâm thuật, cũng có thể cảm giác được Tống Thư Hàng sọ não nhiệt độ tăng lên. Không, ta chỉ là trong đầu đột nhiên hiện lên quỷ dị ý nghĩ. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn lặng lẽ đưa tay bắt được A Thập Lục tay nhỏ, nói, A Thập Lục, lần sau ta đem gì tặng tặng cho ngươi thế nào? Bạch Long tỷ tỷ. Sở các chủ ngốc mau. Đây coi như là lời tâm tình sao? Tô Thị A Thập Lục nhỏ giọng hỏi. Bạch Long tỷ tỷ, ta cảm giác đây càng giống như là quỷ dị phiến. Tống Thư Hàng cười hắc hắc. Mà tại hai người hai tay cùng nhau dắt thời điểm, ai cũng không có phát giác được, từ trên thân Tống Thư Hàng, Linh Quỷ Tiên Tử lặng lẽ thuận hai người tương liên tay nhỏ, tiến vào Tô Thị A Thập Lục thể nội, tiến vào chiếm giữ trái tim của nàng bên trong. Linh Quỷ Tiên Tử từ khi đi theo cư sĩ tu luyện, thần công đại thành sau. Ngay cả Bạch Long tỷ tỷ không chú ý, đều không phát hiện được nàng. Thậm chí liền ngay cả Tống Thư Hàng trong lúc nhất thời cũng không có phát giác được trong cơ thể mình Linh Quỷ Tiên Tử lặng lẽ chạy trốn sự tình. Bá ước cư sĩ nhất hệ, sớm muộn dược hoàn. Cái này chư thiên vạn giới, trừ Bạch tiền bối loại này tồn tại đặc thù bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể chú ý tới cư sĩ nhất hệ. Bọn hắn cái này nhất hệ còn có thể ương ngạnh sống sót cho tới bây giờ, thực sự là kỳ tích. Tống tiền bối, ta cần chi viện. Đột nhiên. Chiến đấu bên trong Vũ Nhu Tử kêu lên. Tống Thư Hàng ngẩng đầu hỏi, Vũ Nhu Tử hào, cần hỏa lực chi viện sao? Ta cần xích tiêu kiếm tiền bối. Vũ Nhu Tử lớn tiếng trả lời, ta phát hiện,
tâm ma lực lượng hẳn là khắc chế cái này sương mù rắn tà vọng. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, công đức xà mỹ nhân sau lưng hắn hiển hiện. Nàng há mồm phun một cái, một đạo kiếm mang bay ra, rơi vào Vũ Nhu Tử bên người, hóa thành tâm ma xích tiêu kiếm bộ dáng. Xích tiêu kiếm tiền bối, xin đem lực lượng của ngươi cho ta mượn đi. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, đọc lấy hào khí lời kịch. Tâm ma xích tiêu kiếm phối hợp nói, không có vấn đề. Nó luôn cảm giác mình cùng Vũ Nhu Tử rất hợp. Vũ Nhu Tử đưa tay bắt lấy xích tiêu kiếm, cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển. Đây là phần thiên hỏa diễm đao thức mở đầu. A, à, tâm ma xích tiêu kiếm giật mình. Vũ Nhu Tử cô nương này rõ ràng là dùng kiếm A. Vì sao biết dùng đao pháp? Mà lại, cái này phần thiên hỏa diễm đao, nàng căn bản không có học qua A. Phần thiên hỏa diễm đao chính là xích tiêu tử đạo trưởng cải tiến qua hỏa diễm đao, có được phần thiên trừ hải chi uy. Trước mắt cũng chỉ có Tống Thư Hàng trong mộng đạt được xích tiêu tử đạo trưởng truyền nghề, thu hoạch được một chiêu này phương pháp tu luyện. Nhưng Tống Thư Hàng căn bản không có đem một chiêu này dạy cho Vũ Nhu Tử. Chẳng lẽ là bày cái giá thức, tâm ma xích tiêu kiếm trong lòng suy đoán nói. Nhưng nó vừa nghĩ như vậy lúc, theo Vũ Nhu Tử cổ tay xoay chuyển, tâm ma xích tiêu kiếm lực lượng trong cơ thể bị dẫn dắt ra đến kia là phần thiên hỏa diễm đao uy năng. Hoa! Một đạo phần thiên trừ hải đao diễm từ Vũ Nhu Tử trong tay bộc phát ra, chém về phía đối diện sương mù rắn tà vọng. Tâm ma xích tiêu kiếm. Ngọa thảo, là không thể giả được phần thiên hỏa diễm đao, nó tuyệt đối sẽ không nhận lầm một chiêu này đao pháp. Oanh! Sương mù rắn tà vọng thân thể trực tiếp bị đao diễm thôn phệ, đao diễm bên trong ẩn giấu đao khí, đưa nó chém thành mười mấy đoạn, bất diệt đao diễm trực tiếp đưa nó thân thể đốt thành cho bụi. Không tốt! Đùa lửa quá mức, Vũ Nhu Tử kêu lên. Nàng vốn chỉ nghĩ khống chế phần thiên hỏa diễm đao đem tà vọng sương mù rắn chặt đứt, không nghĩ tới đao diễm bá đạo như vậy, trực tiếp đem sương mù rắn đốt thành tro. Không biết hạch tâm còn ở đó hay không? Vũ Nhu Tử kéo lấy tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, chạy chậm đến sương mù rắn thi thể phạm vi, sau đó dùng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối thân thể đâm cái kia thiêu đốt bất diệt chi hỏa. Không có, hạch tâm cũng đốt không có. Thất sách, Vũ Nhu Tử khuôn mặt nhỏ đều vo thành một nắm. Đinh Vĩnh Viễn tại tuyến thánh đấu sĩ Bắc Hà Tán Nhân thưởng Vũ Nhu Tử 100 mai nhất phẩm linh thạch. Bắc Hà Tán Nhân lại lên tiếng an ủi, không cần nhụt chí, Vũ Nhu Tử. Trên thế giới này tà vọng còn nhiều, chúng ta lại đi soát tiếp theo chỉ liền tốt. Hắn nhất định phải thừa dịp cuồng đao tam lãng tìm đường chết trước đó, trước an ủi tốt Vũ Nhu Tử, cũng mang theo khen thưởng tiết tấu, đem chủ đề chuyển di. Miễn cho tam lãng não co lại, thừa cơ phát lãng. Bắc Hà Tán Nhân vì không nhớ lâu tam lãng, cũng là thao nát tâm. Nhắc tới cũng kỳ, đồng dạng là yêu thích tìm đường chết. Cuồng đao tam lãng một mực nhận Bắc Hà Tán Nhân âm thầm giữ gìn, nhưng đồng quái tiên sư chỉ cần một tìm đường chết, Bắc Hà Tán Nhân đi lên chính là một đợt cuồng đỗi, đỗi đến đồng quái tiên sư hoài nghi nhân sinh. Sự thật chứng minh, người đều là bất công. Tạ tạ Bắc Hà tiền bối an ủi. Đúng, tà vọng nhiều như vậy, chúng ta đi soát tiếp theo chỉ liền tốt. Vũ Nhu Tử một lần nữa tỉnh lại. Nàng nhẹ nhàng vung vẩy tâm ma xích tiêu kiếm nói, xích tiêu kiếm tiền bối, để chúng ta tiếp tục hợp tác, quét sạch toàn bộ Văn Châu thành phố tà vọng đi. Tâm ma xích tiêu kiếm, soát tà vọng sự tình trước tiên có thể để một bên, ta càng muốn biết, ngươi vì sao biết phần thiên hỏa diễm đao. Ta nhìn Tống tiền bối thi triển qua thật nhiều lần phần thiên hỏa diễm đao đao pháp. Sau đó vừa rồi ta thử nghiệm học một lần, liền học được. Cảm giác bên trên cũng không phải là rất khó. Lại hình như ta tựa hồ từ lúc nào học qua đao pháp này. Vũ Nhu Tử nghiêng đầu, trả lời. Ngươi chẳng lẽ cũng giống như Thư Hàng, đã từng mơ tới qua xích tiêu tử. Tâm ma xích tiêu kiếm hỏi. Vũ Nhu Tử lắc đầu, ta không có mộng qua xích tiêu tử đạo trưởng. Mà lại, suy nghĩ kỹ một chút, ta tựa hồ cũng không có học tập phần thiên hỏa diễm đao ký ức. Tâm ma xích tiêu kiếm. Chờ chút, xích tiêu kiếm tiền bối. Chiêu này phần thiên hỏa diễm đao sẽ không là xích tiêu tử đạo trưởng bất truyền tuyệt học A. Vậy ta chẳng phải là tính học lén. Vũ Nhu Tử đột nhiên nhớ tới tu chân giới quy củ, liền vội vàng hỏi. Yên tâm đi, không phải cái gì bất truyền tuyệt học. Đã ngươi học xong, vậy ta làm chủ, đem chiêu này bí pháp học tập quyền cho ngươi. Tâm ma xích tiêu kiếm hơi suy nghĩ một chút về sau, phóng khoáng nói. Mặc dù không phải cái gì bất truyền tuyệt học,
nhưng phần thiên hỏa diễm đao là Xích Tiêu Tử đạo trưởng chiêu bài đao pháp. Mặt khác, không truy cứu Vũ Nhu Tử học trộm phần thiên hỏa diễm đao, có thể nói là tổn thương Xích Tiêu Tử đạo trưởng lợi ích sự tình. Nhưng là nó thích a. Dù sao nó là tâm ma, thân là tâm ma, dù sao cũng phải làm chút phù hợp tâm ma thân phận sự tình. Tỷ như, ngẫu nhiên đâm một đâm Xích Tiêu Tử đạo trưởng tâm linh yếu đuối chỗ. Nghĩ tới đây, tâm ma Xích Tiêu kiếm bắt đầu liên hệ bản thể, đem Vũ Nhu Tử vô sự tự thông, học được phần thiên hỏa diễm đao sự tình phản hồi cho bản thể. Đồng thời phụ lên quyết định của mình. Bất quá, Xích Tiêu kiếm bản thể lại thật lâu không có truyền lại hồi phục trở về. Cũng không biết Xích Tiêu Tử đạo trưởng đang làm gì. Bởi vì Vũ Nhu Tử không cẩn thận đem sương mù rắn tà vọng toàn bộ đốt diệt, Tống Thư Hàng một đoàn người, đành phải ngựa không dừng vó đuổi tới kế tiếp tà vọng xào huyệt địa điểm, để Vũ Nhu Tử lại soát một con tà vọng chơi đùa. Theo thường lệ, Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô tại bên cạnh ghi chép Vũ Nhu Tử cùng tà vọng ở giữa chiến đấu. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục tìm sạch sẽ nơi hẻo lánh ngồi xuống. Ta trước cảnh cáo ngươi, một hồi không cần lại giới liêu. Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng cái này tiểu tử đang biện hộ cho lời nói phương diệt, thiên phú không đủ. Lúng túng khó xử liêu kỹ năng điểm đầy, nàng vây quanh ở A Thập Lục trên cổ, đều lúng túng toàn thân mỏi như. Tống Thư Hàng. Tô Thị A Thập Lục đem mặt chôn vào đến Bạch Long tỷ tỷ long thể bên trong, tâm khang bên trong trái tim lại một lần nữa phanh phanh nhảy lên. Đối diện trong xào huyệt, Vũ Nhu Tử cùng tà vọng chiến đấu kịch liệt. A Thập Lục cảm giác tim đập của mình, phảng phất phối hợp với Vũ Nhu Tử tà vọng tiết tấu của chiến đấu, dẫm lên tiết điểm, đang không ngừng nhảy vọt. Nhịp tim tựa như là tại gõ nhịp trống, diễn tấu một khúc nhạc nền phối nhạc. Một lát sau, Tô Thị A Thập Lục ý thức phảng phất đều bị đưa vào đến nhịp tim tiết tấu bên trong đi. Tại loáng thoáng ở giữa, có một thân ảnh mờ ảo xuất hiện ở trước mặt nàng. Kia là một vị văn tính khí tức tiên tử, hai tay nâng cầm lên, cười nhẹ nhàng ngồi xổm ở A Thập Lục đối diện. Hai vị tiên tử, bốn mắt nhìn nhau. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, nếu như người bình thường gặp gỡ hình ảnh như vậy, có lẽ sẽ chấn kinh. Bất quá đối tu sĩ mà nói, tình huống tương tự cũng không hiếm thấy, vô luận là hồn phách loại hình tồn tại, tâm ma thậm chí là huyễn thuật, đều có thể làm đến đồng dạng hiệu quả. Tô Thị A Thập Lục phi thường bình tĩnh nhìn về phía đối diện vị này văn tính khí chất tiên tử. Bốn mắt nhìn nhau về sau, Tô Thị A Thập Lục ánh mắt lại chuyển rời đến đối phương chỗ ngực. Đầu tiên sử dụng phương pháp bài trừ vị tiên tử này khẳng định không phải tâm ma của nàng. Nếu như là tâm ma của nàng, cái kia nàng hiện tại ánh mắt chiếu tới chỗ bộ vị thể tích hẳn là muốn lớn hơn mới đúng. Ít nhất phải đạt tới tiên tử tiêu chuẩn, so Vũ Nhu Tử muốn lớn hơn. Đây là tâm chướng. Nếu có tâm ma chắc chắn sẽ không bỏ qua rõ ràng như vậy tâm chướng. Sau đó lại bài trừ huyễn thuật hiệu quả từ khi trong cơ thể nàng chân long huyết mạch kích hoạt, Bạch Long tỷ tỷ ý thức sau khi tỉnh dậy, trên thế giới này có thể ảnh hưởng đến nàng, lại không kinh động Bạch Long tỷ tỷ huyễn thuật, liền không nhiều lắm. Bạch Long tỷ tỷ thực lực cảnh giới bày ở nơi này. Mà lần này, trước mặt vị này văn tính khí chất tiên tử cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nhưng Bạch Long tỷ tỷ tựa hồ cũng không có phát giác đối phương. Văn tính khí chất tiên tử thuận Tô Thị A Thập Lục ánh mắt rơi vào bộ ngực mình vị trí, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Luôn cảm giác trong lúc vô hình có loại bị làm hạ thấp đi ảo giác. Lại qua một lát sau, Tô Thị A Thập Lục ánh mắt không thôi về tới văn tính khí chất tiên tử trên mặt. Gương mặt này cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, nàng hẳn là tại một nơi nào đó gặp qua đối phương. Nhưng trong lúc nhất thời vậy mà không hồi tưởng lại nổi. Đối diện tiên tử đối Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Một lát sau, nàng đối Tô Thị A Thập Lục ôn nhu cười một tiếng, nụ cười này người vật vô hại, cho người ta một loại thiện lương cảm giác. Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục trong lòng hơi động. Đối diện tiên tử tiếu dung, liền cùng Tống Thư Hàng. Nói đúng ra là cùng đã từng Tống Thư Hàng, không có sai biệt. Lại nhìn kỹ. Vị này văn tính tiên tử bộ dáng, tựa hồ cũng cùng Tống Thư Hàng có một hai phần tương tự. Tô Thị A Thập Lục trong đầu lập tức nhớ tới Tống Thư Hàng hữu quyền nghịch kình quyền sáu khí linh tiểu tiên tử, đưa nàng cùng trước mắt văn tính khí chất tiên tử tiến hành so sánh. Một chút so sánh về sau, khí linh tiểu tiên tử cùng trước mắt tiên tử lại có rất lớn khác nhau. Khí linh tiểu tiên tử cùng Tống Thư Hàng tương tự,
kia là huynh muội ở giữa tương tự. Mà trước mắt vị này Văn Tĩnh tiên tử cùng Tống Thư Hàng ở giữa tương tự, càng nhiều vẫn là nụ cười của nàng cùng khí chất phương diện cùng loại. Bạch Long tỷ tỷ, Tô Thị A Thập Lục ở trong lòng cùng Bạch Long tỷ tỷ tiến hành giao lưu, người có thể nhìn thấy tại trước mắt ta vị tiên tử này sao? Bạch Long tỷ tỷ cùng Tô Thị A Thập Lục ở giữa, có được tâm linh cảm ứng. Tất yếu tình huống dưới, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hoàn thành giao lưu. Trước mắt ngươi, tiên tử, Bạch Long tỷ tỷ sững sờ. Nàng cái gì cũng không thấy. Hơi suy nghĩ một chút về sau, nàng long thể tại Tô Thị A Thập Lục trên cổ dạo qua một vòng, cùng A Thập Lục tinh thần tiến hành tầng sâu đồng bộ, lại cẩn thận nhìn chăm chú về phía ngay phía trước. Một lát sau, Bạch Long tỷ tỷ nhãn tình sáng lên, thấy được Tô Thị A Thập Lục trước mắt cái kia đạo có chút mơ hồ thiếu nữ thân ảnh. Văn Tĩnh khí chất tiểu tiên tử cùng Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ yên lặng tương vọng. Sáu mắt tương đối. Bên cạnh, Tống Thư Hàng nghi hoặc xoay đầu lại nhìn về phía A Thập Lục. A Thập Lục nguyên bản phanh phanh ra tốc khiêu động trái tim, đột nhiên bình tĩnh lại. Cảm giác chính là trái tim nhảy nhảy, đột nhiên liền thất thần rồi. Xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Long tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn thấy vị tiên tử này sao? Tô Thị A Thập Lục lần nữa ở trong lòng hỏi. Ân, ta thấy được, Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu, nói như vậy, nàng quả nhiên không phải tâm ma của ta, cũng không phải huyễn tượng, mà là chân thực tồn tại. Bạch Long tỷ tỷ đối nàng có ấn tượng sao? Ngươi chờ chút, sau đó, Bạch Long tỷ tỷ quay đầu lên tiếng nói, Sở Các Chủ. Sở Các Chủ ngốc mau bày ra một cái, bộ dáng, làm gì đâu. Ngươi ngốc mau tới, đến đầu ta trên đỉnh tới. Bạch Long tỷ tỷ nói. Sở Các Chủ ngốc mau, không cần. Tới đi, đừng khách khí. Bạch Long tỷ tỷ nói. Sở Các Chủ ngốc mau. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta tại khách khí? Là có chút việc, cần ngươi xác định một chút, mau tới đây. Bạch Long tỷ tỷ nói. Sở Các Chủ ngốc mau thở dài. Không lay chuyển được Bạch Long tỷ tỷ, liền từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống đến Bạch Long tỷ tỷ đỉnh đầu. Bạch Long tỷ tỷ đỉnh lấy ngốc mao, thân hình lần nữa vây lấy A Thập Lục cổ chuyển động, điều chỉnh tốt góc độ, đối Sở Các Chủ nói, Sở Các Chủ, tinh thần lực phương diện phối hợp ta tiết tấu. Sở Các Chủ ngốc mao nhẹ nhàng run run, phối hợp Bạch Long. Tại Bạch Long tỷ tỷ dẫn đạo bên dưới. Sở Các Chủ ngốc mao cũng nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục trước người cái kia đạo Văn Tĩnh khí chất thiếu nữ thân ảnh. Thế là, hình tượng biến thành Sở Các Chủ, Bạch Long tỷ tỷ, Tô Thị A Thập Lục ba người cùng đối diện Văn Tĩnh khí chất thiếu nữ nhìn nhau. Bất quá, vẫn như cũ là sáu mắt tương đối. Sở Các Chủ ngốc mao bên trên không có con mắt. Thế nào, thấy nàng sao? Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nói. Ừm, Sở Các Chủ trả lời. Tô Thị A Thập Lục. Nàng cùng Sở tiền bối có quan hệ sao? Bạch Long tỷ tỷ, người không cảm giác, nàng tại khí chất bên trên cùng Sở Các Chủ có chút tương tự sao? Cho nên khăn quàng cổ đạo hữu người nghĩ biểu đạt cái gì? Sở Các Chủ nhìn qua vị này Văn Tĩnh khí chất thiếu nữ, ngữ khí không tự chủ được liền nhu hòa. Người không cảm giác nàng cùng Tống Đầu Gỗ có chút tương tự. Người không cảm giác khí chất của nàng cùng ngươi có chút tương tự. Bạch Long tỷ tỷ đã phát hiện điểm mù. Sở Các Chủ, khăn quàng cổ ngươi đến cùng nghĩ nói cái gì? Cho nên, ngươi chừng nào thì cùng Tống Đầu Gỗ sinh cái nữ nhi? Bạch Long tỷ tỷ nói. Không nghĩ tới ngươi cái mày rậm mắt to cõng ta sinh hài tử. Sở Các Chủ, Tô Thị A Thập Lục. Ngươi cho rằng ta là Thư Hàng, nghĩ mang thai liền mang thai. Nghĩ sinh thì sinh, Sở Các Chủ phản bác. Nằm tại trong hố pháo còn trúng đạn Tống Thư Hàng. Ta cũng không có chức năng này a. Mà lại các ngươi đến cùng đang nói chuyện gì, vì cái gì lại phải đem ta lôi ra đến súng máy bắn phá xử bắn. Bạch Long tỷ tỷ, thật không phải con gái của ngươi. Không, là nữ nhi của ta, Sở Các Chủ nói. Sở Các Chủ trả lời như vậy, Bạch Long tỷ tỷ ngược lại yên tâm. Ngôn ngữ giao lưu thật sự là rất kỳ diệu. Sở Các Chủ ngốc mao kéo dài, nhẹ nhàng tiếp xúc đối diện vị này Văn Tĩnh khí chất thiếu nữ. Đối diện tiên tử đưa tay nhẹ nhàng cùng Sở Các Chủ ngốc mao va nhau, thân mật tự nhiên. A Thập Lục tiên tử, đối diện Văn Tĩnh thiếu nữ rốt cục lên tiếng. Tô Thị A Thập Lục gật đầu, người có lời muốn nói với ta sao? Tống Thư Hàng trả lời, có,
nhưng Bạch Long tỷ tỷ không cho ta giới liêu. Ngươi trước chớ xen mồm, Bạch Long tỷ tỷ quay đầu lại nói. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Có phải là ảo giác hay không, hôm nay Bạch Long tỷ tỷ đều ở đỗi hắn. Vị kia Văn Tĩnh tiên tử che miệng cười khẽ, sau đó nàng lại đối A Thập Lục nói, ta muốn cùng A Thập Lục tiên tử cùng ở một đoạn thời gian, có thể chứ? Cùng ở, Bạch Long tỷ tỷ nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Cùng nàng đoạt phòng ở. Làm sao cái cùng ở pháp? Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói. Nàng vậy mà không có muốn cự tuyệt vị này không rõ lai lịch tiên tử đề nghị suy nghĩ, tâm lý càng là rất tự nhiên tiếp nhận nàng vật lý trên ý nghĩa. Trái tim của nàng cũng không cự tuyệt vị này văn tĩnh khí chất tiên tử. Ổn định nhịp tim, để Tô Thị A Thập Lục tâm thái đều trở nên bình tĩnh bắt đầu. Vật lý trên ý nghĩa cùng ở, khí chất văn tĩnh tiên tử nhẹ nhàng buông ra sở các chủ ngốc mao, đồng thời đưa tay đưa về phía Tô Thị A Thập Lục, muốn hay không lại ký cái lâm thời khế ước. Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút về sau, trả lời, tốt. Nàng xòe bàn tay ra, và điềm đạm khí chất tiên tử nhẹ nhàng tiếp xúc. Ngón tay thon dài một đôi tay nhỏ vỗ tay, 10 ngón tương giao. Sau một khắc, tại Tô Thị A Thập Lục cùng vị này văn tĩnh tiên tử trong bàn tay, có một cái khế ước phù văn sáng lên. Bên cạnh Tống Thư Hàng bị khế ước này phù văn hấp dẫn, linh quỷ khế ước. Hắn dù sao cũng là ký qua hai lần linh quỷ khế ước nam nhân, lập tức liền nhận ra cái này phù văn hàm nghĩa. Nói cách khác, vừa rồi Tô Thị A Thập Lục không hiểu thấu thất thần, là tại cùng linh quỷ giao lưu. Đồng thời tiện thể lấy ký chỉ linh quỷ. Là lâm thời hợp tác khế ước, Tô Thị A Thập Lục nói. Tống Thư Hàng, linh quỷ khế ước còn có lâm thời tính chất, ngay cả linh quỷ đều biết đánh cộng tác viên rồi. Khế ước phù văn biến mất, linh quỷ khế ước thành lập. Sau một khắc, Tô Thị A Thập Lục liền nhìn xem vị này khí chất văn tĩnh tiên tử, như là chất lỏng đồng dạng dung nhập vào trong cơ thể nàng, cuối cùng tiến vào chiếm giữ đến nàng trái tim bên trong. Linh quỷ vào ở về sau, Tô Thị A Thập Lục linh lực trong cơ thể tổng lượng bắt đầu vững bước tăng lên. Ngay sau đó, linh quỷ các loại hách công năng bắt đầu khởi động. Hiệp trợ Tô Thị A Thập Lục vận chuyển thể nội linh lực, tự động treo máy tu luyện. Đồng thời, tinh luyện Tô Thị A Thập Lục thể nội linh lực độ tinh khiết, để linh lực chất lượng nâng cao một bước. Càng quan trọng hơn là, Tô Thị A Thập Lục thông qua vị này văn tĩnh khí chất linh quỷ tiên tử vì con đường, còn có thể kết nối đến một cái to lớn hơn năng lượng nguyên. Nàng quay đầu, nhìn về phía bên người Tống Thư Hàng cái kia to lớn hơn năng lượng nguyên, chính là Tống Thư Hàng. Quả nhiên, cùng nàng đoán đồng dạng, vị này linh quỷ tiên tử cùng Tống Thư Hàng có quan hệ. Chính là bởi vì nàng trước đó đoán được điểm ấy, mới có thể đồng ý cùng linh quỷ tiên tử ký khế ước. Quả nhiên là cùng ta đoạt nhà. Bạch Long tỷ tỷ bất mãn lật qua lật lại long thể lúc đầu Tô Thị A Thập Lục thể nội liền ở nàng một cái, hiện tại cưỡng ép chen lấn một con linh quỷ tiên tử tới. Bất quá xem ở là lâm thời khế ước phân thượng, tạm thời nhẫn nại hạ. A, chờ chút, bên cạnh Tống Thư Hàng rốt cục có cảm ứng. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình trống rỗng. Linh quỷ, một lát sau, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Hắn cực nhanh cảm ứng trong cơ thể mình trạng thái. Ở trong cơ thể hắn, có một cái vỡ vụn linh quỷ khế ước lạc ấn, kia là hắn đời thứ nhất linh quỷ lưu lại. Sau đó, còn có một cái hoàn chỉnh linh quỷ khế ước, đây là hắn đời thứ hai linh quỷ tiên tử để lại. Nhưng lúc này, thứ hai linh quỷ tiên tử còn sót lại linh quỷ khế ước bên trên, lại thêm một cái nho nhỏ ấn ký. Mà trong cơ thể hắn linh quỷ tiên tử, không thấy. Bất quá, linh quỷ các loại hách công năng thật không có biến mất. Vô luận là tự động treo máy tu luyện công pháp, luyện hóa chiết xuất linh lực cùng linh lực tồn trữ công năng, đều còn tại. Coi như linh quỷ không có ở đây, nhưng nàng vẫn là thông qua viễn trình công năng, phụ trợ Tống Thư Hàng tu luyện. Đồng thời, thông qua linh quỷ lạc ấn, hắn còn phát hiện mình có thể câu thông linh lực nguyên nhiều một cái thoáng cảm ứng một chút liền có thể phát hiện, kia là Tô Thị A Thập Lục linh lực. Ta linh quỷ cùng Tô Thị A Thập Lục ký kết lâm thời khế ước, chạy đến A Thập Lục thể nội đi. Tống Thư Hàng nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục. Lấy linh quỷ tiên tử vì trung chuyển, chỉ cần nguyện ý, Tống Thư Hàng linh lực cùng Tô Thị A Thập Lục linh lực có thể lẫn nhau trao đổi, tùy thời mượn nhờ lực lượng của đối phương. Linh quỷ tiên tử đây là đột nhiên muốn đổi nhà sao? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Mà lại, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua linh quỷ tại cùng người ký kết khế ước về sau,
còn có thể cùng những người khác ký kết lâm thời khế ước. Nàng hẳn là nghĩ tạm thời cùng ta ở chung một đoạn thời gian. Tô Thị A Thập Lục đưa tay, nhẹ nhàng đặt tại lồng ngực của mình. Sở Các Chủ ngốc mau nói bổ sung, khả năng bởi vì trái tim nguyên nhân, cho nên Tống Thư Hàng ngươi linh quỷ có thể lấy sống nhờ phương thức, ở tại A Thập Lục thể nội. Nhưng là nàng vì cái gì đột nhiên muốn cùng A Thập Lục ngụ cùng chỗ đi? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Cái này ta cũng không rõ ràng. Sở Các Chủ ngốc mau từ Bạch Long tỷ tỷ đỉnh đầu nhảy về, nói. Liên quan tới Tống Thư Hàng linh quỷ tiên tử, điểm đáng ngờ trùng điệp. Trong đầu của nàng, có trống rỗng ký ức, hẳn là cùng Tống Thư Hàng linh quỷ tiên tử có quan hệ. Loại này trống không ký ức khu vực, chỉ sợ là nhận lấy thiên đạo phòng tối công năng ảnh hưởng. Sở Các Chủ suy đoán, Tống Thư Hàng linh quỷ tiên tử, phải cùng nàng có quan hệ. Bởi vì nàng cẩn thận hồi tưởng mình cùng Tống Thư Hàng nhận biết quá trình, trong đó cái kia trống không bộ phận ký ức, chiếm cứ rất lớn phần diễn. Có như vậy một nháy mắt, Sở Các Chủ cũng hoài nghi mình có phải thật vậy hay không từng có một đứa con gái. Đừng đoán, trực tiếp để A Thập Lục hỏi một chút linh quỷ tiên tử không phải liền là. Bạch Long tỷ tỷ nói, linh quỷ tiên tử lại không đi ném, gửi ở A Thập Lục thể nội, còn đoán đến đoán đi làm gì, trực tiếp hỏi người trong cuộc ý nghĩa. Ta cùng nàng câu thông một chút thử một chút, Tô Thị A Thập Lục thấp giọng nói. Tim đập của nàng, lại có chút khống chế không nổi Thư Hàng linh lực cùng nàng linh lực, thông qua linh quỷ tiên tử vì môi giới, có thể lẫn nhau giao hòa. Đây quả thực có thể so với trong truyền thuyết song tu. Vừa nghĩ tới song tu cái từ này, mặt của nàng liền biến nóng hổi. Hít sâu, bình tĩnh cảm xúc về sau, Tô Thị A Thập Lục bắt đầu thử nghiệm câu thông linh quỷ tiên tử. Chúng ta có thể tâm sự sao? Linh quỷ tiên tử, A Thập Lục dò hỏi. Tùy thời có thể a. Linh quỷ tiên tử trả lời A Thập Lục chú ý tới, trong thanh âm của nàng, tựa hồ mang theo tiếng nức nở. Vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một việc, bị cảm động đến, sau đó nhịn không được nho nhỏ khóc một hồi. Linh quỷ tiên tử phát giác được A Thập Lục nghi hoặc cảm xúc, chủ động hồi đáp, rất lâu không có khóc qua, nho nhỏ khóc như thế một hồi về sau, tâm lý dễ chịu rất nhiều. Tô Thị A Thập Lục. Không hổ là Thư Hàng linh quỷ. Thư Hàng nhẫn nại thống khổ, thích ứng thống khổ, siêu việt thống khổ. Mà vị này linh quỷ tiên tử thì phụ trách yên lặng thút thít. Có vấn đề gì muốn hỏi ta chăng? Linh quỷ tiên tử nói. Tô Thị A Thập Lục thẳng vào chủ đề, tại sao phải cùng ta ký kết lâm thời khế ước? Bởi vì ta muốn tiến hành hai cái thí nghiệm. Linh quỷ tiên tử nghiêm túc trả lời. Tô Thị A Thập Lục. A Thập Lục, người thích Thư Hàng sao? Linh quỷ tiên tử nói. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Vậy ngươi thích ta không? Linh quỷ tiên tử nói. Tô Thị A Thập Lục. Ngươi phải biết ta là Thư Hàng linh quỷ, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, chẳng khác nào là Thư Hàng. Cho nên, ngươi thích ta sao? Linh quỷ tiên tử cười hắc hắc nói. Tô Thị A Thập Lục. Linh quỷ tiên tử thật đúng là logic quỷ tài, Tô Thị A Thập Lục cũng không biết muốn thế nào trả lời vấn đề của nàng. Chủ yếu là linh quỷ tiên tử nói rất có lý, linh quỷ chính là bản thể, giữa hai bên không phân người hay ta. Nhưng là tại toàn bộ trong tu chân giới, nào có linh quỷ tượng Tống Thư Hàng đồng dạng, có được hoàn toàn độc lập tính cách. Bình thường phần lớn linh quỷ, trừ là tu chân giới công nhận tu luyện hách bên ngoài, trên cơ bản chẳng khác gì là một tôn phân thân, không có độc lập tính cách, cùng chủ thể cùng tồn tại. Thậm chí tại Tô Thị A Thập Lục nhận biết bên trong, linh quỷ đại bộ phận không có phân biệt giới tính, một số nhỏ tính cách sẽ theo chủ nhân hình thái tiến hành chuyển đổi. Linh quỷ tiên tử thấy Tô Thị A Thập Lục nửa ngày không tiếp nàng, cười nói, quả nhiên, mới quen, vừa thấy mặt liền đảm yêu cái đề tài này thực sự quá lưu manh. Tô Thị A Thập Lục, không chỉ là vấn đề này. Chính là bởi vì giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề cần xử lý, cho nên ta đến rồi. Linh quỷ tiên tử nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta cùng ở một đoạn thời gian. Còn Thư Hàng, dù sao có viễn trình công năng, tạm thời trước hết để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Tô Thị A Thập Lục. Kết thúc cùng linh quỷ tiên tử giao lưu về sau, Tô Thị A Thập Lục mở to mắt. Tống Thư Hàng hỏi, thế nào, hỏi ra tình huống sao? Nàng chỉ nói là muốn cùng ta cùng ở một đoạn thời gian, làm thí nghiệm. A Thập Lục lắc đầu. Bạch Long tỷ tỷ, cái gì thí nghiệm? Không biết, nàng không nói. Tô Thị A Thập Lục lắc đầu. Còn hàn huyên những vật khác sao?
Bạch Long tỷ tỷ lại hỏi, A Thập Lục cùng Linh Quỷ Tiên Tử hàn huyên nửa ngày, không có khả năng chỉ trò chuyện một câu như vậy a. Tô thị A Thập Lục khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ bừng một mảnh, nàng hai tay kéo Bạch Long tỷ tỷ thân thể, dùng sức bên trên kéo, che đậy mình hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Bạch Long tỷ tỷ, ta cô nương, lại làm sao a? Khăn quàng cổ đạo hữu, ta đề cử ngươi một cái pháp thuật tăng pháp thuật. Sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói. Bạch Long tỷ tỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm gì, ta lại không chọc. Bởi vì ngươi cần tăng pháp thuật đem bờm rồng kéo dài, tốt cường hóa ngươi khăn quàng cổ giữ ấm hiệu quả. Sở các chủ ngốc mau chậm rãi nói. Ta bờm rồng không phải tóc, nhà ngươi tóc dài trên cổ a. Bạch Long tỷ tỷ phản bác lại. Sở các chủ ngốc mau bày ra một cái trạng biểu lộ, ngươi đối tăng pháp thuật cảnh giới lý giải quá nông cạn, Thư Hàng sớm đã đem tăng pháp thuật sửa chữa cường hóa. Bây giờ tăng pháp thuật không chỉ có khiến có thể dùng trên người mình, càng có thể sử dụng tại trên người địch nhân. Một chiêu tăng pháp thuật xuống dưới, thụ thuật giả toàn thân đều sẽ bị lông tóc bao trùm. Chỉ cần một phát cường hóa tăng pháp thuật, về đạo hữu ngươi liền có thể từ Bạch Long khăn quàng cổ biến thành Mao Long Long khăn quàng cổ. Bạch Long tỷ tỷ. Nàng dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn về phía Tống Thư Hàng, trong tay ngươi lại không thể có cái bình thường điểm pháp thuật sao? Cái gì pháp thuật đến Tống Thư Hàng trong tay, liền biến dị? Biến dị cương thủ khá tốt. Cái gì đao ý khôi giáp, dưỡng đao thuật, cường hóa tăng pháp thuật, thành phố cấp trưởng tâm lôi. Tất cả đều quỷ dị hung ác. Tống Thư Hàng. Bạch Long tỷ tỷ hôm nay quả nhiên tại nhằm vào hắn, tìm cơ hội khắp nơi đối hắn. Kỳ thật ta vẫn là có một ít bình thường pháp thuật. Tống Thư Hàng nói, tỷ như dẫn lôi thuật, còn có vừa nắm giữ thiên bằng độn pháp. Nếu như đến Hắc Long thế giới, mượn nhờ Long Lạc lực lượng ta còn có thể thi triển Hắc Long thế giới 10 cái cơ sở pháp thuật. Bạch Long tỷ tỷ liếc mắt, Long thể lập tức biến thành thuần bạch sắc, lại không một điểm đen, tam lôi. Tống Thư Hàng. Hắn yên lặng móc ra một khối bát phẩm linh thạch, xoa xoa, răng rắc một ngụm gặm hạ. Đồng thời, Tà Vọng xào huyệt bên trong. Vũ Nhu Tử cùng Tà Vọng chiến đấu đã tiến vào hồi cuối giai đoạn. Xích Tiêu kiếm tiền bối, ta có một chiêu kiếm pháp đột nhiên nghĩ thử một lần, người có thể phối hợp ta sao? Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Nàng rốt cục chơi chán, chuẩn bị kết thúc trước mắt Tà Vọng. Là đại chiêu sao, uy lực muốn khống chế một chút a, đừng giống lần trước, trực tiếp đem Tà Vọng đánh thành cho. Trước mắt chúng ta còn không có nắm giữ Tà Vọng chăn nuôi thủ pháp, Tà Vọng chết một con liền thiếu đi một con. Tâm Ma Xích Tiêu kiếm nhắc nhở. Chiêu này không phải trực tiếp tổn thương kiếm thuật, tiền bối người yên tâm phối hợp ta đi. Vũ Nhu Tử nói. Tâm Ma Xích Tiêu kiếm, thành, vậy ta toàn lực phối hợp ngươi. Nói thế nào, ta cũng là Xích Tiêu kiếm. Vũ Nhu Tử đưa tay vẩy một cái, trong tay Tâm Ma Xích Tiêu kiếm lấy ra hai đóa kiếm hoa, bách khai Tà Vọng. Giữa hai bên kéo ra nhất định thi pháp khoảng cách về sau, Vũ Nhu Tử đổi thành hai tay cầm kiếm, ở trên người nàng có quỷ dị năng lượng ba động hiển hiện. Thời gian chi lực, Tâm Ma Xích Tiêu kiếm lại là sững sờ. Hôm nay Vũ Nhu Tử mang cho nó kinh hỉ thực sự nhiều lắm, mặc kệ là trước kia nàng không hiểu thấu thi triển ra phần thiên hỏa diễm đao, lại hoặc là hiện ở trên người nàng hiển hiện thời gian chi lực. Táng ta tuế nguyệt, đợi ngươi nhập hoàng tuyền, Vũ Nhu Tử kiếm quang trong tay lấp lóe. Đạo kiếm quang này vừa mới chém ra, liền rơi vào đối diện Tà Vọng trên thân, liền phảng phất nó vốn là hẳn là trên người Tà Vọng đồng dạng, không nhìn thời gian trói buộc. Tà Vọng hoàn toàn không cách nào tránh né một kiếm này. Là thiên đế ảnh hưởng sao? Tống Thư Hàng nói khẽ. Từ khi Vũ Nhu Tử linh quỷ bị thiên đế chiếm lấy về sau, Vũ Nhu Tử bản thể liền liên tục không ngừng từ thiên đế cái kia chặn được rất nhiều tin tức, lĩnh ngộ, còn có sức mạnh. Là thiên đế kiếm thuật, thời gian chi đạo là chư thiên vạn giới nhất không thể trêu đại đạo một trong, cùng nhân quả đại đạo đồng dạng, hoàn toàn không thèm nói đạo lý. Chọc nắm giữ thời gian chi đạo cùng nhân quả chi đạo đại địch về sau, sơ ý một chút, mình là thế nào chết cũng không biết, lưu manh đến cực điểm. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Tống Thư Hàng. Bạch Long tỷ tỷ lại tại đối hắn. Mặc dù ta sẽ sử dụng nhân quả đao, nhưng ta nhân quả đao đại giới cũng rất nặng a. Ta lần trước dùng nhân quả đao đối Bạo Côn Vương tiền bối về sau, thiếu vay hiện tại cũng còn không có trả hết. Ta nhân quả đao, uy lực lớn bao nhiêu, nỗ lực cũng lớn bao nhiêu, làm sao lại lưu manh. Chiến đấu tràng diện bên trong.
Vũ Nhu Tử chậm rãi thu kiếm. Nhưng đối diện Tà Vọng, lông tóc không thương, chỉ là ngốc đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Kết thúc, Vũ Nhu Tử soái khí nói. Sau một khắc, tại trong tay nàng tâm ma xích tiêu kiếm thân kiếm. Đột nhiên như là mì sợi đồng dạng, mềm nhũn ra. Tống Thư Hàng. Xích tiêu kiếm tiền bối, ngài làm sao rồi? Tiêu hao quá lớn, ta cần nghỉ ngơi một chút. Tâm ma xích tiêu kiếm yếu ớt nói. Vũ Nhu Tử bên trên một đao phần thiên hỏa diễm đao cùng một kiếm này táng quang âm kiếm pháp, đều cần rút ra lực lượng của nó đến phối hợp. Nếu không bằng Vũ Nhu Tử bản thân linh lực, căn bản không đủ để chống lên cường đại như vậy kiếm thuật tiêu hao. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối bị rút khô tổn trữ năng lượng, trong thời gian ngắn, rốt cuộc kiên cường không nổi. Oanh! Đồng thời, con kia Tà Vọng thân thể cao lớn, cũng ầm vang ngã xuống đất. Nó chết bởi thời gian hao hết, bị chém tới tất cả tuế nguyệt, tự nhiên tử vong. Lợi hại, Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng hâm mộ nói. Ha ha, còn tốt nha. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, sau đó đối Tống Thư Hàng ngoắc nói, Tống tiền bối, các ngươi tới đây một chút. Cái này Tà Vọng cũng rất thú vị, chúng ta chuyến này soát Tà Vọng, tựa hồ cũng có chút kỳ quái. Không giống bình thường Tà Vọng, Vũ Nhu Tử rất thích, dạng này soát bắt đầu mới có thể càng thú vị. Bất quá, một đường soát tới, mỗi lần soát Tà Vọng đều có chút đặc thù, vậy thì có chút không được bình thường. Biến dị Tà Vọng cũng không phải rau cải trắng, lại thêm bọn hắn chỉ là tại Văn Châu thành phố như thế một cái địa khu bên trong soát mấy cái Tà Vọng, vì sao biết liên tục gặp gỡ biến dị Tà Vọng. Bạch tiền bối lại không có theo đội. Cho nên, Vũ Nhu Tử cảm giác chuyện này khẳng định ẩn giấu đi nội tình gì. Sự tình biến càng ngày càng thú vị. Vũ Nhu Tử vui vẻ hướng Tống Thư Hàng vẫy gọi quần bên trong các tiền bối quả nhiên không có nói sai, Tống tiền bối có được thể chất đặc thù. Nếu như nói, Tô Thị A Thập Lục có bị động bích đông thể chất, cái kia Tống tiền bối nhất định ôm lấy có chủ động hút họa, gánh họa thể chất. Tống, có phúc mọi người hưởng, gặp nạn ta đến kháng, Thư Hàng. Chính là bởi vì cái này thể chất đặc biệt, cho nên nếu như bốn phía có cái gì tai nạn sắp phát sinh, Tống tiền bối liền sẽ tại thể chất đặc thù ảnh hưởng dưới, chủ động đem tai nạn kháng đi. Mà tại Tống tiền bối muốn gánh tai nạn thời điểm, tự nhiên là có thể gặp được rất nhiều chuyện thú vị. Đây là một đạo đẳng thức. Thật tốt, Vũ Nhu Tử hâm mộ nói, nàng cũng rất muốn có thể có được Tống tiền bối thể chất như vậy. Nếu như nàng cũng có thể giống Tống tiền bối đồng dạng, có được cảm ứng tai nạn, hút tai thể chất, cái kia nhân sinh nhất định khắp nơi tràn đầy niềm vui thú. Tống Thư Hàng. Vì cái gì cảm giác Vũ Nhu Tử tại dùng một loại rất quỷ dị ánh mắt nhìn qua hắn? Thông Nương từ Tống Thư Hàng trong túi chui ra, hiếu kỳ dò hỏi, cái này Tà Vọng có cái gì đặc thù? Ta tại dùng táng quang âm kiếm pháp nhằm vào cái này Tà Vọng thời điểm, trước trước sau sau chung chém nó chín đạo sinh cơ. Cũng chính vì vậy, táng quang âm kiếm thuật tiêu hao năng lượng vượt qua ta cùng xích tiêu kiếm tiền bối dự toán. Vũ Nhu Tử lắc lắc trong tay như mì sợi mềm mại tâm ma xích tiêu kiếm, trả lời. Chém nó chín đạo sinh cơ. Nói cách khác, nó trước trước sau sau sống lại 8 lần. Tống Thư Hàng hỏi. Cái này lợi hại, bất kể đại giới nháy mắt phục sinh, ngay cả phục sinh kim tệ đều làm không được đi. Đáng tiếc cái này Tà Vọng gặp được Vũ Nhu Tử không thèm nói đạo lý táng quang âm kiếm pháp, một nháy mắt sống lại 8 lần, nhưng vẫn là trong nháy mắt ngỏm củ tỏi. Sự thật chứng minh, có thời gian phục sinh đọc đầu nhanh, cũng không phải chuyện tốt. Phục sinh càng nhanh, chết cũng càng nhanh. Điểm ấy phải nhớ xuống tới, cho rằng làm gương. Vũ Nhu Tử lắc đầu, nói, ta cảm thấy nó không giống như là trước trước sau sau sống lại 8 lần, cảm giác bên trên. Nó giống như là có được 9 đạo khác biệt cá thể sinh cơ, mỗi đạo sinh cơ đồng loạt tồn tại. Cho nên ta mới trong nháy mắt, chém giết hắn 9 đạo sinh cơ. 9 đạo khác biệt sinh cơ, đồng thời tồn tại, nhưng lại liền cùng một chỗ. Cửu mệnh miêu yêu, Tống Thư Hàng vô ý thức lên tiếng nói. Sở các chủ ngốc mau kéo Tống Thư Hàng một túm tóc, bảy cái trạng, không đúng, hẳn là cùng loại cửu đầu xà loại hình tồn tại hình thức. Mỗi một cái đầu, đều là hoàn chỉnh sinh cơ, vô luận giết chết trong đó cái nào đầu, cái khác 8 cái đầu đều vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Bạch Long tỉ tỉ, nói cách khác, ở đây cái này Tà Vọng, kỳ thật chỉ là 9 đầu sinh cơ bên trong một đầu, còn lại 8 đầu sinh cơ, khả năng giấu ở khu vực khác. Đúng đúng, chính là như vậy, Vũ Nhu Tử gật đầu nói. Nàng tìm hiểu nguồn gốc, một kiếm táng quang âm xuống dưới,
trực tiếp đem nơi này cái này một đầu sinh cơ cùng khu vực khác 8 đầu sinh cơ, toàn bộ chém giết. Thời gian đại đạo, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tống Thư Hàng nói liên tục. Hắn cuối cùng là lý giải Bạch Long tỷ tỷ lời nói bên trong ý tứ. Về sau đối mặt thiên đế lúc, hắn cảm giác thái độ mình muốn tốt điểm, không thể bởi vì thiên đế một mực cộc 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 bán manh, liền không để ý đến nàng chỗ kinh khủng. Vạn nhất chọc giận thiên đế, đối phương đối với hắn tế ra chân chính thời gian chi đạo sát chiêu, hắn có lại nhiều phục sinh chuẩn bị ở sau, cũng không dùng tới. Nhân công chăn nuôi cũng có được dung hợp năng lực tà vọng, có được tổ chức có thể cộng hưởng chân thực huyễn tượng tà vọng, lại thêm cái này 9 đầu sinh cơ cũng đem 9 đầu phân tán ở thế giới các nơi tà vọng. Biến dị tà vọng lúc nào như thế khắp nơi có thể thấy được rồi. Bạch Long tỉ tỉ nhíu mày. Thiên địa đại loạn, tà vọng mọc thành bụi niên đại, nàng cũng trải qua mấy lần. Trước kia mặc dù cũng sẽ có biến dị tà vọng sinh ra, nhưng mật độ tuyệt đối không có như thế tải cao đúng. Cho nên, ta hoài nghi mặt sau này là có người hay không đang tận lực an bài. Vũ Nhu Tử nhấc tay phát biểu mình ý nghĩ, đã có nhân công chăn nuôi tà vọng vết tích, kia có phải hay không là có người cố ý đem biến dị tà vọng tập trung lại, cũng âm thầm muốn lợi dụng bọn chúng đạt tới một chút âm mưu. Vũ Nhu Tử ngươi cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Tống Thư Hàng cười hắc hắc. Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta lại đi phụ cận soát một nhóm tà vọng, nhìn xem trong đó còn có hay không biến dị tà vọng, cũng đánh dấu hạ vị trí của bọn nó, tiến hành thống kê. Chỉ cần nắm giữ chân thực số liệu, chúng ta liền có thể suy đoán ra đến cùng phải hay không có người trong bóng tối bố cục. Trước đêm tà vọng hạch tâm móc ra lại nói, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đồng thời, hắn đưa tay phải ra. Nghịch kinh quyền sáo đầu ngón tay bộ vị mở ra. Ô ô ô, khí linh tiểu tiên tử ngồi quỳ chân tại quyền trên lưng, bày ra chào động tác. Tống Thư Hàng ngón tay đặt tại tà vọng tàn khu bên trên. Giám định bí pháp kích hoạt. Ta cần liên quan tới cái này tà vọng lai lịch tin tức, nó là bị người tung ra ở đây, vẫn là tự nhiên sinh ra. Tống Thư Hàng trong lòng ngầm thì thầm. Theo giám định bí pháp độ thuần thục càng ngày càng cao, Tống Thư Hàng đối cái bí pháp này nắm giữ cũng tinh thâm không ít, không còn giống như kiểu trước đây hoàn toàn không thể khống, đã có thể tiến hành một chút nhỏ thao tác. Giám định đại giới thanh toán, Tống Thư Hàng đầu ngón tay xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, có một giọt máu tươi tràn ra. Nhưng không đợi giọt này máu tươi nhỏ xuống, khí linh tiểu tiên tử đã lăn lộn vọt đến Tống Thư Hàng đầu ngón tay, cắn một cái tại Tống Thư Hàng đầu ngón tay, thân thể của nàng treo ở Tống Thư Hàng trên ngón tay, đem giọt này máu tươi nuốt vào. Tự sản tự tiêu, tuyệt không lãng phí một giọt máu tươi. Đồng thời, giám định bí pháp tin tức phù hiện ở Tống Thư Hàng não hải. Không biết biến dị tà vọng, có được 9 đạo sinh cơ dị dạng tà vọng, nó còn lại 8 đạo sinh cơ phân tán ở hiện thế. Địa cầu các nơi, hiện đã toàn bộ chém giết, cái này một con tự nhiên đản sinh phổ thông tà vọng, do ngoài ý muốn thôn phệ một vị đến đây khu diệt nó ma tông đệ tử về sau, sinh ra dị biến. Tống Thư Hàng, a, à, thôn phệ đến chém giết nó ma tông đệ tử về sau, sinh ra dị biến. Từ mặt ngoài tin tức đến xem, cái này tựa hồ là một cái ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng đem tin tức này cùng đám người miêu tả một lần. Sau đó, hắn nhìn về phía Thương Hải thư sinh, tại phát hiện nơi này tà vọng trước đó, có ma tông đệ tử đến đây trừ diệt tà vọng ghi chép sao? Thương Hải thư sinh lắc đầu, có lẽ, là tại chúng ta phát hiện cái này tà vọng trước đó, vị kia ma tông đệ tử liền đã hy sinh. Thư Hàng, sẽ là vô cực ma tông bố cục sao? Tô Thị A Thập Lục trả lời. Bia đá đạo hữu, đây cũng là ngoài ý muốn đi, liền xem như vô cực ma tông. Nếu như dùng trong tông môn vất vả bồi dưỡng đệ tử, đến chăn nuôi tà vọng, cái này đại giới cũng quá lớn. Đệ tử cũng không phải rau cải trắng, liền xem như ma tông cũng không có khả năng như thế tiêu hao đệ tử của mình, trừ phi cái này ma tông cao tầng trong đầu đều bị người đâm gậy quấy phân heo. Tống Thư Hàng nghe đến đó lúc, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lại nói, vô cực ma tông trước đó không lâu có phải là tổ chức qua một lần thật lớn tuyển nhận tán tu đệ tử hoạt động. Là có như thế một cái thịnh điển, Vũ Nhu Tử gật đầu nói. Tô Thị A Thập Lục, Thư Hàng ngươi hoài nghi vô cực ma tông chiêu thu một đoàn tán tu, sau đó dùng những tán tu này đến chăn nuôi tà vọng. Tạm thời chỉ là suy đoán, Tống Thư Hàng nói. Hắn cùng vô cực ma tông có oán, cho nên, vô luận có cái gì nổi, vô ý thức trước hướng vô cực ma tông trên đầu vung,
là rất bình thường phương thức tư duy. Trước mắt chỉ cần là cùng Tà Vọng có liên quan nổi, hắn đồng dạng đều sẽ trước hết nghĩ đến Vô Cực Ma Tông. Vũ Nhu Tử suy tư nói, nếu quả như thật là Vô Cực Ma Tông đang làm sự tình, vậy bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Còn muốn đặc địa tại Văn Châu thành phố gây sự. Vô Cực Ma Tông Công Tử Hải có lẽ là trước liền cùng Tống Thư Hàng cũng từng có tiếp xúc, cho nên Công Tử Hải bên kia khẳng định biết Tống Thư Hàng cùng Văn Châu thành phố có chỗ liên quan. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn còn lựa chọn tại Văn Châu thành phố gây sự. Như thế đầu sắt sao? Lại hoặc là, bọn hắn là tại cả nước các nơi gây sự, cho nên không có tránh đi Văn Châu thành phố. Tô Thị A Thập Lục trả lời, Vô Cực Ma Tông có một cái chuẩn bị trăm năm kế hoạch lớn, nhưng cụ thể là kế hoạch gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Đông Phương Lục Tiên Tử đã tại điều tra việc này, một hồi hỏi một chút Đông Phương Lục Tiên Tử có cái gì nội tình tin tức. Tống Thư Hàng nói đến một nửa lúc, đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Hắn đưa tay từ hạch tâm thế giới móc ra một cái điện thoại di động. Đây là hắn bắt lấy Công Tử Hải ba kiện bộ một trong An Chi Ma Quân điện thoại, bên trong tồn chữ lấy Công Tử Hải điện thoại cá nhân. Cũng không biết Công Tử Hải cái kia điện thoại cá nhân đổi hay không. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Lần trước Tống Thư Hàng dùng cú điện thoại này đánh tới thời điểm, Công Tử Hải vẫn là vô cùng ngoan cường coi như biết An Chi Ma Quân rơi xuống Tống Thư Hàng trong tay, ngay cả điện thoại cũng rơi vào bá Tống trong tay, nhưng hắn quả thực là không có đem điện thoại di động của mình đổi đi. Tống Thư Hàng vừa nghĩ, một bên lôi ra Công Tử Hải dãy số, đã gọi đi. Đừng để ta thất vọng a, Công Tử Hải. Nhưng cũng tiếc, trên thế giới đầu giống như Tống Thư Hàng sắt đạo hữu dù sao tại số ít. Công Tử Hải trước điện thoại cá nhân đã gạch bỏ ngừng máy. Lấy Công Tử Hải tính cách cùng trí tuệ, tại xác định không có cơ hội cứu vớt An Chi Ma Quân về sau, quả quyết từ bỏ ban đầu dãy số. Lại giữ lại điện thoại cá nhân đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ bị bá Tống lần lượt quấy rối. Công Tử Hải quyết đoán không có. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, dứt lời hắn đưa điện thoại di động lần nữa ném vào đến hạch tâm thế giới. Lúc trước Công Tử Hải tại tứ phẩm cảnh giới, liền dám trêu chọc thiên hà Tô Thị quái vật khổng lồ này. Chính diện trêu chọc mạnh nhất ngũ phẩm Tô Thị A Thất, khi đó Công Tử Hải khí phách trùng thiên, phảng phất muốn đem thiên địa đều dẫm tại dưới chân. Thế gian vạn vật hắn thấy, đều chẳng qua là quân cờ ngươi. Hiện tại, ngay cả điện thoại cũng không dám tiếp nhuệ khí đã phá. Sở các chủ ngốc mao. Người ta Công Tử Hải quyết đoán vì cái gì không có, trong lòng ngươi không có điểm AC số sao. Chờ chút, ta kém chút quên đi. Tống Thư Hàng đem điện thoại ném về hạch tâm thế giới lúc, đột nhiên lại trong lòng hơi động. Ta làm gì nhất định phải gọi điện thoại hỏi Công Tử Hải a? Ba kiện bộ một trong An Chi Ma Quân còn tại hắn hạch tâm thế giới giam giữ đâu? An Chi Ma Quân đối Vô Cực Ma Tông kế hoạch lớn, có lẽ không có Công Tử Hải hiểu như vậy, nhưng hắn khẳng định cũng biết rất nhiều nội tình. Càng quan trọng hơn là, trừ An Chi Ma Quân bên ngoài, Tống Thư Hàng trong tay còn có một bộ dài tâm ma Công Tử Hải hóa thân. Chính là cỗ kia bị Tống Thư Hàng bức ra tâm ma hóa thân. Lần trước cái này hóa thân tâm ma bị Tống Thư Hàng dùng thiên đình mảnh vỡ tâm ma động công năng rút ra hơn phân nửa, món ăn thành tâm ma sashimi, còn cùng âm ảnh lĩnh chủ đổi được âm ảnh thánh địa pháp khí. Cái này hóa thân thể nội tâm ma có bồi dưỡng giá trị, có thể cùng giao hẹ đồng dạng, cắt xong một đợt lại trưởng thành, cho nên Tống Thư Hàng không có đem hắn chém giết. Mà là giữ lại cẩn thận bồi dưỡng, tranh thủ chờ tâm ma lại lớn mạnh một chút, lặp đi lặp lại thu hoạch. Hiện tại, An Chi Ma Quân cùng Công Tử Hải hóa thân vừa vặn phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng chỉ tay một cái, hạch tâm thế giới mở ra. Hạch tâm tiểu trợ thủ quan tâm đem Công Tử Hải hóa thân cùng An Chi Ma Quân cùng một chỗ đóng gói đưa ra. An Chi Ma Quân thân thể gầy gò rất nhiều, hắn độ kiếp thất bại sau bị thương không nhẹ. Lại thêm hạch tâm tiểu trợ thủ vốn là đang tận lực khống chế thương thế của hắn, không cho hắn có cơ hội khôi phục. Cho nên, An Chi Ma Quân ngày gần đây, dây thắt lưng dần dần rộng người gầy gò, khiến quân thương tiếc. Tại hắn bên cạnh Công Tử Hải hóa thân vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê bên trong, hóa thân còn vùi lấp trong tâm ma bên trong, thần trí không rõ. Có đoạn thời gian không gặp về sau, cỗ này hóa thân tâm ma lại khôi phục không ít. Cỗ này hóa thân bây giờ đã bị Công Tử Hải triệt để vứt bỏ, còn dùng bí pháp chặt đứt liên hệ. Cũng không biết có thể hay không đưa nó làm tỉnh lại, từ trong miệng hắn làm ra một chút điểm tình báo đến. A,
công tử Hải hóa thân. À nha, ta nhớ tới một sự kiện. Vũ Nhu Tử khi nhìn đến công tử Hải hóa thân lúc, đột nhiên trong lòng hơi động, nói. Tống Thư Hằng hỏi, Vũ Nhu Tử trong tay ngươi có tương quan tình báo? Không phải tình báo, lần trước công tử Hải hóa thân tâm ma bị rút ra về sau, tại bị chém nứt trước đó, cái kia tâm ma cầu sinh dục không phải rất mạnh nha. Vũ Nhu Tử vừa nói, một bên móc ra điện thoại di động của mình. Lần trước công tử Hải hóa thân tâm ma vì để tránh cho mình bị cắt miếng, biến thành nhân ngư trạng thái, bộ mặt càng là biến thành lúc ấy ở đây bạch tiền bối phân thân bộ dáng mọc ra bạch tiền bối mặt. Trên lý luận mà nói, cơ hồ không ai có thể đối với nó thống hạ sát thủ, đưa nó cắt miếng. Đáng tiếc nó không thể đoán được lúc ấy bạch tiền bối phân thân tính cách, cuối cùng vẫn bị bạch tiền bối phân thân cắt. Vũ Nhu Tử mở ra điện thoại, lôi ra một cái đã sớm làm tốt biểu lộ bao. Kia là bạch tiền bối mỹ nhân ngư biểu lộ bao, nội bộ còn bao gồm lấy Vũ Nhu Tử mỹ nhân ngư biểu lộ, A Thập Lục mỹ nhân ngư biểu lộ, Tống Thư Hàng, Bạch Hạc Chân Quân, Bạch Long Tỷ Tỷ, Tiên Tử mỹ nhân ngư biểu lộ bao. Đây là lúc ấy bạch tiền bối phân thân tự tay chụp được, giao cho Vũ Nhu Tử vì muốn hố kế tiếp ra bạch tiền bối phân thân. Dùng bạch tiền bối phân thân đến nói cứ như vậy, kế tiếp ra bạch tiền bối phân thân, chết chắc. Chờ chút, Vũ Nhu Tử ngươi muốn đem vẻ mặt này bao thượng truyền sao? Tống Thư Hàng vội la lên. Trong này có hình dạng của hắn a. Vũ Nhu Tử trả lời, không sao, Tống tiền bối. Bên trong còn có ta cùng A Thập Lục biểu lộ bao cùng ngươi, ngươi không phải một người. Mà lại, trừ bạch tiền bối nhân ngư biểu lộ bao bên ngoài, những người khác bộ mặt, ta đều đánh mã. Đánh mã, cái kia miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Tô thì A Thập Lục. Vậy ta thượng truyền A Thập Lục, Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Tô thì A Thập Lục thấy Tống Thư Hàng gật đầu, liền cũng không còn cự tuyệt. Vũ Nhu Tử chỉ tay một cái. Cửu Châu Nhất Hào Quần hệ thống nhắc nhở, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử thượng truyền một văn kiện bạch tiền bối. Nhân ngư biểu lộ bao. Bắc Hà Tán Nhân, lại có mới biểu lộ bao. Lại là bạch tiền bối. Hiến công cư sĩ, đừng khuếch tán, cũng đừng tìm đường chết. Cuồng kiếm tam lãng, ta phát hiện bên trong còn có những người khác biểu lộ bao. Ta thấy được Thư Hàng. Cuồng kiếm tam lãng, ai nha, còn đánh mã. Bất quá cuồng đao tam lãng cũng không có đem hoàn chỉnh biểu lộ bao hình ảnh phát ra tới. Tống Thư Hàng trong lòng hiếu kỳ, đưa tay điểm mở quần không gian, click để download. Đang lúc ngón tay của hắn tại download tuyển hạng bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái thời điểm, đột nhiên, có một thân ảnh vượt không ở giữa mà đến, rơi vào bên cạnh hắn. Tống Thư Hàng theo bản năng quay đầu. Liền nhìn thấy một vị bạch tiền bối, chính một mặt mộng bức đứng sau lưng hắn. Ngay sau đó, vị này bạch tiền bối thể nội có kiếm khí bắn ra. Đem hắn tự thân cắt thành hai nửa. Hôm qua uống một chút bổ canh một. Ma môn đệ tử phần lớn đều là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hạng người, nên túng định túng. Cho nên, khi một ít đệ tử tiếp xúc đến trong tông môn đại bí mật thời điểm, tại đệ tử sọ não bên trong chừa chút phòng trộm tiểu thuật thức, là cơ bản thao tác. Chính vì vậy, An Chi Ma Quân vừa sách đến kiếp tiên chi nạn, cấu tạo ma tông quốc độ mấy cái này từ lúc, sọ não liền nổ. Máu tươi cùng óc nổ bay, tràng diện huyết tinh, không thích hợp thiếu nhi, cần đánh mã. Tống Thư Hàng đưa tay cách không một nắm, vô hình niệm lực thôi động. Trong hư không bay múa An Chi Ma Quân máu cùng tương, bị Tống Thư Hàng niệm lực trói buộc, một lần nữa ngưng tụ đến An Chi Ma Quân đầu óc vị trí, bị cưỡng ép áp chế về tại chỗ. Chiêu này niệm lực thao tác phi thường xoái khí. Vạn năng vô hình niệm lực thật rất thích hợp Tống Thư Hàng loại này không có thời gian đi học tập phức tạp pháp thuật tu chân tuyển thủ. Đáng tiếc, lại xoái thao tác, cũng vô pháp ngăn cản An Chi Ma Quân tử vong bộ pháp. Không phải mỗi cái tu sĩ đều giống như Tống Thư Hàng, trên thân treo mấy cái phục sinh trận pháp. Mà lại, coi như có mang phục sinh trận pháp cùng pháp khí, phục sinh lúc cũng là có tỷ lệ, cũng không cam đoan 100% phục sinh. An Chi Ma Quân thân thể ầm vang ngã xuống đất. Tống Thư Hàng. Ba kiện sáo đại lễ trang số lượng trừ một. Đây chính là hắn chuẩn bị tại qua thâm niên, đưa Tô Thị A Thập Lục gói quà lớn, hiện tại An Chi Ma Quân không có. Ba kiện sáo đại lễ trang không còn hoàn mỹ. Bút chướng này, phải nhớ tại vô cực ma tông cái này nổi vương tông trên đầu. Đáng tiếc,
Bạch tiền bối thần đăng bên trong chỉ có thể chứa một cái đăng linh. Bằng không mà nói, chúng ta nói không chừng còn có thể đem An Chi Ma Quân hồn phách chứa vào thần đăng bên trong, trở thành khu xử đăng linh. Tống Thư Hàng thở dài. An Chi Ma Quân, chính có thể, công tử Hải, nếu như có thể đem ba người bọn hắn đều chứa vào một kiện thần đăng bên trong, trở thành đăng linh cung cấp Tô Thị A thập lục khu xử, cũng là cái rất không tệ sáng ý. Người muốn đem ra hỏa này hồn phách khóa lại. Lúc này, Tống Thư Hàng bên hông bia đá đạo hữu lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, bia đá đạo hữu, người có phương pháp. Đây là tự nhiên, ta lúc đầu lớn nhất công năng chính là dùng để trấn áp phong ấn vật thể. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp đầy đủ linh lực, ta thậm chí có thể trấn áp trường sinh giả hồn phách. Chỉ là một cái tiếp cận ngũ phẩm cường độ ma môn đệ tử hồn phách, đối ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Bia đá đạo hữu đắc ý nói. Không hổ là ta mộ bia, bia đá đạo hữu công năng của ngươi ra sức. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đưa tay tế lên bia đá đạo hữu, mời đạo hữu giúp ta một bia chi lực. Hoa bia đá đạo hữu thân hình phồng lớn. Trên đó, Tống Thư Hàng chi mộ mấy chữ bắt đầu lập lòe tỏa sáng. Đổi đến mai, ta quay đầu mời ta chủ Bạch UU đem Tống Thư Hàng ba chữ đổi thành bá Tống nổi tiếng tương đối cao. Bia đá nói, một bia hướng phía An Chi Ma Quân thi thể trấn áp xuống dưới. An Chi Ma Quân bị nổ đầu thuật thức nổ sọ não bỏ mình, thậm chí ngay cả hồn phách của nó cũng bị cái này nổ đầu pháp thuật tổn thương. Lấy Ma Tông phong cách hành sự, đã muốn giữ bí mật, đương nhiên muốn làm được triệt để. Không chỉ có là thân thể, hồn phách cũng phải cùng một chỗ xóa bỏ. Tu chân giới cũng không thiếu khảo vấn hồn phách thủ đoạn. An Chi Ma Quân lúc này hồn phách không trọn vẹn, đồng thời đang bay nhanh tiêu tán. Dưới loại tình huống này, liền xem như huyền thánh cấp đại lão xuất thủ, đều không bảo vệ được hồn phách của nó. Nhưng bia đá đạo hữu là ngoại lệ, nó mặc dù chỉ là cửu phẩm cấp cảnh giới, lại là tiếp cận nhất đạo khí đặc thù pháp khí, là Bạch Thiên Đạo thành đạo trước tạo vật. Nó một bia trấn áp xuống dưới về sau, An Chi Ma Quân không trọn vẹn hồn phách liền bị câu buộc, bị phong ấn ở bia đá đạo hữu dưới đáy hoa văn đồ án bên trong. Chờ Tống Thư Hàng tương lai đạt được cùng loại vạn ma phiên, vạn quỷ phiên loại hình tà đạo pháp khí về sau, liền có thể cân nhắc đem An Chi Ma Quân hồn phách chuyển di ra ngoài. Trong thời gian ngắn liên tiếp biến hóa, nhìn bên cạnh Thương Hải thư sinh, Diệu Thanh đạo cô hoa mắt. Đặc biệt là cái kia bia đá pháp khí, vậy mà là bá Tống tiền bối vì chính mình chuẩn bị mộ bia. Không nghĩ tới, cường đại như bá Tống tiền bối loại tồn tại này, đang quyết định tranh đoạt thiên đạo, xác minh bất hủ đường về sau, đều làm xong thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Tranh đoạt bất hủ con đường, mỗi một bước đều muốn chấn áp hàng phục một tôn tuyệt thế đại địch. Mỗi một bước đều có thể thân tử đạo tiêu, cho nên bá Tống tiền bối sớm vì chính mình chuẩn bị xong mộ bia. Nhưng dù cho có thân tử đạo tiêu khả năng, bá Tống tiền bối lại sẽ không lựa chọn từ bỏ, đây chính là bá Tống tiền bối A. Rất nhiều suy nghĩ, tại Thương Hải thư sinh trong đầu hiển hiện. Hắn âm thầm đem những ý niệm này ghi lại, cũng quyết định trong tương lai, muốn đem bá Tống tiền bối tại cạnh tranh thiên đạo trước, vì chính mình chuẩn bị xong mộ bia dạng này cảm nhân sự tích tuyên dương ra. Nếu như bá Tống tiền bối tương lai thật chứng đạo bất hủ, hắn liền có thể đem chuyện này dấu vết viết nhập Tống Thiên Đạo truyện ký bên trong đi. Có thể cân nhắc trước viết cái Tống Thiên Đạo truyện ký bản nháp. Làm xinh đẹp, bia đá đạo hữu. Tống Thư Hàng đưa tay tiếp nhận bia đá, đưa tay lặng lẽ trượt đi, âm thầm đưa nó 12 phát dưỡng đao thuật. Dù sao dưỡng đao thuật rất dễ dàng bị người ngộ nhận thành tà thuật. Cho nên khi lấy Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô mặt lúc, Tống Thư Hàng soát tà thuật lúc đều cần lặng lẽ tiến hành, miễn cho sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Đón lấy, Tống Thư Hàng đưa tay tại bia đá đạo hữu hoa văn bên trên một điểm. An Chi Ma Quân hồn phách được phóng thích ra. Bất quá lúc này An Chi Ma Quân hồn phách một mặt mê mang, hai mắt càng là hiện lên si ngốc hình. Tống Thư Hàng thử nghiệm đặt câu hỏi, kiếp tiên chi nạn là có ý gì? Còn có vô cực ma tông muốn tạo dựng ma tông quốc độ lại là cái gì quy mô? Lấy dạng gì hình thái đi tạo dựng? Thiên địa đại biến, tà vọng mọc thành bụi, công, hải, ma quốc, kiếp tiên khi thụ thiên thiên kiếp. An Chi Ma Quân trong miệng cứng đờ hồi phục một chút vỡ vụn từ ngữ. Về phần ma tông quốc độ vấn đề, hồn phách của hắn đứng máy nửa ngày, cũng không thể phun ra một từ nửa câu tới. Sở các chủ ngốc mau nói, gia hỏa này hồn phách bị hao tổn quá nghiêm trọng,
Thư Hàng, ngươi có rảnh liền cho ăn nó uống chút hoạt tuyền nước suối, nhìn xem có thể hay không đưa nó hồn phách chữa trị trở về. Thượng du hoạt tuyền lãng phí trên người nó cảm giác khá là đáng tiếc. Đến lúc đó ta tại hạ du lấy điểm hoạt tuyền cho nó thử một chút. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hạ du là sở ngốc mao bản thể nước tắm a. Bạch Long tỉ tỉ cười ha ha, Thư Hàng, hạ du hoạt tuyền nước nhất định sẽ chân quý hơn, ngươi cần phải biết. Dù sao, sở ngốc mao bản thể hiện tại không chỉ là một cái đầu, đều nhanh muốn dài đến bờ eo thon vị trí. Sở các chủ ngốc mao. Bất chi bất giác, sở tiền bối đã không chỉ là khỏa mỹ nhân đầu a. Tống Thư Hàng đưa tay gãi gãi đầu. Ba sở ngốc mao quất trên tay Tống Thư Hàng, chớ chịu ta. Sau đó, sở các chủ ngốc mao lại nói, nghe cái này ma môn tiểu gia hỏa trả lời, kiếp tiên khi thụ thiên thiên kiếp, chẳng lẽ vô cực ma tông muốn nhằm vào cái nào tôn kiếp tiên động thủ. Nói không chừng dã tâm của bọn hắn càng lớn, muốn thành lập một cái ma tông quốc độ, một cái kiếp tiên chỉ sợ không đủ. Cũng có thể là vô cực ma tông muốn nhằm vào một nhóm lớn kiếp tiên. Tống Thư Hàng thuận sở các chủ mạch suy nghĩ, phát triển suy đoán nói. Tâm ma xích tiêu kiếm tại Vũ Nhu Tử trong tay lắc lư, nói, còn có một loại khả năng, bọn hắn muốn mượn thiên địa đại biến cơ hội, dẫn phát một loại nào đó thế giới quy luật, sau đó lại thông qua loại quy luật này cộng thiên địa đại biến thời cơ, dẫn phát một loại nào đó kiếp tiên cấp kiếp nạn. Đúng rồi, xích tiêu kiếm tiền bối. Vừa rồi có người đột nhiên viễn trình liên hệ ta, để ta và ngươi nói một chút, mời ngươi về sau không cần sách thiên địa đại biến cái từ này, muốn giảng văn minh. Vũ Nhu Tử lắc lắc xích tiêu kiếm, lên tiếng nói. Tâm ma xích tiêu kiếm. Cái này từ cùng giảng văn minh có quan hệ gì? Mà lại, ta đường đường tâm ma, nói cái gì văn minh? Tâm ma xích tiêu kiếm kháng nghị nói. Ngươi cùng một con tâm ma giảng văn minh, đây không phải khôi hài mà. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, ta chỉ là phụ trách chuyển cáo rồi, muốn hay không giảng văn minh xích tiêu kiếm tiền bối chính ngài quyết định, không có quan hệ gì với ta a. Bia đá đạo hữu hơi suy nghĩ một chút về sau, lên tiếng nhắc nhở, xích tiêu kiếm đạo hữu, người hẳn là phải hỏi một chút Vũ Nhu Tử tiếp thu được chính là ai gửi tới viễn trình liên hệ. Bia đá đạo hữu từ khi nhất thời nhanh miệng, đáp ứng Tống Thư Hàng rời núi sau muốn đối tận chư thiên vạn giới đại lão, bây giờ còn đang hối hận bên trong. Cho nên hiện tại, nó không nói chuyện đang làm cái gì, nói cái gì thời điểm, đều sẽ lặp đi lặp lại suy nghĩ. Kể từ đó, nó liền trở thành Tống Thư Hàng vật trang sức bên trong, nhất lý trí một vị. Gần nhất càng là một mực gánh vác nhắc nhở mọi người đừng phạm sai lầm trách nhiệm. Là thiên đế đi, Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói, lần trước ta cùng nàng nhắc lên cái từ này thời điểm, nàng lại đột nhiên nổi giận, đem ta cho che giấu. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Tâm ma xích tiêu kiếm. Nguyên lai là ngươi nồi. Tống Thư Hàng trong lúc nói chuyện, lại đăng lục tu chân nói chuyện phiếm công năng, đem vừa rồi từ An Chi Ma Quân trong miệng đạt được liên quan tới vô cực ma tông kế hoạch lớn tình báo, phát đến Cửu Châu Nhị Hào Quần bên trong, cung cấp các tiền bối tham khảo. Cửu Châu Nhị Hào Quần bên trong. Hoàng Sơn Mụ Mụ, quân chủ, Thư Hàng, tình báo này là từ đâu tới? Server, quân chủ, về Hoàng Sơn tiền bối. Tình báo này là ta trước đó bắt được vô cực ma tông đệ tử An Chi Ma Quân cái kia đạt được, đại giới rất lớn, nguyên bản ta chuẩn bị dùng để làm lễ vật An Chi Ma Quân, tại để lộ ra một bộ phận tin tức về sau, liền bể đầu. Vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ, nói cách khác, biết bộ phận này tình báo vô cực ma tông đệ tử, rất có thể bị hạ nguyền rủa hoặc là cấm cố thuật pháp. Một khi tiết lộ bí mật, sẽ nổ đầu bỏ mình. Đông Phương Lục Tiên Tử. Đông Phương Lục Tiên Tử ngươi bên kia cũng phải chú ý một chút. Nhớ kỹ Đông Phương Lục Tiên Tử nơi đó tại vô cực ma tông đâm ám tử, đang chuẩn bị để ám tử đem tin tức truyền ra ngoài. Nếu như Đông Phương Lục Tiên Tử an bài ám tử trong đầu, cũng bị hạ cấm cố thủ đoạn, liền phải chú ý. Nếu không sơ ý một chút, tin tức còn không có truyền ra ngoài, ám tử liền nổ đầu mà chết. Sa thần, thu được, tạ ơn Thư Hàng tiểu hữu tình báo. Ta sẽ chú ý phương diện này nguy hiểm. Ta bên này đã lặng lẽ có liên lạc xếp vào tại vô cực ma tông nội bộ ám tử, muốn đem tin tức xác thực truyền tới còn cần chút thời gian. Ta sẽ để cho bọn hắn trước kiểm tra hạ mình trong đầu có hay không bị xếp vào cấm cố thủ đoạn, cũng nghĩ biện pháp tránh đi những thứ này cấm cố thủ đoạn. Đến lúc đó, ta chỗ này đạt được tin tức, liền phát đến quần bên trong đến, cùng Thư Hàng tiểu hữu tư liệu ấn chứng với nhau một chút. Các nàng cùng thuộc ma tông,
tự nhiên cũng sẽ có giải quyết trong đầu cấm cố thủ đoạn. Hiểu rõ nhất ma môn tu sĩ, đương nhiên là cùng là ma môn cái khác tông tu sĩ. Xử lý giấy chứng nhận, lại nói, Cửu Châu Nhị Hào quần công năng có phải là càng ngày càng quá phận a? Trước kia còn biểu hiện nói hào, hiện tại vì cái gì ngay cả đạo hiệu đều không biểu hiện rồi. Ta nhìn thấy server, quân chủ lúc, còn sửng sốt nửa ngày, mới đoán ra đây là Thư Hàng. Vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ, ta là Bắc Hà. CPU hack, chúng ta đều biết ngươi là Bắc Hà, nhưng có mấy người ta không đoán ra được. Tỷ như, lực hút sóng là ai? Lực hút sóng, ta là Lưu Huỳnh A. Ta xưng hào, hẳn là án lấy công pháp của ta chỉnh tới. Yêu thích là cầu nguyện nam nhân, Thư Hàng tiểu hữu, đừng làm rộn, đem mọi người đạo hiệu triệu hồi tới. Server, quân chủ, chờ chút, ta điều chỉnh hạ hậu trường. Hẳn là lần này thăng cấp thời điểm, hệ thống ra bắc. Ta đã để Long Lạc nữ sĩ kiểm tra nguyên nhân, tin tưởng rất nhanh có thể chữa trị bắc. Tri âm, vi khuẩn gây bệnh, Thư Hàng, người tu chân nói chuyện phiếm là năng lực thiên phú đi, vì cái gì còn sẽ có ra bắc loại này thao tác. Người đây là tạc phì sự tình A. Có phải là tương lai sẽ còn dính virus A? Server, quân chủ. Trên thực tế, cái đồ chơi này thật đúng là khả năng ra virus tỉ như tam nhãn tiền bối rác rưởi số liệu thành tấn công kích, hoàn toàn có thể xếp vào virus hàng ngũ. Da đen hảo hữu, cầu đầu lâu lâu chủ, bản text manh manh đầu chó biểu lộ. Ăn rất ngon, bá tống, đem cùng tà vọng có liên quan tình báo phát cho ta một phần. Sau đó đem tà vọng thân thể chuyển rời đến ngươi thiên đình mảnh vỡ số 111 phòng bếp đến, ta cùng sở sở muốn tiến hành tà vọng thực đơn nghiên cứu. Da đen hảo hữu, cầu đầu lâu lâu chủ, giận xoa trên lầu đầu chó. Văn tự bản gõ tay. Chấp niệm, xoa cầu đầu lâu là một loại chấp niệm. Ăn rất ngon. Server, quân chủ, biệt tuyết tiên cơ chờ một lát, ta lập tức đem tư liệu cùng tà vọng thân thể đều chuyển di cho ngươi cùng sở sở. Mặt khác, Quách đại tiền bối, ta gặp được các ngươi phương Nam Trường Sinh Kiếm Tông thành viên Minh Hoành Tử, vị đạo hữu này rất thú vị, sinh ra tuệ nhãn, hiểu được khích lệ ta chưa xuất thế muội muội. Biệt tuyết tiên cơ đến, vậy đối tà vọng chuyển hóa thành nguyên liệu nấu ăn nghiên cứu, liền có thể thượng tuyến. Da đen hảo hữu, cầu đầu lâu lâu chủ, ta càng muốn biết, Thư Hàng ngươi chừng nào thì đem tự định nghĩa biểu lộ công năng thượng tuyến. Lần sau đổi mới lúc, ta tranh thủ đem chức năng này tăng thêm. Tống Thư Hàng trả lời. Cẩu Lương Dược Vương, mặt khác, ta cảm giác Thư Hàng ngươi gần nhất rất lãng a, cho mọi người lấy biệt danh đều là thứ gì? Cái này thật không hoàn toàn là ta nổi, ta trưng cầu ý kiến qua Long Lạc nữ sĩ. Nàng nói biệt danh là hệ thống tự động an bài. Tống Thư Hàng chứng chạc đàng hoàng trả lời mặc dù là căn cứ trong lòng của hắn đối các vị tiền bối, đạo hữu nhận biết cùng ấn tượng, tự động an bài. Nhưng cái này đích xác là tự động an bài không sai. Hoàng Sơn mụ mụ, quân chủ, Thư Hàng, ta chỗ này đã góp nhặt một nhóm tà vọng cùng tà vọng hạch tâm, một hồi ngươi nghĩ biện pháp phát chuôi lạc ấn đao gỗ đến ta cái này đến, lại đem nhóm này tà vọng cùng hạch tâm tiếp thu một chút. Sau đó, ngươi lại giám định một chút những thứ này hạch tâm, nhìn xem trong đó có bao nhiêu là vô cực ma tông chăn nuôi loại hình, ta muốn làm cái tiêu ký. Thu được, Hoàng Sơn mụ mụ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tống Thư Hàng trả lời. Nhưng một giây không đến bên trong, Tống Thư Hàng phát hiện mình không cẩn thận đem Hoàng Sơn mụ mụ bốn chữ cho đánh tới. Rút về, có rút về công năng không? Cấn tay tiểu tùng thử, mau đem vừa rồi ta hồi phục cho rút về. Tống Thư Hàng vội vàng đối cấn tay tiểu tùng thử phát ra chỉ lệnh. Đinh server, quần chủ rút về một đầu tin tức, thu được, Hoàng Sơn mụ mụ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Rút về thành công. Hoàng Sơn mụ mụ, quần chủ. Thư Hàng tiểu hữu gần nhất là thật phiêu, vẫn là ta cầm không được đao. Hoàng Sơn tôn giả lấy điện thoại di động ra, lôi ra Cửu Châu Nhất Hào quần, cầm ra quần liệt biểu bên trong bá tống huyền thánh, không chút do dự cho hắn tới cái 30 ngày cấm ngôn. Hệ thống nhắc nhở, người sử dụng bá tống huyền thánh đã bị nhân viên quản lý cấm ngôn 30 ngày. Tống Thư Hàng. Hắn mở ra mình quần liệt biểu nhìn một chút, hắn nhớ kỹ mình đem quần bên trong biệt danh đổi thành bá diệt thánh quân. Cái này bá tống huyền thánh là ai? Một bên khác, một thanh bảo đao bên trên. Cuồng đao tam lãng ngồi xếp bằng, nhìn qua bị cấm ngôn 30 ngày mình, xa vào đến thật sâu trong trầm mặc. Hắn lặng lẽ đem mình đổi thành bá tống huyền thánh,
chuẩn bị công bố cái đại tân văn hắn vừa rồi tại hải vực quay trở ra thời điểm, đột nhiên phát hiện tòa nào thần bí đảo lại xuất hiện, chính hướng linh điệp đảo lộ tuyến tới gần. Nhưng bởi vì trước đó, hắn tại Vũ Nhu Tử trực tiếp mưa đạn bên trong, không cẩn thận đắc tội linh điệp tiền bối. Cho nên hắn không muốn để cho linh điệp tiền bối biết hắn ngay tại linh điệp đảo phụ cận lắc lư sự thật không sai, trước đó hắn nói mình không tại hiện thế, là đang nói láo. Cho nên, hắn đem mình biệt danh cùng ảnh chân dung đổi thành Tống Thư Hàng. Nhưng hắn còn chưa kịp tới thao tác, đột nhiên liền bị Hoàng Sơn tiền bối cho cấm ngôn. Thế giới này là thế nào phì sự tình a? Làm sao phì sự tình a? Sớm biết ta đổi thành hắc quái hoặc là Vũ Nhu Tử. Tính hắc quẻ gần nhất thường xuyên không online, khả năng vội vàng sinh con. Mà Vũ Nhu Tử thì là quần bên trong duy nhất một cái giống như Tống Thư Hàng, thường xuyên đổi đạo hiệu tên thành viên. Đổi thành hai người bọn họ, so đổi thành Tống Thư Hàng cái này hố hàng muốn phù hợp. Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát A. Tam Lãng ung dung thở dài. Hắn là Tam Lãng, mà Tống Thư Hàng không hề nghi ngờ là cái kia sóng đem hắn đẩy chết sóng sau là sóng bên trong cái sóng. Suy tư sau một lúc lâu. Cho nên, ta muốn đổi Vân Tước Tử tiền bối tài khoản thượng tuyến sao? Cuồng Đao Tam Lãng ngón tay trên điện thoại di động nhẹ nhàng sao động. Hắn biết Vân Tước Tử dãy số, bởi vì trước đó không lâu hắn thay Vân Tước Tử treo máy thăng trò chơi đẳng cấp. Không đúng, dùng Vân Tước Tử tiền bối tài khoản không có ý nghĩa. Nếu như hắn dùng Vân Tước Tử tài khoản thượng tuyến nhắc nhở mọi người, lấy linh điệp tiền bối tài trí, chỉ sợ rất nhanh liền có thể suy đoán ra hắn Tam Lãng ngay tại linh điệp đảo phụ cận. Đến lúc đó, hắn nhất định phải chết. Bên trên một bộ ta cái kia phóng đãng không bị trói buộc nhân sinh vừa mới đập xong không lâu, hắn cũng không muốn lập tức liền bị linh điệp tiền bối chộp tới đập phần tiếp theo. Coi như hắn Tam Lãng có một minh tinh mộng, nhưng cũng không muốn khổ cực như vậy, một năm đập 3-4 bộ đại điện ảnh. Cho nên, chỉ có nhịn đau đem công bố một cái đại tân văn thú vị quyền lực, đưa cho người khác. Tam Lãng hơi suy nghĩ một chút về sau, nói chuyện riêng Bắc Hà Tán Nhân. Bắc Hà Tán Nhân thân là Cửu Châu nhất hào quần bên trong, khó được mấy cái đáng tin nhân vật một trong, chỉ cần đồng quái không có hiện thân, hắn liền phi thường đáng tin. Mà lại Cuồng Đao Tam Lãng cũng một mực có chú ý tới, Bắc Hà Tán Nhân có thời gian đều trong bóng tối bảo vệ cho hắn, tránh hắn sóng quá mức. Thế là Tam Lãng trước đem mình tại quần bên trong biệt danh cùng ảnh chân dung sửa lại trở về, tiếp lấy hắn kéo ra Cửu Châu nhất hào quần hảo hữu liệt biểu, tiện tay kéo một phát, vừa vặn đem Bắc Hà Tán Nhân vị trí điều ra, điểm kích đi vào. Lão Bắc Hà, ở đây sao? Cuồng Đao Tam Lãng gửi đi tin tức. Bắc Hà Tán Nhân rất nhanh hồi phục, ở đây, có chuyện gì không? Tam Lãng, không hổ là Cửu Châu nhất hào quần bên trong, cay cái vĩnh viễn tại tuyến nam nhân. Ta có cái tương đối lớn tin tức muốn nói cho mọi người, nhưng ta tại quần bên trong thời điểm không cẩn thận bị Hoàng Sơn tiền bối cho cấm ngôn. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là đem cái này đại tân văn nói cho ngươi, lại từ ngươi lại chuyển cáo cho Cửu Châu nhất hào quần bên trong đạo hữu. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Bắc Hà Tán Nhân nghi hoặc hỏi, a, Hoàng Sơn tiền bối vừa rồi cấm ngôn không phải Thư Hàng sao? Cuồng Đao Tam Lãng. Đốt thuốc tịch mịch bi thương biểu lộ bị cấm bá Tống Huyền Thánh chính là ta vừa định cùng mọi người chỉ đùa một chút tới. Còn chưa kịp tới nói đùa, liền bị Hoàng Sơn tiền bối cho cấm ngôn. Bắc Hà Tán Nhân, trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Bắc Hà Tán Nhân, Tam Lãng thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ, mà lại cũng đủ xui xẻo. Tóm lại, ta trước đem cái này đại tân văn nói cho ngươi, ngươi lại thuật lại cho đoàn người, nhưng tuyệt đối không nên nói cái này đại tân văn là ta nói. Cuồng Đao Tam Lãng đối Bắc Hà Tán Nhân dặn dò. Bắc Hà Tán Nhân trả lời, tốt a, ta đáp ứng ngươi. Nói đi, chuyện gì? Nói đơn giản, chính là chúng ta hai lần trước cùng Cổ Hồ Quan Chân Quân cùng một chỗ leo lên về phía sau mất trí nhớ thần bí đảo lại xuất hiện. Hiện tại, nó chính hướng phía linh điệp đảo tới gần. Đây chính là đại sự, lúc này chúng ta nhất định phải thử lại lần nữa, nghĩ biện pháp lại trèo lên thần bí đảo. Từ nơi nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên, có lần trước kinh nghiệm, lần này chúng ta nhất định có thể đem nắm chặt cơ hội. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Bắc Hà Tán Nhân xem hết Tam Lãng tin tức về sau, đột nhiên phát hiện điểm mù, hỏi, a, Tam Lãng người tại linh điệp đảo phụ cận. Đúng, nhưng là việc này ngươi đừng tìm quần bên trong đạo hữu nhóm nói.
ngươi liền phụ trách đem tình báo này nói cho quần bên trong đạo hữu, nhìn xem có người hay không nguyện ý cùng chúng ta tổ đội. Cuồng Đao Tam Lãng lặp đi lặp lại dặn dò, sợ Bắc Hà Tán Nhân nói lộ ra miệng, bị Linh Điệp tiền bối bắt được hoa điểm. Bắc Hà Tán Nhân trả lời, gật đầu biểu lộ đi, không có vấn đề, tiện tay mà thôi. Ta sẽ đem thần bí đảo sự tình cùng quần bên trong đạo hữu nhóm nói một câu, cũng để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đúng rồi, Bắc Hà, lần này chúng ta lại tìm cổ hồ quan chân quân cùng một chỗ tổ đội đi, hắc hắc hắc. Nói không chừng đồng quái tên kia cũng tại cái này thần bí đảo bên trên. Chờ chúng ta lại leo lên thần bí đảo về sau, liền đi tìm xem tính hắc quẻ chỗ ở. Nếu là tìm tới nàng, có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy tính hắc quẻ cùng vị kia thần thú tiền bối sinh hạ tiểu hoa nhi. Cũng không biết tiểu hoa nhi sẽ là đồng quái sinh ra đâu. Vẫn là thần thú tiền bối sinh ra, ngẫm lại liền có ý tứ. Cuồng Đao Tam Lãng dứt lời, còn bổ sung một chuỗi buồn cười cười biểu lộ. Ngẫm lại tính hắc quẻ nâng cao cái bụng bự, trong ngực ôm mấy đứa bé chàng diệt, hắn liền cảm giác thú vị. Bắc Hà Tán Nhân. Một lát sau. Được, không có vấn đề. Còn có chuyện gì cần ta chuyển cáo cho quần bên trong các đạo hữu sao? Bắc Hà Tán Nhân hỏi. Cuồng Đao Tam Lãng trả lời, không có không có, chính là thuật lại lúc, tuyệt đối đừng nhắc đến lên ta là được. Tuyệt đối không thể để cho Linh Điệp tiền bối biết ta ngay tại Linh Điệp đảo phụ cận. Không có vấn đề, bao trên người ta đi, Bắc Hà Tán Nhân bảo đảm nói. Lại một lát sau, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Bắc Hà Tán Nhân, các vị đạo hữu, nơi này khẩn cấp cắm truyền bá một đầu lâm thời tin tức, năm nay thần bí đảo lần nữa hiện thân, theo chúng ta chiến trường phóng viên Tam Lãng huynh tại tuyến đầu truyền đến hồi báo trước mắt thần bí đảo chính chậm rãi tới gần Linh Điệp tiền bối Linh Điệp đảo. Mọi người hứng thú có thể lại đến đảo đi tìm một chút đến tột cùng. Đề cử các đạo hữu tại Linh Điệp đảo chỗ báo danh tham gia hoạt động, nếu như chưa chuẩn bị xong, mời ngàn vạn chú ý tránh đi thần bí đảo, miễn cho mắc không cách nào giải khai chứng mất trí nhớ. Sau đó, dùng tay Linh Điệp Thánh Quân, Linh Điệp tiền bối, chúng ta chiến trường phóng viên Cuồng Đao Tam Lãng huynh, trước mắt ngay tại tình báo trận tuyến đầu, lắc lư tại Linh Điệp đảo phụ cận. Cuối cùng, chúc các vị đạo hữu thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, sớm sinh quý tử. À, thần bí đảo lại muốn xuất hiện, Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ nói. Bắc Hà Tán Nhân, Linh Điệp đảo áp lực lớn, Vũ Nhu tử a. Bắc Hà tiền bối trước sau phát biểu tài khoản số lượng không giống chứ. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Tại hắn bên cạnh Đậu Đậu yên lặng móc ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, một ngụm nhét vào miệng bên trong, phát ra to lớn nhấm nuốt âm thanh, để Hoàng Sơn tôn giả nghe một chút nhai hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn viên thuốc thanh âm. Giảm bớt hạ trái tim của hắn gánh vác. Một bên khác, bảo đao bên trên, điểm mở Cửu Châu Nhất Hào quần giao diện, đang chuẩn bị nhìn xem Bắc Hà Tán Nhân muốn làm sao cùng quần bên trong đạo hữu nhóm giải thích thần bí đảo sự tình. Một điểm mở về sau, hắn liền bị choáng váng. Cuồng Đao Tam Lãng một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Hắn cực nhanh điểm mở vừa rồi nói chuyện phiếm Bắc Hà Tán Nhân tài khoản, phát một chuỗi. Đi qua. Bắc Hà ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, vậy mà tại thời điểm then chốt, yên lặng hố ta một thanh. Tam Lãng đạo hữu, Bắc Hà Tán Nhân trả lời, ngươi cho rằng ta là Bắc Hà dâu. Nhưng kỳ thật, ta là đồng quái đát. Cuồng Đao Tam Lãng. Ta và ngươi nghĩ đến cùng một chỗ đi, ta vừa định thượng tuyến bắt trước thành Bắc Hà tài khoản, sau đó cho quần bên trong đạo hữu nhóm công bố cái tin tức, thuận tiện trêu đùa Bắc Hà. Không nghĩ tới ta vừa thay xong ảnh chân dung cùng nói chuyện phiếm tài khoản tên, Tam Lãng ngươi liền tư lên ta rồi. Bắc Hà Tán Nhân tài khoản biến đổi, biến thành Thiết Quái Toán Tiên tài khoản. Hắn không chỉ có bắt trước Bắc Hà tài khoản, hơn nữa còn dùng chính là mình đệ tử Thiết Quái Toán Tiên tài khoản. Chỉ trách ngươi chưa từng có cùng đệ tử của ta Thiết Quái nói chuyện riêng qua a, Tam Lãng. Đồng Quái Tiên Sư trả lời, nếu không, dựa vào nói chuyện phiếm ghi chép. Ngươi tại nói chuyện riêng thời điểm còn có thể suy đoán ra thân phận của ta. Đây hết thảy, đều là thiên ý đâu. Cuồng Đao Tam Lãng. A, à, thế giới này là thế nào phì sự tình a? Làm sao phì sự tình a? Đối cái này lẫn nhau tổn thương thế giới tuyệt vọng. Ở cái này thật đáng buồn Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, giữa người và người căn bản là không có cách tín nhiệm lẫn nhau, cái này phá quần không có cách nào ngây người. Cuồng Đao Tam Lãng dưng dưng mở ra quần viên liệt biểu, tìm kiếm đến một cái khác Bắc Hà Tán Nhân, mở ra nói chuyện riêng khung,
cũng đi lên kéo mở ra song phương nói chuyện phiếm ghi chép, dùng cái này đến xác định đây là chân. Bắc Hà tán nhân. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lặp đi lặp lại liên tục xác nhận đây mới thực là Bắc Hà tán nhân về sau, cuồng đao tam lãng mới bắt đầu đang tán gẫu khung đưa vào tin tức. Lão Bắc Hà, tính hắc quẻ tên kia ngụy trang thành ngươi tài khoản, muốn hố ngươi. Ta thấy được, Bắc Hà tán nhân trả lời. Đối hắn, cái này tính hắc quẻ rất xấu, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha hắn. Cuồng đao tam lãng bắt đầu châm ngòi thổi gió. Bắc Hà tán nhân sọ não đau, gõ chữ trả lời, chính ngươi lần sau thêm chút tâm, đừng dễ dàng như vậy liền bị người xáo lộ. Cuồng đao tam lãng lệ rơi đầy mặt. Cửu Châu nhất hào quần. Bắc Hà tán nhân nổi lên, tính hắc quẻ, ngươi vừa rồi ngụy trang thành tài khoản của ta, muốn làm gì? Ngươi nếu là không cho ta cái thỏa mãn bàn giao, cũng đừng trách ta vận dụng bỉ ổi thủ đoạn a. Vô dụng, Bắc Hà đạo hữu, tính hắc quẻ đã hạ tuyến. Dược sư trả lời, ta vừa rồi chú ý tới thiết quái toán tiên tài khoản hạ tuyến một lần, một hồi lại khôi phục thượng tuyến trạng thái. Hiện tại thiết quái tài khoản cũng đã giao về đến hắn bản tôn trong tay. Loại này nghẹn gần nổ phổi muốn đối một đợt đối phương lại hạ tuyến biến thành không khí cảm giác, phi thường khó chịu. Huyền nữ môn vân tước tử, Hoàng Sơn tiền bối, ta mãnh liệt đề nghị đem thiết quái cái này tài khoản đá, nếu không đồng quái tên kia một mực dùng thiết quái tài khoản gây sự, cái này oai phong tà khí nhất định phải ngăn lại. Nếu như Hoàng Sơn tiền bối ngươi không hạ thủ được lời nói, ta có thể thay xuất thủ, dùng vân tước tử tiền bối tài khoản, chỉnh lý chúng ta quần chướng khí mù mịt, trả quần viên một cái tươi sáng càn khôn. Thiết quái toán tiên, run lẩy bẩy tiền bối, ta là vô tội đó a. Người đây là tòng phạm, hiện đại hoa hạ pháp luật trả quy định mượn xe cho người khác xảy ra bất trắc về sau, chủ xe trả phụ trách nhiệm đây. Người cũng giống vậy, mượn tài khoản cho ngươi sư phụ, hắn phạm pháp về sau, người cái này tài khoản chủ nhân đương nhiên cũng không thể miễn trách. Lão Bắc Hà, thủ phạm chính chạy, tòng phạm lại chạy không được. Người có cái gì bị ổi thủ đoạn, cứ việc hướng tòng phạm trên người dùng, cha nợ con trả, sư nợ đồ thường, thiên kinh địa nghĩa. Cuồng đao tam lãng dùng huyền nữ môn vân tước tử tài khoản dõng dạc nói. Thiết quái toán tiên, lệ rơi đầy mặt biểu lộ. Tài khoản của hắn một mực bị sư phụ hố dùng, là hắn biết sớm muộn có một ngày sẽ chọc cho bên trên nhiều người tức giận. Sau đó hắn đại khái chết chắc. Lúc này, bá diệt thánh quân đột nhiên hiện thân chủ trì công đạo, nhưng là tam lãng tiền bối, người bây giờ liền mượn huyền nữ môn vân tước tử tiền bối tài khoản, tại gây sự. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Bá diệt thánh quân. Tống Thư Hàng. Hắn vì cái gì còn có thể phát biểu. Vậy ta trước đó cấm ngôn bá Tống Huyền Thánh là cái nào ngu xuẩn. Hoàng Sơn tiền bối duỗi tay tại hảo hữu liệt biểu bên trong lật ra nửa ngày, liền thấy được cuồng đao tam lãng tài khoản bên trên, có cái bị cấm ngôn tiêu ký. Hoàng Sơn tôn giả. Nguyên lai là tam lãng thằng ngu này. Khó trách gia hỏa này đột nhiên dùng vân tước tử tiền bối tài khoản thượng tuyến. Hóa ra là trước đó hắn giả mạo Tống Thư Hàng, kết quả bị bản thân ngộ sát cấm ngôn, phát không được ngôn. Hoàng Sơn tôn giả thở dài, duỗi tay chuẩn bị giải khai tam lãng cấm ngôn. Nhưng đột nhiên, Hoàng Sơn tôn giả ngón tay dừng lại. Đợi đã. Ngụy trang thành Tống Thư Hàng. Gây sự. Tốt, tam lãng. Chính ngươi liền chuẩn bị giả mạo Tống Thư Hàng gây sự. Lại còn đứng ở chỗ này dõng dạc trách cứ thiết quái. Đá đi, đậu đậu tại bên cạnh lên tiếng nói, sau đó lại đem đồng quái cùng Thư Hàng ba tên này toàn đá, ba tên này đã sớm không cứu nổi. Thư Hàng lúc trước nhập quần thời điểm, cỡ nào thuần khiết thiện lương một cái tiểu tử, nhưng lây nhiễm tam lãng bệnh về sau, ngay tại tìm đường chết trên đường một đường lao nhanh, hắn hiện tại đã không có cứu vớt giá trị. Hoàng Sơn tôn giả ngẩng đầu vọng thiên, ung dung thở dài. Lão nửa ngày sau. Không sao, ta có thể thích ứng. Hoàng Sơn tôn giả kiên định nói. Đậu đậu một mặt mộng bức. Nắm phúc của bọn hắn, ta cảm giác gần đây đạo tâm của ta càng ngày càng kiên cố, vô luận đối mặt dạng gì tuyệt cảnh lúc, ta đều có thể lạnh nhạt xử chi. Hoàng Sơn tôn giả chậm rãi nói. Liền xem như đối mặt lại đáng sợ khốn cảnh. Nhưng Hoàng Sơn tôn giả chỉ muốn suy nghĩ một chút Cửu Châu nhất hào quần bên trong một nhóm thành viên tạo thành đại quân đội hình. Nội tâm lập tức không sợ hãi. Hoàng Sơn tiền bối trong đầu hình như sau. Phía trước thống soái quan vị. Chấm, vân tước tử. Cuồng đao tam lãng,
Đồng quái tiên sư, Tống Thư Hàng tiểu hữu. Ngốc đầu đầu bất lực Hoàng Sơn bản thân Vũ Nhu tử. Đông Phương Tĩnh Tuyết, tạo hóa Pháp Vương, Đông Phương Lục tiên tử. Chấm, Bạch tiền bối. Hậu phương áp trận. Hắn mỗi ngày muốn đối mặt khủng bố như vậy đội hình, ăn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn ăn vào buồn nôn, mà luyện ra đáng sợ hơn ý chí, gần như vô địch. Trên thế giới này, không còn có bất luận cái gì khó khăn có thể đem hắn đả kích, đánh ngã. Hoàng Sơn tiền bối bưng lên bên cạnh tiên trà, yên lặng nhấp một miếng. Đậu đậu. Hoàng Sơn đại ngốc sốt cục triệt để điên rồi. Ánh mắt của nó lại chuyển rời đến trên máy vi tính nói chuyện phiếm giới diện bên trong. Cửu Châu nhất hào quần. Linh điệp đảo áp lực đại, Vũ Nhu tử, đúng rồi, trước đó đồng quái tiền bối chuyên môn tại cha làm gì? Linh điệp thánh quân, ở đây. Há, cha ngươi đã tỉnh chưa? Vũ Nhu tử có chút chột dạ hỏi. Linh điệp tiền bối, thần bí đảo lại xuất hiện, hiện tại hắn chính hướng linh điệp đảo tới gần. Chúng ta quần bên trong hẳn là sẽ có một nhóm thành viên, muốn lên đảo xông vào một lần. Đến lúc đó, chúng ta không đúng hẹn định tại linh điệp đảo tập hợp A. Bắc Hà tán nhân lên tiếng nói. Linh điệp thánh quân đưa vào nói, thần bí đảo. Bắc Hà tán nhân trả lời, linh điệp tiền bối vừa rồi không online sao? Người trước tiên có thể nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép. Một lát sau, linh điệp thánh quân. Bắc Hà tán nhân khéo hiểu lòng người, hỏi. Linh điệp tiền bối, chẳng lẽ linh điệp đảo gần nhất không tiện chiêu đãi chúng ta sao? Không, không có, không phải vấn đề này, linh điệp đảo không xuất ra bất cứ vấn đề gì, Bắc Hà tiểu hữu không cần lo lắng. Linh điệp thánh quân trả lời. Lúc này, bảo đao bên trên, nắm lấy điện thoại rất bất an cuồng đao tam lãng, đột nhiên nhíu mày, kỳ quái, vì cái gì luôn cảm giác linh điệp tiền bối văn tự tổ hợp bên trong, có chút nữ tử khí. Chẳng lẽ là ta một mực tại ác ý suy đoán linh điệp tiền bối là tiên tử, dần ra, liền nhìn hắn nói chuyện phiếm văn tự đều cảm giác hắn mang theo nữ tính khí tức. Đây chính là trong truyền thuyết độc thân lâu, liền nhìn văn tự đều mi thanh mục tú. Lúc này, linh điệp thánh quân lại lên tiếng, nói cách khác, bá diệt tiểu hữu cũng biết chuyện này. Bá diệt thánh quân, đúng vậy, linh điệp tiền bối. Linh điệp thánh quân, bá diệt tiểu hữu. Ta có thể cho ngươi đến cái ký ức xóa đi pháp sao? Tống Thư Hàng. Linh điệp đảo bên trên. Thiên đế vuốt vuốt huyệt thái dương, sọ não đau. Coi như chấp trưởng thiên đạo cầu thiên đạo đã sập, nhưng thế giới đối với ta vẫn là tràn đầy ác ý a. Thiên đế tự diễu nói. Nàng thật vất vả đem Tống Thư Hàng lừa gạt cách linh điệp đảo, trăm phương ngàn kế giấu giếm hắn thần bí đảo muốn đi qua tin tức, cũng đem hắn cùng Vũ Nhu tử cùng một chỗ điều đi. Vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn, nàng còn che giấu Tống Thư Hàng 15 ngày. Kết quả, ác ý thế giới cứ nhiên đường dễ bắt kịp, đem thần bí đảo muốn xuất hiện tại linh điệp đảo vị trí tin tức, thông qua những người khác tầng tầng thuật lại, tiết lộ cho Tống Thư Hàng. Thiên đế vuốt vuốt mi tâm. Lấy Tống Thư Hàng gây sự năng lực, nếu như hắn lần này cũng tại thần bí đảo sự kiện bên trong chen vào một chân, trời biết kế hoạch của nàng sẽ băng thành bộ dáng gì. Nhưng cự ly nàng tính toán tốt nhất lên đảo thời gian, còn có một ngày tả hữu. Thời gian này đầy đủ Tống Thư Hàng tại Văn Châu thị cùng linh điệp đảo ở giữa bay lên mấy cái vừa đi vừa về. Lúc này thiên đế còn không biết Tống Thư Hàng đã nắm giữ chân. Thiên bằng độn pháp, độn thuật phương diện nhược điểm đạt được cường đại bổ sung. Hiện tại đừng nói là mấy cái vừa đi vừa về, Tống Thư Hàng toàn lực thôi động độn thuật về sau. Có thể giống lên lầu xuống lầu một dạng nhẹ nhõm tại Văn Châu thì cùng linh điệp đảo ở giữa lui tới. Như là đã bị Tống Thư Hàng biết rồi thần bí đảo tình báo, vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp thay đổi sự chú ý của hắn. Thiên đế ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng sao động. Một lát sau, thiên đế ý thức chui vào đến tu chân nói chuyện phiếm hảo hữu liệt biểu, lôi ra Tống Thư Hàng. Đốt ngươi hồ bằng cầu hữu thiên đế hướng ngươi viễn trình gửi đi một tích năng lượng, phụ lời. Tống tiền bối, đây là hôm nay năng lượng số định mức đát. Tống Thư Hàng tại cách xa nhau mấy ngày sau, lần nữa nhận được đã lâu thiên đế một điểm năng lượng. Đồng thời, thiên đế còn giải trừ đối với hắn tin tức che đậy. Tống Thư Hàng lập tức nghĩ thông suốt trước đó tại Cửu Châu nhất hào quần bên trong dùng linh điệp tiền bối tài khoản thượng tuyến, chỉ sợ là thiên đế. Có mấy ngày không gặp, Tống tiền bối, thiên đế dẫn đầu lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên mỉm cười, hắn cảm giác mình bắt lấy thiên đế cái đuôi nhỏ,
thần bí đảo đúng không? Ngươi đã sớm biết thần bí đảo phải đi qua linh điệp đảo đúng không? Mà lại, nếu như ta không đoán sai, ngươi có phải hay không tại bóp lấy cái nào đó thời gian điểm, chuẩn bị lên đảo? Sở dĩ, ngươi mới cần tại linh điệp đảo chờ đợi thời cơ, mà không phải tại chúng ta sau khi rời đi, trực tiếp leo lên thần bí đảo. Là đát, Tống tiền bối. Ngươi đoán không lầm, xem ra ngươi cái kia đứng máy đại não rốt cục khôi phục bình thường. Chúc mừng, thiên đế không nhanh không chậm trả lời. Đồng thời, nàng lại một lần nữa cảm thấy thế giới ác ý. Hôm nay Tống Thư Hàng đại não không chỉ có không đứng máy, còn chuyển đặc biệt nhanh, suy một ra ba lại phản ba, chỉ bằng một điểm nhỏ manh mối, liền đem nàng ngọn nguồn đều lượn sạch sẽ. Sở dĩ, ngươi đến liên hệ ta, là muốn ngăn cản ta lên đảo sao? Tống Thư Hàng lại hỏi. Thiên đế, sẽ không thật sự muốn đối với hắn tiến hành ký ức tiêu trừ loại hình thủ đoạn a? Làm sao lại thế, bất kể là ai muốn lên đảo, ta đều sẽ không đi ngăn cản. Vô luận Tống tiền bối ngươi có muốn hay không lên đảo, thần bí đảo đều ở nơi đó. Đát thiên đế hồi phục trong giọng nói không có một tia cảm xúc gợn sóng. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, hồi phục, như vậy, thần bí đảo, ta đi định. Vậy ta tại linh điệp đảo xin đợi Tống tiền bối ngài đến nha. Thiên đế cười lánh lánh ói, đồng thời trong tay nàng lật ra một bản dùng đế văn viết thư tịch, duỗi nhẹ tay nhẹ lật qua lại. Một lát sau, nàng lật đến ghi chép tà vọng tin tức một tờ. Chuyển di Tống Thư Hàng chú ý phương pháp tốt nhất, không ai qua được họa thủy đông dẫn. Thiên đế mảnh khảnh ngón tay tại đế văn trang sách bên trên xẹt qua, nhếch miệng lên. Tử đạo hữu không chết bần đạo sao? Một bên khác, Tống Thư Hàng. Thiên đế càng lại yên tĩnh như vậy, hắn liền càng cảm giác trong đó có âm mưu. Bạch Long tỷ tỷ nói đúng, thời gian chi đạo là chư thiên vạn giới nhất lưu manh nói. Đắc tội nắm giữ thời gian chi đạo người, sơ ý một chút, chết như thế nào cũng không biết. Từ trong lúc nói chuyện với nhau đến xem, thiên đế đối với thần bí đảo phi thường chấp nhất. Sở dĩ, ta muốn hay không thuận thế túng một đợt. Tống Thư Hàng từ tâm thầm nghĩ. Đại trượng phu có thể cong có thể duỗi, không thể gặp được sự tình gì đều đầu sắt máng đi lên. Lúc này, bên cạnh Vũ Nhu Tử nhìn không được lên tiếng nói, Tống tiền bối, đang suy nghĩ gì đấy. Tống Thư Hàng vừa rồi đã ngẩn người đã nửa ngày. Không có việc gì, vừa rồi đang tại tu chân nói chuyện phiếm công năng bên trong, cùng một vị đại lão tiến hành ngôn ngữ đến giao phong. Tống Thư Hàng nói, Bạch Long tỷ tỷ, sau đó thì sao? Sau đó, ta trước mắt đang suy nghĩ muốn hay không túng một đợt. Tống Thư Hàng chân thành nói. Sở các chủ ngốc mau giật mình, nàng ngốc mau duỗi dài, dán tại Tống Thư Hàng cái chán, thử một chút chán của hắn bộ nhiệt độ. Một lát sau, sở ngốc mau nghi ngờ nói, a, không phát sốt a, đối phương là ai, vậy mà tại tiếp xúc trước, liền để ngươi trước hết nghĩ đến túng. Chẳng lẽ là cửu u bạch chúa tể? Là thiên đế, Tống Thư Hàng trả lời, đồng thời, hắn hạ quyết tâm, ta quyết định, ta muốn túng một nửa. Không thể toàn túng, nhưng cũng không thể vô não đầu sắt. Sở dĩ, túng một nửa, lưu một nửa. Vũ Nhu Tử mở chừng hai mắt nói, túng một nửa. Là tầm chữ sao? Không phải văn tự trò chơi, là vật lý đến túng một nửa. Tống Thư Hàng nói, hắn quyết định đến lúc đó đem bản thân cắt thành hai nửa, một nửa đi thần bí đảo. Một nửa khác lưu tại hiện thế từ khi học được đem bản thân cắt ra bí pháp về sau, Tống Thư Hàng tao thao tác cũng trở nên đặc biệt trượt. Sở ngốc mau. Bạch Long tỷ tỷ. Thư Hàng, lần này cần cẩn thận, không cần chơi thoát. Tô Thị A Thập Lục nhắc nhở. Tống Thư Hàng gật đầu nói, không cần lo lắng, lần này có kinh nghiệm, sẽ không dễ dàng phạm sai lầm. Mà lại, linh điệp đảo cự ly Văn Châu thì cũng không tính quá xa, ta lợi dụng thiên bằng độn pháp đi qua sau. Sẽ ở linh điệp đảo phụ cận cắm cái mắt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cắm xong mắt về sau, hắn liền có thể dễ dàng hơn tại linh điệp đảo cùng Văn Châu thị tới lui lui, so đi thang máy lên xuống lầu còn nhanh nhanh. Vậy chúng ta kế tiếp còn muốn tiếp tục soát tà vọng sao? Vũ Nhu Tử hỏi. Đương nhiên, ta đến lúc đó lưu lại nửa người có thể phối hợp mọi người cùng nhau hành động. Tống Thư Hàng gật đầu nói, mà lại, chúng ta vẫn phải tìm cơ hội. Đem vô cực ma tông kế hoạch cho lật ra tới. Dứt lời, Tống Thư Hàng duỗi tay một bổ, lấy tay làm đao, chém ra phần thiên hỏa diễm đao đến, rơi vào An Chi Ma Quân nhục thân bên trên.
Bất diệt hỏa diễm đem An Chi ma quân nhục thân đốt vì cho tàn. Bên cạnh, công tử Hải hóa thân ở vào tâm ma dây dưa bên trong, không có thanh tỉnh. Đúng rồi, Bạch Long tỷ tỷ, Sở tiền bối, các ngươi có hay không cùng loại siêu hồn thuật loại hình pháp thuật, thật mạnh chế đọc đến công tử Hải hóa thân trong đầu tin tức. Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát, hỏi. Ta có tương tự thủ đoạn, nhưng ngươi trong tay công tử Hải chỉ là một bộ hóa thân. Tại hóa thân cùng bản thể đoạn đi liên hệ về sau, hóa thân trong đầu chỉ sợ đã không có bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Lời tuy như thế, Bạch Long tỷ tỷ cuối cùng vẫn duỗi ra bản thân cao quý long trảo, tại công tử Hải hóa thân đầu nhẹ nhàng nhấn một cái. Cưỡng chế lục soát ký ức pháp thuật tại nàng móng vuốt ở giữa kích hoạt, pháp thuật quang huy tại công tử Hải hóa thân trong đại não vận chuyển. Cỗ này hóa thân đã cùng bản thể gãy mất liên hệ, đã không cần lo lắng đầu của nó tiếp nhận vấn đề. Tống Thư Hàng từng từ Bạch Tiền Bối cái kia học được qua ký ức xóa đi thuật, chính là cái kia có thể mở ra thụ thuật giả trong đầu C, D, O, E pháp thuật. Bất quá, nguyên bộ đọc đến ký ức thủ pháp, hắn còn không có nắm giữ. Một lát sau, Bạch Long tỷ tỷ thu hồi móng vuốt, nói, quả nhiên, đã không có bất luận cái gì tình báo hữu dụng. Vậy cũng chỉ có thể giữ lại đương tâm ma rau hẹ dự trữ. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, đem công tử Hải hóa thân kéo về hạch tâm thế giới. Mặc dù không có lục soát liên quan tới tà vọng cùng vô cực ma tông kế hoạch tin tức, bất quá, ta ngược lại thật ra lục ra được một số mảnh vỡ tin tức, có vợ à, ta đem những tin tức này thác ấn đi ra cho ngươi. Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Bạch Long tỷ tỷ vừa dứt lời, Tô Thị A Thập Lục nơi bả vai đột nhiên có một đầu tay nhỏ đưa ra linh quỷ tiên tử không biết từ chỗ nào móc ra một bản thật dày cuốn sổ, đưa về phía Bạch Long tỷ tỷ. A, linh quỷ tiên tử, lần sau ngươi đột nhiên xuất hiện lúc trước thốt một tiếng, nếu không đột nhiên từ A Thập Lục trong thân thể chui ra hai tay, rất kinh dị. Bạch Long tỷ tỷ móng vuốt nhỏ một chảo, đem bản này thật dày cuốn sổ bắt lấy. Linh quỷ tiên tử mỉm cười, ta coi như lên tiếng, các ngươi cũng không nhất định có thể chú ý tới ta à. Tô Thị A Thập Lục. Tống Thư Hàng. Linh quỷ tiên tử nói tốt có đạo lý. Bạch Long tỷ tỷ mở ra thật dày cuốn sổ, móng vuốt nhỏ liên tục huy động, trong nháy mắt có rất nhiều tin tức mảnh vỡ bị nàng thác ấn đến cái này cuốn sổ bên trên. Đây là cái gì pháp thuật? Tống Thư Hàng dò hỏi, đơn giản cùng máy đánh chữ một dạng. Chính là phổ thông thác ấn pháp thuật, thuộc về tứ phẩm cấp tiểu pháp thuật, trước kia chúng ta đều dùng hắn đến thác ấn hình ảnh. Muốn học sao? Bạch Long tỷ tỷ thuận miệng hỏi. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, hỏi, Bạch Long tỷ tỷ, người có thể hay không đem cái này thác ấn pháp thuật tinh giản làm một cái phù văn liền có thể thi triển trình độ. Cút, muốn học hay không? Bạch Long tỷ tỷ trách mắng. Ai rảnh đến nhức cả trứng, đem loại này tiện tay liền có thể học được pháp thuật tinh giản vì phù văn, lại chuyển dạy cho ngươi. Có thời gian này cùng tinh lực, đều đủ ta khai phát mấy cái cường đại cấp 9 thuật pháp. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, ta muốn học A, nhưng ta học pháp thuật tư chất bầy ở cái kia, ngũ lôi oanh đỉnh đều mới học được tam lôi, trong thời gian ngắn chỉ sợ nắm giữ không được phức tạp như vậy pháp thuật. Đang lúc Tống Thư Hàng đang khi nói chuyện, hắn nắm tay phải nghịch kình quyền sáo bên trên khí linh tiểu tiên tử đột nhiên duỗi tay, trong hư không bắt đầu huy động. Nàng tại án lấy Bạch Long tỷ tỷ động tác, làm theo vẽ hồ lô. Một lát sau, trong hư không có một gương mặt đồ án bị nàng thác ấn đi ra, đó là một tổ Tống Thư Hàng xả thân nhảy vào cửu tu phượng hoàng hỏa bên trong, lấy thân luyện khí tràng diện. Bất quá bởi vì không có vật dẫn, trong hư không đồ án lại rất nhanh tiêu tán không thấy. Đợi đã! Đây là thác ấn pháp thuật, Tống Thư Hàng đều sợ ngây người. Ô ô ô, khí linh tiểu tiên tử nhẹ gật đầu, liền vui vẻ tại Tống Thư Hàng trên mu bàn tay thang trượt. Người cái này cặn bã, bị hoàn bạo. Bạch Long tỷ tỷ đem cuốn sổ đưa cho Tống Thư Hàng, giễu cợt nói, thậm chí ngay cả bản thân khí linh tiểu tiên tử cũng không sánh nổi, người cái này tư chất vẫn là chớ học pháp thuật, đàng hoàng học đao pháp đi. Siêu a, Tống Thư Hàng tiếp nhận bản bút ký lúc, lại đột nhiên kêu lên. Bạch Long tỷ tỷ, làm gì đâu, nhất kinh nhất xạ. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, giải thích nói, Bạch Long tỷ tỷ, ta vừa nghĩ đến một cái ý kiến hay. Người nghĩ, ta thế nhưng là có hai bộ 33 thú tổ hợp pháp khí nam nhân, người mang 66 kiện sắp sinh ra khí linh bản mệnh pháp khí. Nếu là tương lai có một ngày, ta đem tất cả bản mệnh pháp khí khí linh toàn bộ ngưng tụ ra.
Đến lúc đó mỗi cái khí linh học tập 10 cái pháp thuật, ta chính là nắm giữ 660 cái pháp thuật nam nhân. Nếu như mỗi cái khí linh có thể nắm giữ 152 cái tả hữu pháp thuật, vậy ta liền có thể nắm giữ vượt qua 1 vạn cái pháp thuật. Vạn pháp chi chủ, ngẫm lại liền mang cảm giác a. Sở các chủ ngốc mao. Bạch Long tỷ tỷ. Cái này tiểu tử não mạch kín thanh kỳ, đã đến không cứu trình độ. Hai vị đại tỷ tỷ cho là mình gần nhất từ trước đến nay Tống Thư Hàng ở chung, đã dần dần quen thuộc cái kia quỷ dị não mạch kín, không nghĩ tới vẫn là bị vọt đến eo. Ngoà, vọng thiên, bia đá đạo hữu nhìn không được nói. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, trên lý luận, tựa hồ thật đúng là không có tâm bệnh. Bản mệnh pháp khí chính là tu sĩ bản thân. Nếu như bản mệnh pháp khí nắm giữ 1 vạn cái pháp thuật, tu sĩ kia được xưng là vạn pháp chi chủ cũng không thành vấn đề. Nếu quả như thật để ngươi thông qua loại phương pháp này biến thành vạn pháp chi chủ, tuyệt đối sẽ là tu chân giới sỉ nhục. Bạch Long tỷ tỷ nói. Tô Thị A Thập Lục nhỏ giọng nói, ta cảm giác còn rất không tệ a, thời đại đang biến hóa, chúng ta cũng cần cùng lúc câu tiến. Bạch Long tỷ tỷ. Ngươi quản cái này gọi là cùng lúc câu tiến. Ta cũng cảm giác Tống tiền bối sáng ý phi thường tốt, Tống tiền bối, ta chờ ngươi trở thành vạn pháp chi chủ một ngày đó. Nếu như có cần, ngươi có thể đến chúng ta Linh Điệp đảo đến học tập pháp thuật. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Đến lúc đó lại nói, đến lúc đó lại nói. Cự ly ta ngưng tụ tất cả khí linh, còn rất xa. Tống Thư Hàng túng nói. Bởi vì không có tiền tu chân giới pháp thuật, học tập nhưng là muốn nỗ lực chờ trị đại giới. Mà lại trên tay hắn còn có từng đạo nhân quả dấu vết, đều là mượn đại lão nhóm nhân quả hóa thành nhân quả đao thiếu, những thứ này nhân quả cũng còn không trả xong. Tiền vay soát bạo thẻ tín dụng nhất thời sảng, trả nợ nước mắt hai hàng. Bạch Long tỷ tỷ, những tin tức này mảnh vỡ là cái gì? Tống Thư Hàng lật ra cuốn sổ, phát hiện phía trên ghi chép rất nhiều bề bộn số liệu, thậm chí trong đó còn có một số công thức. Từ mảnh vỡ tin tức đến xem. Những này là vị kia công tử Hải thu hoạch được Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa ma thần trụ pháp thuật về sau, đối ma thần trụ pháp thuật tiến hành cải tiến nghiên cứu tư liệu, mắt đến là để cái này ma thần trụ pháp thuật biến càng phù hợp hắn tự thân. Từ hướng này đến xem, vị này công tử Hải đích thật là một thiên tài. Hắn không giới hạn trong tiền nhân con đường, mà là lấy tiền nhân bước ra đường làm cơ sở, mở ra đạo thuộc về mình. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Công tử Hải nhân sinh hoàn toàn là tinh anh nhân vật chính mô bản. Đáng tiếc sinh không gặp thời. Ma thần trụ pháp thuật, còn có đem pháp thuật sửa đổi, biến càng phù hợp bản thân. Tống Thư Hàng tâm động bắt đầu, hắn lại nghĩ tới một sự kiện, lại nói, Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa trụ, còn tại trong tay của ta. Bởi vì ma môn ma thần trụ pháp thuật thuộc tính cùng Tống Thư Hàng không hợp, hắn một mực không có xâm nhập nghiên cứu Hà Chỉ Ma Đế pháp thuật truyền thừa. Mà lúc này, công tử Hải nghiên cứu tư liệu, vì Tống Thư Hàng mang đến lóe sáng linh cảm. Những tin tức này, ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Có lẽ có thể án lấy công tử Hải nghiên cứu, đem ma thần trụ pháp thuật chuyển đổi thành ta cũng có thể sử dụng thuật pháp. Tống Thư Hàng nói, trở thành vạn pháp chi chủ, từ hôm nay làm lên. Hà Chỉ Ma Đế cái kia một tay ma thần trụ pháp thuật thực sự soái khí bá đạo, phàm là ma thần trụ chỗ đứng, đều là ta quốc độ. Mà lại ma thần trụ pháp thuật cùng niệm lực một dạng, là rất giàu cù là pháp thuật. Bất kể là công kích, phòng ngự, phòng ấn, trị liệu, cường hóa phụ trợ, ma thần trụ đều có thể làm được. Đồng thời pháp thuật hạn mức cao nhất lại cao, chí ít có thể dùng đến trường sinh giả cảnh giới. Đây là phi thường thích hợp Tống Thư Hàng pháp thuật. Chỉ muốn ta bản thân bản tôn có thể nhiều học một cái pháp thuật, vậy ta hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí khí linh nhóm. Liền có thể tại vạn pháp chi chủ cần thiết nắm giữ pháp thuật tổng số bên trên, thiếu một cái pháp thuật. Nếu là ta có thể nắm giữ 66 cái khác biệt pháp thuật. Đợi đã, ta hiện tại nắm giữ mấy cái. Tống Thư Hàng bắt đầu bấm tay âm thầm tính toán bản thân hội pháp thuật. Nạp điện thuật, tăng pháp thuật, khống hỏa quyết loại này tiểu đả tiểu nháo pháp thuật không tính. Hắn chính thức pháp thuật có thành phố cấp trưởng tâm lôi, ngũ lôi oanh đỉnh chi tam lôi. Lôi pháp cùng pháp thuật kết hợp kim cương thần phạt đại thủ ấn. Sau đó còn có từ bạch tiền bối cái kia lấy được xóa đi ký ức thuật, cùng có thể triệu hoán đại thập lục hỏa diễm thế thân pháp. Tăng thêm đã dị biến là không gian tọa độ thần binh kỳ giám, cùng rất có lực không gian bí pháp thánh viên luyện giới.
nếu như nhất định phải coi là tà thuật dưỡng đao thuật cùng phun máu xem xét bí pháp cũng miễn cưỡng tính cái pháp thuật. Trừ cái đó ra, Hắc Long thế giới 10 cái cơ sở pháp thuật bởi vì có địa vực hạn chế, không tốt gia nhập liệt biểu. Thiên bằng độn pháp ngược lại không tiện phân loại, hắn cụ thể nên tính là độn pháp loại. Tống Thư Hàng bấm tay số nửa ngày, phát hiện tăng thêm 2 loại tà thuật về sau, hắn cứ nhiên chỉ nắm giữ 9 loại pháp thuật, liền 2 chữ số đều không đủ. Mẹ a, ta có thảm như vậy. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, 66 loại pháp thuật. Cái mục tiêu này khả năng có chút lâu dài, nếu không, trước định vị tiểu mục tiêu. Vũ Nhu Tử khích lệ nói, Tống tiền bối, tin tưởng mình, không muốn xem thường từ bỏ. 66 cái pháp thuật, người có thể làm được. Tô Thị A Thập Lục nói bổ sung, người bây giờ chỉ ít nắm giữ hơn 10 loại pháp thuật, tính được lại nắm giữ hơn 50 cái pháp thuật, liền có thể đạt tới 66 loại pháp thuật. Chỉ là hơn 50 loại pháp thuật lời nói, cũng không tính khó khăn. Có cơ hội ta có thể dẫn người đi Thiên Hà Tô Thị, đi học tập một số hữu dụng pháp thuật. Người tại huyễn thuật phương diện cần tăng cường, ta có thể vì ngươi chọn lựa mấy cái nắm giữ tương đối dễ dàng, tương đối thực dụng huyễn thuật. Bạch Long tỉ tỉ cười ha hả nói, người mỗi qua 60 giây, thọ nguyên liền sẽ giảm bớt 1 phút đồng hồ. Góp gió thành bão, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Tống Thư Hàng. Bạch Long tỉ tỉ ngươi dạng này an ủi người là nghiêm túc sao? Mặt khác, ngươi chuẩn bị làm sao nghiên cứu bộ phận này tư liệu? Bạch Long tỉ tỉ chớp chớp khóe mắt, chỉ Tống Thư Hàng máy vi tính trong tay không phải nàng xem thường Tống Thư Hàng, mà là Thư Hàng căn bản không có năng lực, cũng không có thời gian tiến hành nghiên cứu pháp thuật loại hoạt động này. Đây là sự thật, căn bản không cần xem thường. Bạch Long tỉ tỉ chớ hoảng sợ, ta có hách, Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn đem công tử Hải nghiên cứu tư liệu phát một phần cho bận rộn Long Lạc nữ sĩ, cũng đem hạch tâm thế giới bên trong Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa trụ chuyển di đi ra. Liên tiếp cho hắn quét gần 100 phát dưỡng đao thuật về sau, đưa nó cùng nhau chuyển di cho Long Lạc nữ sĩ. Lấy Long Lạc nữ sĩ tính cách, chỉ cần là hố Hà Chỉ Ma Đế công tác, liền xem như trong lúc cấp bách cũng phải gạt ra thời gian để hoàn thành. Long Lạc nữ sĩ. Tống Thư Hàng trở về cái ngón tay cái biểu lộ, nói, đây là liên quan tới Hà Chỉ Ma Đế đặc ý kỹ năng ma thần trụ pháp thuật nghiên cứu tư liệu, còn có căn này là Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa ma thần trụ. Long Lạc nữ sĩ ngươi xem một chút có thể hay không đưa chúng nó cải tiến một chút, để ma thần trụ pháp thuật biến thành ta cũng có thể tu luyện pháp thuật. Nếu như có thể mà nói, tương lai chờ ta biết luyện một chiêu này về sau, liền đến Hà Chỉ Ma Đế trước mặt đùa nghịch một chút ma thần trụ. Ngẫm lại liền rất kích thích. Long Lạc nữ sĩ, ngón tay cái biểu lộ, bao trên người ta đi. Loại chuyện này, ta chỉ cần thoáng bạo lá gan vài đêm, liền có thể đưa nó giải quyết. Long Lạc nữ sĩ phi thường tự tin. Lúc trước, Hà Chỉ Ma Đế xâm chiến Hắc Long thế giới lúc, vào ở cắm rễ tại Long Lạc chủ tiết điểm bên trong, cướp Long Lạc quyền khống chế. Về sau Hà Chỉ Ma Đế bị Tống Thư Hàng đối bạo, hắn tại Long Lạc bên trong lưu lại xào huyệt tiết điểm cũng bị phá hủy, nhưng cả cái Long Lạc bên trong vẫn như cũ lưu lại rất nhiều Hà Chỉ Ma Đế tin tức. Những tin tức này bây giờ đều bị Long Lạc nữ sĩ kế thừa. Có những cơ sở này tăng thêm tươi mới truyền thừa trụ, lại thêm công tử Hải nghiên cứu tư liệu, Long Lạc nữ sĩ rất nhanh liền có thể vì Tống Thư Hàng chế tạo riêng một bộ Tống Thị Ma Thần trụ bí pháp tới. Vất vả Long Lạc nữ sĩ, mấy ngày nay làm phiền ngươi lại thêm ban một chút. Lại nói, người bên kia có chuyện cần ta hỗ trợ không? Tống Thư Hàng hỏi. Một mực để Long Lạc nữ sĩ bạo lá gan làm công, mà lại hắn bên này còn giao không ra thích hợp tiền lương. Tống Thư Hàng nội tâm rất mức ý bất quá, luôn muốn có thể bồi thường lại Long Lạc nữ sĩ. Loại chuyện nhỏ nhặt này lời nói, giúp ta mắng Hà Chỉ Ma Đế vài câu là được. Long Lạc nữ sĩ trả lời. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, cái này ok, không có vấn đề. Ta lập tức thay ngươi hoàn thành. Dứt lời, Tống Thư Hàng cực nhanh lôi ra tu chân nói chuyện phiếm liệt biểu bên trong Hà Chỉ Ma Đế. Nghĩ nghĩ về sau. Hắn lại đối bạn tốt mình liệt biểu bên trong hắn hảo hữu, mở ra trực tiếp công năng. Trực tiếp tại tuyến trực tiếp đối mắng Hà Chỉ Ma Đế. Mở tốt trực tiếp về sau, Tống Thư Hàng nói chuyện riêng Hà Chỉ Ma Đế, nói, Hà Chỉ tiền bối, có ở đây không? Hà Chỉ Ma Đế, muốn ta nói bao nhiêu lần? Không ở, cút. Thật đáng tiếc, tiền bối. Nhận ủy thác của người, chung người sự tình. Ta còn cần đối với ngươi làm chút chuyện, rất nhanh liền có thể hoàn thành.
tiền bối ngươi chớ hoảng sợ. Tống Thư Hàng trả lời. Hà chỉ ma đế. Bá Tống cái này điêu dân lại phải mưu hại hắn. Tống Thư Hàng, hà chỉ tiền bối, ngươi là lớn ngốc tất tất tất. Hà chỉ ma đế. Tống Thư Hàng, hà chỉ tiền bối, ngươi cái này xấu xí chuột chũi. Hà chỉ ma đế không nhịn được nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tống Thư Hàng, đợi đã tiền bối, để cho ta lại mắng ngài hai câu, nhiệm vụ liền hoàn thành, đừng nóng vội. Hà chỉ ma đế. Gia hỏa này uống nhiều rồi. Tống Thư Hàng nghĩ nửa ngày, nghĩ đến cái ác độc nguyền rủa câu, nói, hà chỉ tiền bối, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi đem giống như ta, 365 ngày, mỗi ngày đều là ngày rỗ. Mà lại mỗi ngày ngày rỗ, còn phân sáng trưa chiều ba trận thêm bữa ăn khuya. Hà chỉ ma đế. Ác độc như vậy, đây quả thực là hắn nghe qua ác độc nhất nguyền rủa, không có cái thứ hai. Một bên khác, mắng xong câu này về sau, Tống Thư Hàng liền không tiếp tục nữa. Hà chỉ ma đế nhìn không được hỏi, xong chưa? Tống Thư Hàng, hôm nay trước được rồi, mắng lấy, không cẩn thận quấn tới nội tâm của mình, ta phải chậm rãi. Hà chỉ ma đế, em đi ZZ. Tống Thư Hàng. Hà chỉ ma đế, nói đi, ngươi cùng ta lượn quanh lâu như vậy, đến cùng muốn làm gì? Tống Thư Hàng, nhận ủy thác của người, tới mắng tiền bối vài câu. Hà chỉ ma đế, ta tin ngươi cái quỷ. Ma đế cái kia cường đại tinh thần lực khuếch trương ra, bao phủ bốn phía, tiến vào cấp một cảnh giác trạng thái. Lại nói tiền bối, tà vọng thứ này ngoại trừ có thể ăn bên ngoài, có phải hay không còn có thể dùng để chế ma thần trụ. Ta luôn cảm giác tà vọng, ma thần trụ, còn có ma quốc cái gì, ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Tống Thư Hàng đột nhiên lại lên tiếng hỏi một câu. Hà chỉ ma đế, không có. Tống tiền bối, hắn nói láo. Lúc này, xem trực tiếp thiên đế nhãn tình sáng lên, tìm được hướng Tống Thư Hàng chào hàng tà vọng tin tức cơ hội. Xin lỗi, tử đạo hữu bất tử bần đạo, các ngươi liền an tâm đi chết. Lúc đầu thiên đế còn đang suy nghĩ lấy lúc nào tức thời đem liên quan tới tà vọng tình báo tiết lộ cho Tống Thư Hàng, nhượng hắn đi cùng tà vọng đi chơi, đừng chuyển tới nàng nơi này quấy rối. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt thời gian, hà chỉ ma đế liền vì nàng đưa lên một cái tuyệt diệu trợ công. Trợ công vương hà rừng ma đế, nhân tình này nàng sẽ nhớ kỹ đát, mặc dù nàng cũng không có chuẩn bị trả. Tống Thư Hàng nghi ngờ hồi phục thiên đế. Liên quan tới tà vọng sự tình, tống tiền bối ngươi cũng không cần phí hết tâm tư đi dò xét hà chỉ ma đế, ngươi có thể trực tiếp hỏi ta liền có thể đát. Ta biết tuyệt đối không thể so với hà chỉ ma đế ít, mà lại, tống tiền bối ngươi thăm dò hà chỉ ma đế thủ đoạn, quá cặn bã, chúng ta những thứ này nhìn trực tiếp người xem đều nhìn không được. Thiên đế trả lời. Lượn quanh cái vòng lớn muốn từ hà chỉ ma đế trong miệng hỏi thăm tà vọng tin, loại này tác pháp ngược lại sẽ gây nên hà chỉ ma đế cảnh giác. Tống Thư Hàng căn bản không có lời nói khách sáo kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, trả lời, kỳ thật thăm dò chỉ là lâm thời khởi ý, ta nhiệm vụ chủ yếu chính là thay người mắng hà chỉ tiền bối vài câu. Tống tiền bối ngươi cũng không cần che giấu đát, lời này của ngươi nói ra, chính ngươi tin tưởng sao? Thiên đế trực tiếp bác nói. Tống Thư Hàng. Ta tin a, bởi vì ta thật chỉ là nhận ủy thác của người, mắng vài câu hoàn thành nhiệm vụ a. Nói thật, hà chỉ ma đế đối tống tiền bối cảnh giác quá cao, tại ngươi mới mở miệng hướng hắn lời nói khách sáo thời điểm, trong lòng của hắn liền tăng lên canh gác, ngươi càng là đi vòng vèo, hắn liền càng không buông lòng. Sở dĩ, đi vòng vèo lời nói khách sáo phương thức, không thích hợp đối phó hà chỉ ma đế. Lần sau tống tiền bối ngươi có thể thử một chút lợi dụ pháp, dùng một cái hà chỉ ma đế không cách nào cự tuyệt chỗ cực tốt, lợi dụ hắn nói ra chân tướng. Tin tưởng ta trực giác, hà chỉ ma đế trả lời nhất định sẽ làm cho tống tiền bối ngươi hài lòng đát. Thiên đế hướng Tống Thư Hàng truyền thụ kinh nghiệm. Nhưng không đợi đến Tống Thư Hàng hồi phục, thiên đế đột nhiên lại nói bổ sung, a, kém chút quên đi. Tống tiền bối ngươi nghèo như vậy, lại thêm tống tiền bối khắc kim tốc độ. Chỉ sợ không bỏ ra nổi hấp dẫn hà chỉ ma đế bảo vật. Tống Thư Hàng. Đây chính là trong truyền thuyết hồi mã thương đâm tâm, lạnh thấu tâm, không có chút nào phòng bị chúng chiêu. Tay phải của hắn như chân gà rút điên một dạng, trong hư không trên dưới hoạt động. Đây là hắn bị tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối điên cuồng đâm tâm về sau, lưu lại di chứng. Chỉ muốn cái kia khỏa siêu hợp kim lưu ly lớn trái tim bị đâm quá ác về sau, tay phải của hắn liền sẽ tay trượt bắt đầu.
muốn bắt lấy một vật đi thi triển dưỡng đao thuật. A, à, tâm ma xích tiêu kiếm bén nhạy phát hiện Tống Thư Hàng hoạt động tay phải, tâm nhãn sáng lên vừa vặn hắn tiêu hao quá lớn, thân kiếm đều biến mềm nhũn, nhu cầu cấp bách một đợt dưỡng đao thuật khôi phục trạng thái. Nghĩ tới đây, tâm ma xích tiêu kiếm thả người nhảy lên, định trượt vào đến Tống Thư Hàng trong tay phải đi, hưởng thụ 20 liên phát xoa bóp. Ngay tại tâm ma xích tiêu kiếm như cá nước chảy, nhảy lên thật cao trong nháy mắt, từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong có một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên hiển hiện, thân ảnh màu đen đầu vừa vặn đâm vào Tống Thư Hàng bàn tay phải bên trong. Bàn tay cùng đỉnh đầu xảo diệu khe hở tiếp. Thân ảnh màu đen mở miệng nói, Tống tiền bối, biệt tuyết tiên cơ để ngươi đem tiên tử phái đến hạch tâm thế giới, hiệp trợ nàng xử lý tà vọng. Nghiên cứu tà vọng quá trình bên trong, cần công đức chi lực phối hợp. A. À, Tống Thư Hàng bàn tay đột nhiên đụng phải thân ảnh màu đen đỉnh đầu lúc, vô ý thức chính là 20 liên phát dưỡng đao thuật trượt ra ngoài, cái này đã thành bản năng, cùng đầu gối nhảy phản ứng. Tâm ma xích tiêu kiếm. Da đen vũ nhu tử. Tống Thư Hàng. Tô thị A thập lục. Tống tiền bối, người đối ta tâm ma làm cái gì? Vũ nhu tử nghi hoặc hỏi. Tay, trượt, Tống Thư Hàng lúng túng thu hồi tay phải. Ta không có cảm giác gì. Da đen vũ nhu tử khuôn mặt nhỏ không có chút rung động nào, nói, bất quá, bị Tống tiền bối sờ đầu cảm giác. Ngoài ý muốn rất không tệ, cùng cha sờ ta đầu lúc cảm giác một dạng. Tô thị A thập lục không khỏi quay đầu nhìn về Tống Thư Hàng tay phải. Tống Thư Hàng lúng túng ngẩng đầu vọng thiên. Lại nói da đen vũ nhu tử thật sự phi thường đặc thù. Liền ngay cả bạch tiền bối phân thân đều sẽ chịu đến hắn dưỡng đao thuật ảnh hưởng. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối càng là yêu quý dưỡng đao thuật hiệu quả. Duy chỉ có da đen vũ nhu tử hoàn toàn không nhận dưỡng đao thuật ảnh hưởng, phi thường bất phàm. Đúng rồi Thư Hàng, tâm ma xích tiêu kiếm hỏi, người vừa rồi phản ứng, là bị người đâm tâm. Sai lầm, bị người móc lấy cong đâm một lòng, hồi mã thương khó lòng phòng bị. Tống Thư Hàng thở dài, đồng thời hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công đức xà mỹ nhân hiển hiện. Công đức xà mỹ nhân hiện thân, duỗi lưng một cái. Thuận tiện cho đám người dung một đoạn ngắn thân hình như thủy xà vũ đạo. Tú bay lên. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ tay, phối hợp công đức xà mỹ nhân diễn xuất. Sau đó, hắn dặn dò, công đức tiên tử, người trước cùng da đen vũ nhu tử cùng một chỗ, đến hạch tâm thế giới đi trợ giúp biệt tuyết tiên cơ cùng sở sở nghiên cứu tả vọng đi. Bao trên người ta đi, cái gì đều không cần lo lắng. Muốn hỏi vì cái gì lời mà nói bởi vì, ta đến rồi. Công đức xà mỹ nhân hào khí nói. Hạch tâm thế giới mở ra, nàng và da đen vũ nhu tử một trước một sau tiến vào, biến mất không thấy gì nữa. Tống tiền bối, chúng ta đón lấy tới lui soát hạ cái tà vọng không? Vũ nhu tử bản tôn sinh động nói. Soát, dành thời gian soát mấy đợt, Tống Thư Hàng duỗi tay tế ra Hà Long thần hành chiến xa. Lại đem vị này pháp khí lâm thời quyền khống chế giao cho Tô thị A thập lục, A thập lục, ngươi đến khống chế chiến xa. Đi theo Thương Hải thư sinh chỉ dẫn, tiến về hạ cái tà vọng xào huyệt. Tô thị A thập lục. Vũ nhu tử hỏi, chẳng lẽ Tống tiền bối còn muốn đi đối Hà chỉ tiền bối? Hà chỉ tiền bối trước thả bên cạnh lạnh một hồi, ta hiện tại muốn đi cùng một vị khác đại lão nghiên cứu thảo luận bên dưới tà vọng vấn đề. Tống Thư Hàng nói. Tốt a. Tô thị A thập lục gật đầu nói, cái kia điều khiển liền giao cho ta đi. Đám người lên chiến xa. Tống Thư Hàng nhắm mắt một lần nữa liên hệ thiên đế, Hà chỉ tiền bối sự tình trước hết để một bên, chúng ta tới tâm sự tà vọng. Bất quá, thiên đế nửa ngày đều không có trả lời hắn. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thì thế nào? Chẳng lẽ lại không hiểu thấu sinh khí rồi? Hắn quay đầu nhìn xuống mình và thiên đế ở giữa nói chuyện phiếm ghi chép. Trừ hắn bị đâm một đợt tâm bên ngoài, không có tâm bệnh a. Linh Điệp Đảo. Thiên đế ghé vào trên mặt bàn, thon dài ngón tay xuyên thủng thật dày thiên bàn gỗ diện. Là ngoài ý muốn, vẫn là vũ nhu tử nhược điểm bị đã nhận ra, thiên đế thầm nghĩ trong lòng. Nếu như là ngoài ý muốn, cũng không tránh khỏi thật trùng hợp, nàng vừa đâm Tống Thư Hàng tâm, lập tức liền bị đánh trả. Nếu như cái nhược điểm này thật bị đối phương nắm giữ. Đôi kia nàng tới nói, chính là ác mộng. Nếu không, dò xét một chút, thiên đế thầm nghĩ trong lòng. Không có ở đây, lúc này, Tống Thư Hàng tin tức lần nữa phát tới. Tại, Tống tiền bối,
chỉ là vừa mới thân thể đột nhiên có chút không thoải mái. Thiên đế hồi phục bên trong ẩn giấu đi thăm dò. Tống Thư Hàng. Vấn đề này, tại trên mạng tựa hồ là cái muốn mạng vấn đề tập bên trong hỏi một chút. Cân nhắc đến thiên đế cùng hắn quan hệ giữa. Lúc này hắn thích hợp nhất trả lời tự nhiên là, uống nhiều nước a. Tống, sắt thép thẳng nam, Thư Hàng. Nam nhân tại có đôi khi nhất định phải thẳng nam một điểm, miễn cho phạm sai lầm lầm. Thiên đế. Từ hồi phục đến xem, tựa hồ là trùng hợp chiếm đa số. Nhưng là còn không thể phớt lờ, việc này can hệ trọng đại, một hồi tại trò chuyện tà vọng thời điểm, lặng lẽ dò xét một đợt. Hiện tại trước trở về chính để đi. Thiên đế ngồi thẳng thân thể, bàn tay tại mặt bàn bên trên nhẹ nhàng khẽ vỗ, thời gian chi lực kích hoạt, phạm vi nhỏ cá thể thời gian nghịch chuyển, trên mặt bàn 10 cái lỗ ngón tay biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta bắt đầu tâm sự tà vọng đi, thiên đế trả lời. Tống Thư Hàng, trò chuyện cái đề tài này trước, trước tiên ta hỏi hỏi. Phải trả tiền sao? Thiên đế, ngươi trả nổi sao? Ta đường đường một đời thiên đế, mỗi giây mấy ngàn vạn linh thạch trên dưới, thật muốn ngươi trả tiền, đem ngươi bán đều không đủ ta cùng ngươi phiếm vài câu. Sở dĩ thiên đế cự tuyệt trả lời Tống Thư Hàng vấn đề này, trực tiếp tiến vào chủ đề, không còn cho Tống Thư Hàng mang tiết tấu cơ hội. Đây là cùng Tống Thư Hàng, hoặc là nói cùng Cửu Châu Nhất Hào Quần phần lớn người nói chuyện phiếm chính xác tư thế, Cửu Châu Nhất Hào Quần thành viên não mạch kín quá khiêu, cùng bọn hắn nói chuyện trời đất, nếu như bị bọn hắn mang theo tiết tấu, chủ đề không biết sẽ lệch ra đi nơi nào. Tống tiền bối, người đối tà vọng loại vật này, có bao nhiêu lý giải đát? Thiên đế trực tiếp hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, có biết một hai. Hắn có một bản bao quát đại bộ phận tà vọng tin tức cùng đối phó tà vọng phương pháp bảo điển, lại thêm trước đó từ Hà Chỉ Ma đế cái kia lấy được tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa nghiên cứu tư liệu, có biết một hai rất thành thật. Như vậy tống tiền bối người đối ma quốc, kiếp tiên tai ương, hiểu bao nhiêu? Thiên đế chậm rãi hướng dẫn nói từ Tống Thư Hàng cùng Hà Chỉ Ma đế trong lúc nói chuyện với nhau có thể phát hiện, hắn nghĩ muốn hiểu rõ những thứ này. Tống Thư Hàng thành thật nói, ta liền muốn biết những thứ này. Như vậy, đầu tiên, ta cùng Tống Tiền Bối miêu tả một chút ma quốc khái niệm. Tống Tiền Bối người đối cửu u thế giới cũng không lạ lẫm a. Thiên đế hỏi. Nàng cố ý tại khai thác hỏi, đáp hình thức, chính là vì đang truyền thụ tà vọng tin tức quá trình bên trong, đột nhiên xếp vào một câu thăm dò nội dung, thăm dò một chút Tống Thư Hàng. Hiểu được, Tống Thư Hàng đáp. Ma quốc hoặc là nói ma hải, hẳn là cửu u thế giới tiền thân. Thiên đế chậm rãi nói. Năm đó ta khảo sát qua, ban sơ thái cổ thời kỳ, thiên đạo chính là thuần túy thiên đạo, cũng không có cửu u chúa tể này chủng loại giống như phân thân hoặc phân liệt thể đặc thù tồn tại. Cùng hiện thế đối ứng thì là ma hải thế giới, không có chúa tể, cùng hiện thế một dạng, từ thiên đạo khống chế. Cửu u chúa tể loại này đặc thù tồn tại, trên thực tế là tại đệ nhị thiên đạo thời kỳ, mới chính thức sinh ra. Mà từ đệ nhị thiên đạo trở đi, ma hải cũng hóa thành cửu u thế giới. Cùng thế giới đối ứng. Thiên đạo quyền hành cũng không có suy yếu, thiên đạo vẫn như cũ khống chế hiện thế cùng cửu u thế giới, chỉ là tại cửu u thế giới bên trong nhiều một vị chúa tể quyền hành thiên đạo thuế thân. Mà tà vọng, thì là một lần nữa mở ra ma hải thế giới chìa khóa. Tại thiên đạo sụp đổ, cửu u chúa tể tiêu tán về sau, cửu u thế giới đem lâm vào một đoạn vô chủ thời gian trống. Tại cửu u thế giới vô chủ thời điểm, bắt lấy thời gian, trên lý luận có cơ hội để cửu u thế giới trùng hóa ma hải. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này, liền xem như thời kỳ toàn thịnh ta cũng làm không được. Sở dĩ, nếu quả thật có người tại thao túng tà vọng, muốn mở ra ma quốc lời nói, có lẽ cũng chỉ là muốn tại vô hạn cửu u thế giới hoàn nguyên ra một mảnh nhỏ ma quốc. Thiên đế chậm rãi tự hướng Tống Thư Hàng thuật bàn tay mình cầm tin tức. Tống Thư Hàng nghe được một nửa lúc, phát hiện một cái điểm sáng, sở dĩ. Thiên đạo sụp đổ, cửu u vô chủ là trọng điểm đúng không? Trên lý luận mà nói, đúng thế. Thiên đạo trả lời. Tống Thư Hàng, ha ha ha. Dạng này hắn an tâm. Thiên đạo cầu là sập, béo cầu đại lão là xong đời. Nhưng ta tại cửu u thế giới còn có bạch tiền bối a. Theo thiên đế giải thích cùng phỏng đoán, lấy vô cực ma tông thể lượng, căn bản là không có cách đi đem toàn bộ cửu u thế giới hoàn nguyên vì ma quốc. Bọn hắn hẳn là nghĩ thừa dịp cửu u thế giới vô chủ chống không giai đoạn, tại cửu u thế giới mở ra một khối nho nhỏ ma quốc đến, cung cấp bọn hắn kế hoạch lớn cần thiết.
Có thể khẳng định ma quốc mở, vô cực ma tông nhất định có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn, nói không chừng thực lực tổng hợp đều có thể tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng là vô cực ma tông người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Tại nhiệm cửu u chúa tể kỳ thật có hai cái. Hiện thực luôn luôn cốt cảm khiến người rơi lệ. Béo cầu đại lão không có, còn có cửu u hộ không chịu di rời bạch tiền bối đâu. Thậm chí âm thầm còn có mấy vị tiền cửu u chúa tể trong bóng tối ẩn giấu đi tỉ như ban ban long tiền bối, tam nhãn tiền bối. Cho nên, mặc kệ vô cực ma tông kế hoạch lớn đến cùng là cái gì, còn chưa bắt đầu liền đã chết hiểu. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, việc này vẫn là hướng bạch tiền bối hồi báo một chút tương đối tốt. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Cẩn thận là phi thường chuyện trọng yếu. Ngàn dặm con đê, bị hủy bởi tổ kiến. Tống Thư Hàng đưa tay điểm mở bạch tiền bối nói chuyện riêng, đem thiên đế liên quan tới ma quốc nghiên cứu cùng suy đoán, cùng vô cực ma tông kế hoạch, đều chuyển đạt cho bạch tiền bối. Sau một lúc lâu, bạch tiền bối phát tới hồi phục, a, buổi sáng sao? Bạch tiền bối ngươi đang ngủ, Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Ân, gần nhất, thỉnh thoảng sẽ buồn ngủ, cơn buồn ngủ so dĩ vãng phải mạnh mẽ rất nhiều. Bên ngoài, còn một mảnh đen kịt a. Bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng. Cửu u thế giới không phải một mực rất đen sao? Mặt khác, bạch tiền bối gần nhất thường xuyên sẽ phạm khốn. Thiên đạo sụp đổ sẽ không đối với hắn cũng tạo thành ảnh hưởng a. Ngươi phát nhiều đồ như vậy tới. Từ Hà Chỉ Ma Đế cái kia lấy được tà vọng nghiên cứu tư liệu ta một hồi lại lật qua nhìn. Còn có cửa này tại Ma Quốc tình báo ngược lại là có chút ý tứ, ta sẽ chú ý phương diện này biến hóa. Người bên này nếu như còn có cái gì liên quan tới Ma Quốc tin tức mới, liền gửi đi cho ta. Bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng gật đầu nói, không có vấn đề. Như vậy cứ như vậy, ta cần lại ngủ bù một hồi. Nếu như đến lúc đó người phát tin tức cho ta không gấp phục. Người liền liên hệ mặt trời nhỏ T233 hào. Bạch tiền bối ngáp một cái, trả lời. Bạch tiền bối, tình trạng của ngươi không có vấn đề a? Thiên đạo sụp đổ, đối ngươi sẽ có ảnh hưởng sao? Tống Thư Hàng nhìn không được hỏi. Không cần lo lắng, chỉ tại hạ nhiễm thiên đạo thượng vị trước đó, ta bên này sẽ không xảy ra vấn đề. Bạch tiền bối khẳng định trả lời. Tống Thư Hàng nghe vậy thoáng yên tâm một chút, nhưng không có triệt để yên tâm. Linh Điệp Đảo. Thiên đế cao mày, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng sao động, vừa gõ chính là một cái hố. Luôn cảm giác tại giao lưu đến một nửa lúc, Tống Thư Hàng tựa hồ đột nhiên không hiểu thấu liền buông lỏng xuống tới rồi. Cái này không phù hợp nàng hiệu quả dự trù. Nếu như không đem Tống Thư Hàng cái này hỏa thủy dẫn đi, thần bí đảo sự kiện lúc, nàng sẽ rất hao tổn tâm trí. Đang lúc nàng suy tư thời khắc, Tống Thư Hàng phát tới tin tức mới. Vậy nếu như có người thật thành công tại cửu u thế giới mở ra một mảnh nhỏ ma quốc, sẽ mang đến hiện thế biến hóa gì sao? Khẳng định, như ma quốc thật được mở mang ra, ma quốc lực lượng hình chiếu đến hiện thế, tự nhiên sẽ gây nên hiện thế dung chuyển. Đối mở ma quốc người mà nói, có lẽ có thể thu đến chỗ tốt nhất định. Nhưng đối hiện thế kiếp tiên đến nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Thiên đế trả lời. Tống Thư Hàng, kiếp tiên thiên thiên kiếp. Đúng. Thiên đế dựa vào ghế, trả lời, trong tay của ta có chút vụn vặt tình báo, ghi lại thái cổ thời kỳ tin tức. Tại cửu u thế giới vẫn là ma hải thế giới thời kỳ, kiếp tiên cảnh giới về sau, mệnh chung sẽ có một đạo tử kiếp. Nếu có thể vượt qua tử kiếp, có thể được một thế cường hóa. Nếu là không có vượt qua, kiếp tiên ý thức xóa bỏ, thân thể bị ma hải lực lượng chiếm cứ, sinh ra một tôn cổ ma, độ nhập ma quốc. Phương diện này tin tức. Nàng cũng không có giấu giếm Tống Thư Hàng. Nhưng là nàng cũng nhắc nhở qua, trong tay mình tin tức là vụn vặt. Cho nên, kể trên hồi phục bên trong, đại bộ phận tin tức là chính nàng suy luận ra. Chính nàng cũng không thể 100% khẳng định tính chân thực. Đây cũng là thái cổ thời kỳ, kiếp tiên sẽ sớm vì chính mình đúc một ngôi mộ lớn nguyên nhân. Thái cổ thời kỳ kiếp tiên đại mộ chính là vì tử kiếp chuẩn bị. Nếu như độ kiếp thành công, công lực tiến nhanh, thọ nguyên tăng cường, tất cả đều vui vẻ. Nếu không có vượt qua tử kiếp, như vậy kiếp tiên đại mộ liền có thể dùng để phong ấn kiếp tiên thân thể, tránh tự thân hóa ma, làm hại thế giới. Thiên đế lại bổ sung. Khi còn sống, liền vì chính mình tạo một ngôi mộ lớn. Tống Thư Hàng không khỏi nhớ tới cửu tu Phượng Hoàng Đao truyền thừa. Đạo khí cửu tu Phượng Hoàng Đao mỗi nhậm chủ nhân, cũng đều cần tại khi còn sống,
vì chính mình tạo mộ, lưu lại truyền thừa. Đời tiếp theo số lượng tu, đều là phía trước một nhiệm kỳ số lượng tu trong cổ mộ, thu hoạch được truyền thừa, tại khế ước bên trên ký tên của mình. Trước kia hắn cảm giác đây chỉ là số lượng tu nhất hệ đặc thù nghi thức. Nhưng hôm nay nghe được Thiên Đế giảng bài nội dung về sau, hắn chẳng biết tại sao đột nhiên liền đem hai chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ. Tống Thư Hàng lôi ra tu chân nói chuyện phiếm hảo hữu sổ đen, điểm mở tiểu ban ban, gửi đi tin tức, ban văn long tiền bối, cửu phượng hoàng đao truyền thừa, có phải là cùng thái cổ thời kỳ kiếp tiên đại mộ truyền thống có quan hệ? Không biết, ban văn long tiền bối uể oải trả lời, ta đối ứng tên kia, căn bản không cùng ta đề cập qua cửu tu phượng hoàng đao sự tình, thậm chí ta cũng không biết nó là thế nào từ thiên đạo chi vị bên trên thoát thân. Kể từ khi biết Tống Thư Hàng kế thừa Trình Lâm cái này đạo hiệu, hơn nữa còn là số lượng tu người thừa kế về sau, nó đối Tống Thư Hàng cái này không phù hợp nó thẩm mỹ nhân loại, thái độ cũng khá rất nhiều. Bất quá, tên kia một chút nhìn như không có ý nghĩa hành động bên trong, thường thường đều ẩn giấu đi thâm ý. Đã cửu tu Phượng Hoàng Đao trong truyền thừa yêu cầu số lượng tu nhóm vì chính mình tạo mộ, vậy người tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ở trong đó, khẳng định ẩn giấu đi rất trọng yếu tin tức. Ban Văn Long tiền bối khó hơn nhiều nhắc nhở Tống Thư Hàng một câu. Vì chính mình tạo một ngôi mộ lớn sao? Tống Thư Hàng cúi đầu, nhìn về phía mình bên hông bia đá đạo hữu hắn muốn tạo mộ, chỉ ít mộ bia có thể tiết kiệm hạ. Tống tiền bối, kết thúc cùng đại tiền bối nói chuyện sao? Bên cạnh Vũ Nhu Tử hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, trên cơ bản muốn biết tin tức đã được đến. Tô Thị A Thập Lục quay đầu hỏi, cái kia muốn tạo đại mộ là chuyện gì xảy ra? Ta vừa trưng cầu ý kiến một vị khác loại hình đại tiền bối đề cử ta sớm vì chính mình xây một tòa đại mộ, có thể sẽ có thu hoạch. Tống Thư Hàng nói. Nói đến đây lúc, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói bổ sung, A Thập Lục, người có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ xây tòa đại mộ? Dù sao, A Thập Lục có nhiều như vậy tiểu thập lục quan tài thủy tinh cần xử lý. Cùng một chỗ tạo đại mộ, Tô Thị A Thập Lục khuôn mặt nhỏ nóng lên. Tay nhỏ nắm lấy Bạch Long tỷ tỷ, liều mạng kéo lên kéo. Bạch Long tỷ tỷ, Thư Hàng, người có thể hay không đi nhìn chút ngọt ngào yêu đương tình thoại tác phẩm đi, thật sự, coi như ta van ngươi. Bạch Long tỷ tỷ nói, tiếp tục như vậy nữa nàng sợ bản thân sẽ đỡ không nổi Thư Hàng thổ vị tình thoại giới liêu. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Sở các chủ ngốc mau nói, tại khi chưa kết hôn liền muốn người ta tiểu cô nương cùng ngươi hợp táng, là đùa nghịch lưu manh hành vi. Bất quá nói tóm lại, lần này tình thoại coi như có chút trình độ. Nếu như Tống Đầu Gỗ năm đó dám dạng này vẩy nàng lập tức liền có thể cho Tống Đầu Gỗ tại Bích Thủy Các xây 10 tòa đại mộ, cũng trước tiên đem hắn cho vùi vào đi, đem hắn an bài đến minh minh bạch bạch. Tống Thư Hàng đẩy mặt nạ trên mặt. Kiến tạo phần mộ lớn có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Mềm nhún tâm ma xích tiêu kiếm từ Vũ Nhu Tử trong tay bay trở về, treo ở Tống Thư Hàng bên hông, nói. Khi thật ta cảm giác muốn tạo mộ lời mà nói ngươi chỉ muốn trên mặt đất đào hố, sau đó đem bia đá đạo hữu đứng lên, liền xong việc. Tống Thư Hàng lắc đầu, nói, đại mộ quy cách, hẳn là muốn theo cửu tu Phượng Hoàng đao truyền thừa quy mô đến xử lý đi. Đến lúc đó, ta trước vì thông nương tạo tốt truyền thừa đại mộ. Sau đó lại theo đồng dạng quy cách, tái tạo một tòa cho mình. Theo hình hào đại tiền bối suy đoán, cửu tu Phượng Hoàng đao truyền thừa đại mộ bên trong. Khẳng định ẩn giấu đi tin tức trọng yếu. Dứt lời, hắn đem từ thiên đế cái kia lấy được liên quan tới tà vọng, ma quốc, kiếp tiên ngàn ngàn kiếp tiên đại mộ tin tức, phát đến tu chân nói chuyện phiếm cửu châu nhị hào quần bên trong, cùng hưởng cho quần bên trong tiền bối. Đồng thời lại thuận tay cho thất tu tiền bối phát cái tin, nói cho hắn biết số tự tu truyền thừa đại mộ suy đoán. Chỉ là thất tu tiền bối gần nhất đang bận bịu hiệp trợ bạch tiền bối tiến hành thí nghiệm, không có lập tức hồi phục. Túi bên trong, thông nương lộ ra hành ngọn, lên tiếng nói, Thư Hàng, dựa theo cửu tu Phượng Hoàng đao truyền thừa, ta bát tu chi mộ hẳn là muốn từ ta tự mình tới chế tạo mới được. Thành, đến lúc đó ta đến vì ngươi tìm kiếm cái địa điểm, đại mộ từ chính ngươi đến chế tạo. Chúng ta tại bên cạnh đứng ngoài quan sát học tập, sau đó lại vì chính mình kiến tạo đại mộ. Tống Thư Hàng gật đầu nói, hắn tại cửu tu Phượng Hoàng đao khế ước bên trên ký qua tên của mình. Nhưng hắn cũng không phải là bát tu. Sở dĩ, số tự tu nhất hệ đại mộ cụ thể muốn làm sao kiến tạo, đến từ thông nương cái kia học tập. Không có vấn đề,
Thông Nương chỉ vào hành ngọn. Bên hông, bia đá đạo hữu lên tiếng nói, nói lên vì chính mình đóng đại mộ. Ta chủ lúc còn trẻ cũng vì bản thân tạo đại mộ. Bất quá hắn tình huống ngược lại là có chút đặc thù. Cái kia mộ, mai táng vừa là bản thân, cũng là hảo hữu. Bất kể là cửu u bạch mã thanh sam thiếu niên lang mai táng tiểu bạch, lại hoặc là hiện thế tiểu bạch mai táng bạch mã thanh sam thiếu niên lang, hai cái khác biệt đi qua bạch tiền bối, đều lưu lại bản thân mộ huyệt. Bạch tiền bối cái kia có thể là trùng hợp, cái kia mộ ta cũng ở qua, cũng không có quá mức đặc thù địa phương. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, nhưng không bài trừ có thể là tại khí vận ảnh hưởng dưới, bạch tiền bối vì chính mình bố trí xong đại mộ thủ đoạn, đề phòng tương lai, su cắt tỷ hung. Bạch Long tỷ tỷ ngươi cũng có một tòa bản thân mộ a. Tô Thị A Thập Lục hai tay nắm lấy Bạch Long tỷ tỷ thân thể, lên tiếng nói. Điểm ấy ta có ấn tượng, Tống Thư Hàng gật đầu nói, ban đầu ở nhìn thấy Bạch Long tỷ tỷ mộ về sau, Bạch Long tỷ tỷ ngươi đã từng đánh qua ta. Thư Hàng ngươi chớ có chỉ nói mà không làm, ôm người trong sạch. Mà lại, ta mộ là vì từ thiên đế đạo bên trong thoát thân mới kiến tạo, cùng chuyện này không quan hệ. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Sở các chủ ngốc mau có chút chuyển động, nói, khăn quàng cổ đạo hữu ngươi quá võ đoán, khả năng ngươi vì từ thiên đế đạo bên trong thoát thân mà kiến tạo đại mộ, hoàn toàn cùng thái cổ kiếp tiên nhóm vì chính mình tạo đại mộ sự tình đồng bộ. Thái cổ kiếp tiên nhóm vì đối kháng ma quốc ảnh hưởng mà làm bản thân tạo mộ, cửu tu phượng hoàng đao số tự tu nhóm đồng dạng vì thoát thân mà tạo mộ phần, có lẽ cùng các ngươi vì từ thiên đế đạo bên trong thoát thân có dị khúc đồng công chi diệu. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ ôm lấy cái cằm, ngược lại là có chút ngụy biện. Chúng ta đến, lúc này, Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói. Hà Long thần hành chiến xa tại khống chế của nàng bên dưới, ở giữa không trung lơ lửng xuống tới. Chỗ này tà vọng ở vào Văn Châu thì cùng hồ xây chỗ giao giới, bị dãy núi vây quanh. A, phía dưới canh gác nhân viên đâu? Vũ Nhu Tử đánh giá phía dưới, nghi ngờ nói. Chỗ này tà vọng xào huyệt bốn phía không người trông coi, bốn phía không có sinh linh khí tức. Tống Thư Hàng tinh thần lực từ phía dưới đảo qua, nói, cũng không có cảm ứng được tà vọng khí tức. Phía dưới tựa như là một mảnh bình thường khu vực. Chúng ta đi lộn chỗ sao? Vũ Nhu Tử nhìn về phía Thương Hải Thư Sinh cùng Diệu Thanh đạo cô. Thương Hải Thư Sinh lấy ra một cái máy tính bảng, ở phía trên huy động mấy lần, kỳ quái. Trên tư liệu rõ ràng đăng ký nơi này có một mảnh khá là phiền toái tà vọng. Mà lại chỗ này tà vọng cũng không có ai đến xử lý qua. Nếu như tà vọng bị xử lý lời mà nói hẳn là sẽ có đăng ký mới đúng. Thông Nương hỏi, có lẽ là tiện đường đi qua tu sĩ, nhìn thấy tà vọng sau liền thuận tay đưa nó diệt trừ. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xuống xem một chút. Hắn duỗi tay lấy ra một kiện tay áo rộng thùng thình áo khoác mặc vào loại này quần áo là dùng đến phối hợp tụ lý càn khôn phong cách vẽ sử dụng. Bá Tống tiền bối ngài cẩn thận một chút, phía dưới có lẽ có cổ quái. Thương Hải Thư Sinh nói. Không cần phải lo lắng, Tống Thư Hàng cười nói. Hạch tâm thế giới không có cảm ứng được nguy cơ, mà lại, lấy hắn khả năng hiện giờ, coi như gặp gỡ đại lão tiền bối, đánh không lại túng khẳng định không có vấn đề. Dứt lời. Hắn thả người nhảy lên, từ trên không trung nhảy xuống, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Thần thức lần nữa càn quét, bao phủ toàn bộ dãy núi. Khóa chặt tà vọng sở tại xào huyệt vị trí, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng dựa khẽ gần. Tiếp cận xào huyệt. Sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng chuyển động, phân tích nói, mặt đất bên trên có phương tiện giao thông rời đi dấu vết. Canh gác thành viên hẳn là an toàn rời đi. Mặt khác, có ma tông công pháp khí tức. Chúng ta có lẽ trúng thưởng, tâm ma xích tiêu kiếm vui nói. Ma tông công pháp khí tức liền đại biểu cho nơi này, rất có thể có một vị vô cực ma tông đệ tử tới qua. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, âm thầm kích hoạt tứ đại thối thể công pháp hộ thể, tống đầu gỗ vụn xương lớn bí pháp cũng ở vào chuẩn bị sẵn sàng trạng thái. Để cho an toàn, Tống Thư Hàng trả lấy ra cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn, khoác lên người. Tà vọng xào huyệt chỗ sâu. Có một bóng người bồng bềnh ở giữa không trung, thân ảnh này hất lên một kiện áo choàng hình dáng pháp khí, che giấu tự thân khí tức. Liền Tống Thư Hàng thần thức đều không có thể cảm ứng được hắn. Lúc này, trong tay hắn chính nắm lấy một cái vô cực ma tông đệ tử, tựa hồ đang tại từ đối phương trong đầu đọc đến tin tức.
hất lên cái chăn Tống Thư Hàng cùng treo áo choàng thân ảnh, không hẹn mà gặp. Hai người tâm hữu linh tê, đồng thời nhìn về phía đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, người trong đồng đạo. Tống Thư Hàng nhìn thấy đạo thân ảnh này, chỉ có trên nửa cái thân thể, nửa người dưới lại không ở nơi này. Phần eo vết cắt chỗ vuông vức, xem xét đao pháp liền biết, là chính hắn đem bản thân chặt thành hai nửa, trên dưới nửa thân tốt chia ra hành động. Giữa người và người ấn tượng đầu tiên rất có ý tứ, có đôi khi chỉ muốn một điểm điểm giống nhau, liền có thể nhìn hợp mắt. Tống Thư Hàng nhìn thấy đối phương loại này đem tự thân cắt thành hai đoạn hành động thủ pháp về sau, rất cảm thấy thân thiết. Bất quá, đối phương là thế nào nhìn hắn liền không nói được rồi. Lúc này Tống Thư Hàng, người khoác cái chăn, mặt mang mặt nạ. Tạo hình phi thường độc đáo, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Một nửa thân thể đạo hữu nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc, hiển nhiên có chút phòng bị, thần trí của hắn lặng lẽ quét về phía Tống Thư Hàng. Khẽ quét mà qua về sau, một nửa thân thể đạo hữu thần thức không khỏi mở ra chấn động hình thức. Hắn phát giác được trên người đối phương đồng dạng có ẩn tàng, áp chế khí tức pháp khí, đem thực lực của bản thân cảnh giới ẩn tàng. Nhưng chỉ là đối phương lộ ra tóc, liền toát ra khí tức kinh khủng. Tại hắn cảm ứng bên trong, đối phương đỉnh đầu lông tóc khí tức như vô biên vô tận đại hải, thâm bất khả trắc. Trong đó lực lượng bạo phát đi ra, đủ để chảm thiên liệt địa. Một nhúm lông tóc khí tức giống như này khủng bố, nếu như đối phương lấy xuống áp chế khí tức pháp khí, căn bản là không có cách tưởng tượng sẽ kinh khủng đến mức nào. Đây tuyệt đối là vị tuyệt thế đại lão tiền bối. Không thể trêu vào, không thể gây. Một nửa thân thể đạo hữu khí thế yếu đi một đoạn. Sở các chủ ngốc mau có chút lay động, bị một tên tiểu bối dùng thần thức đảo qua, nàng có chút bất mãn. Tống Thư Hàng duỗi tay trấn an Sở các chủ ngốc mau, sau đó hắn nhìn về phía đối phương, đang muốn mở miệng. A, tiền bối, ngài là cái gì đều có thể bán sao? Một nửa thân thể đạo hữu đột nhiên lên tiếng kêu. Hắn thấy rõ Tống Thư Hàng trên người đầu này cái chăn. Một nửa thân thể đạo hữu đã từng may mắn tiếp xúc qua cái gì đều có thể bán đại lão, đối đầu này cái chăn khắc sâu ấn tượng, lại thêm Tống Thư Hàng lúc này mặt mang mặt nạ, không nhìn thấy mặt, đồng thời, Tống Thư Hàng liền một túm tóc đều thâm bất khả trắc. Mấy đầu manh mối kết hợp về sau, xoa thành dây gai hiểu lầm. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, dao động xương không nói, ta cũng không phải là cái gì đều có thể bán tiền bối. Áo choàng một nửa thân thể thoáng sững sờ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên, cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử. Tống Thư Hàng. Huynh đây, ngươi nghe không ra thanh âm của ta sao? Mặc dù ta mang theo mặt nạ, nhưng thanh âm của ta hoàn toàn là cái nam nhân thanh âm được không? Ngươi cái này não mạch kín, để cho ta rất hoảng a. Tiên tử, ha 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 ha. Sở các chủ ngốc mau nhìn có chút hả hê nói, Thư Hàng, gần nhất trên người ngươi tán phát hormone có phải hay không sai lầm? Tống Thư Hàng, gặp thần bí tiền bối trầm mặc không vang, một nửa thân thể đạo hữu rốt cục kịp phản ứng, thật có lỗi, tiền bối, ta mới vừa rồi là theo bản năng phản ứng. Trên người ngươi cái này cái chăn quá đặc biệt, ngoại trừ cái gì đều có thể bán bên ngoài, cũng chỉ có đệ tử của hắn cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử mới có thể có được. Sở dĩ, tiền bối ngươi cái này cái chăn cái nào mua? Người khác tặng lễ vật, Tống Thư Hàng trả lời. Đây là bạch tiền bối tiến hắn cái gì đều có thể bán đại lão cái chăn ngụy phẩm. Một nửa thân thể đạo hữu nghe vậy, đột nhiên hâm mộ nói, thật tốt a. Ngắn ngủi ba chữ ở giữa tràn đầy thất lạc, hâm mộ, chúc phúc, bi thương chờ thần sắc. Tống Thư Hàng tinh thông tạo hóa tiên tử ngôn ngữ, đối cảm xúc biến hóa hết sức mẫn cảm. Tống Thư Hàng luôn cảm giác đối diện đạo hữu trong nháy mắt, não bổ một cái lớn nội dung cốt truyện. Gần nhất tu chân giới đạo hữu nhóm, từng cái đều là biên kịch xuất thân hay sao? Não bổ năng lực cũng như này xuất sắc. Hai cái giấu đầu lộ đuôi người, bởi vì tiếp không lên lời nói gốc dạ, nhìn nhau trầm mặc. Một lúc lâu sau, Tống Thư Hàng dẫn đầu lên tiếng hỏi, đạo hữu, ngươi cũng là tới đối phó Tà Vọng sao? Xảo chính là, đối phương đồng thời mở miệng nói, tiền bối, ngươi cũng là hướng về phía vô cực ma tông đệ tử tới sao? Hai người có chút dừng lại. Tống Thư Hàng trả lời, kỳ thật, ta cũng coi là hướng về phía vô cực ma tông đệ tử tới. Kỳ thật, ta cũng coi là hướng về phía Tà Vọng tới. Đối phương lần nữa cùng Tống Thư Hàng đồng thời hồi phục. Hai người lần nữa có chút dừng lại. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng,
đạo hữu danh hào. Tiền bối, ta hẳn là ngài gọi như thế nào? Một nửa thân thể đạo hữu đồng thanh hỏi. Hai từ lại lần nữa có chút dừng lại. Luôn cảm giác có loại kỳ diệu ăn ý đang tác quái. Các ngươi diễn tướng thanh sao? Sở các chủ ngốc mau nhịn không được nói. Tống Thư Hàng. Khục tiền bối, ta tới trước đi. Một nửa thân thể đạo hữu hái đi trên đầu mũ trùm, tự giới thiệu mình, vãn bối Vương Lâm đạo nhân, là chú thủ hộ cửu u thế giới cùng hiện thế ở giữa thông đạo thủ hộ giả. Tại chỗ mi tâm của hắn, có một cái to bằng móng tay ấn ký, có thể chứng minh thân phận của hắn. À, vậy ngươi vì sao lại ở chỗ này? Sở các chủ ngốc mau hỏi. Cửu u thế giới cùng hiện thế ở giữa, có to to nhỏ nhỏ thông đạo. Không có không gian thủ đoạn yếu tiểu tà ma, chính là dựa vào những thông đạo này tiến vào hiện thế. Đồng lý, hiện thế bên trong tu sĩ cũng có thể dựa vào những thông đạo này phản nhập cửu u. Nhưng bởi vì cửu u thế giới hỗn loạn thuộc tính, đại đa số cửu u cùng hiện thế thông đạo đều không ổn định, có thông đạo phi thường yếu ớt, căn bản là không có cách thông hành. Có thông đạo xuất hiện không lâu sau liền sẽ tiêu tán, chỉ là lâm thời hình lúc trước bị bạch tiền bối đâm thành chuỗi huyết ma. Cũng là bởi vì tìm được một đầu lâm thời thông đạo, chuẩn bị kết bè kết đảng xông vào một lần hiện thế, đại triển thân thủ. Kết quả hắn chả không kiến công lập nghiệp, liền bị bạch tiền bối tai nạn xe cộ ngoài ý muốn đâm xuyên, thành Tống Thư Hàng huyết ma dược tề nguyên vật liệu. Bất quá, ngẫu nhiên hiện thế cùng cửu u ở giữa cũng sẽ xuất hiện ổn định thông đạo. Những thứ này ổn định thông đạo, liền sẽ trở thành cửu u cùng hiện thế song phương trọng điểm phòng ngự địa điểm. Vị này đem bản thân cắt thành hai nửa Vương Lâm đạo nhân, chính là trong đó một đầu thông đạo thủ hộ giả. Sở các chủ đột nhiên phát ra tiếng, để Vương Lâm đạo nhân lấy làm kinh hãi. Bất quá lần này, hắn rất tốt mà khống chế lại bản thân nội tâm kinh ngạc, trả lời, kỳ thật, cũng là không phải là không thể nói sự. Đối phương là tuyệt thế đại lão là có đặc quyền, dù sao nắm đấm lớn. Sở dĩ, một số không phải tuyệt bí tin tức. Có thể thoáng lộ ra một số. Ở trong lòng tổ chức bên dưới lời kịch về sau, Vương Lâm bắt đầu đơn giản miêu tả xuống bản thân xuất hiện nơi đây nguyên nhân. Đoạn thời gian gần nhất, cửu u thông đạo những người bảo vệ phát hiện đối diện tà ma trùng kích hiện thế tần suất không ngừng tăng lên, dù cho có thiên đạo sụp đổ nhân tố, tà ma nhóm cũng không nên kích động như thế mới đối, luôn cảm giác tà ma nhóm giống như là nhận lấy kích thích. Những người bảo vệ bắt đầu điều tra. Kết quả ngoài ý muốn phát giác vô cực ma tông đệ tử tại dục dịch, từng mấy lần thông qua một số lâm thời thông đạo tiến vào cửu u. Thiên địa dị biến, hiện thế tà vọng bộc phát về sau, vô cực ma tông đệ tử càng là sinh động khắp các nơi tà vọng dày đặc chi địa. Mấy đầu manh mối hội tụ cùng một chỗ, liền đưa tới cửu u thông đạo những người bảo vệ cảnh giác. Bọn hắn âm thầm phái người điều tra vô cực ma tông, muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Có thể hay không ảnh hưởng đến cửu u thế giới cùng hiện thế hiện trạng. Vương Lâm đạo nhân chính là âm thầm đi ra điều tra vô cực ma tông thủ hộ giả một trong. Cửu u tà ma công kích hiện thế tần suất tăng lên. Tống Thư Hàng chú ý tới điểm này. Tại cửu u chỉ còn lại có bạch tiền bối chúa tể tình huống bên dưới, lại còn phát sinh loại sự tình này. Cửu u chúa tể đối cửu u thế giới có quyền khống chế tuyệt đối, cả cái cửu u tà ma đều nghe theo cửu u chúa tể hiệu lệnh. Phục tùng chúa tể ý chí. Trước kia cửu u thế giới có hai vị chúa tể tồn tại, tăng thêm bạch tiền bối cơ bản không thế nào quản sự, sở dĩ cửu u thế giới tà ma nhóm hành động, phần lớn tuân theo béo cầu đại lão ý chí mà đi. Hiện tại, béo cầu đại lão đã tan biến, chỉ còn lại có một cái mất trí nhớ tiểu hào phân thân, trả tại hỏa tinh bên trên vì Tống Thư Hàng võ đài. Bây giờ cả cái cửu u thế giới hiện tại chỉ có một cái ý chí, cái kia chính là bạch tiền bối ý chí. Chẳng lẽ là béo cầu đại lão bộ hạ cũ, tại đối hiện thế tiến hành sau cùng trùng kích? Lại hoặc là, thật sự là vô cực ma tông tại cửu u thế giới làm kích thích tà ma sự? Tống Thư Hàng trong lòng suy đoán nói. Bên này, Vương Lâm đạo nhân giới thiệu vắn tắt cũng đến khâu cuối cùng, bởi vì ta chả gánh vác chấn thủ cửu u cùng hiện thế thông đạo trùng trách, sở dĩ lần này ta đi ra điều tra vô cực ma tông thời điểm, thi triển một cái bí pháp, đem bản thân chém thành hai nửa. Một nửa lưu tại cửu u chỗ lối đi cùng đồng bạn tiếp tục chấn thủ thông đạo, một nửa khác thân thể thì lặng lẽ trốn vào hiện thế, điều tra vô cực ma tông sự tình. Hắn hướng đối diện đại lão giới thiệu bên dưới trạng thái thân thể của mình, miễn cho gây nên hiểu lầm, để đối diện đại lão nhận biết hắn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa.
thế giới này có thể có Vương Lâm đạo hữu như vậy trùng trách nhiệm tu sĩ, quả thật là thế giới may mắn. Tống Thư Hàng gật đầu vui mừng nói đem bản thân chém thành hai nửa, chia ra làm việc, quả nhiên là người trong đồng đạo. Chỗ chức trách, không dám tiếp nhận tiền bối khích lệ. Vương Lâm đạo nhân đem trong tay vô cực ma tông đệ tử ném qua một bên, đối Tống Thư Hàng thi lễ một cái, hỏi, tiền bối, ta đương ngài gọi như thế nào? Ngài là cái gì đều có thể bán tiền bối hảo hữu sao? Ngươi nói không sai, ta cùng cái gì đều có thể bán tiền bối quan hệ trong đó khá tốt. Chính là hắn gần nhất đối với ta có chút ít hiểu lầm, ha ha ha. Tống Thư Hàng giới cười nói. Sở các chủ ngốc mao. Công đức xà mỹ nhân lặng lẽ đem Tống Thư Hàng câu này lời kịch ghi chép lại, liền đợi đã về nhìn thấy cái gì đều có thể bán đại lão lúc, liền phát ra một đoạn ngắn. Đối diện Vương Lâm đạo nhân hơi suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên lộ ra vẻ đã hiểu, tại cái này vẻ đã hiểu bên trong lại ẩn chứa một tia không thể che hết thất lạc. Không cần phải nói, Vương Lâm đạo hữu tuyệt đối lại não bổ một bộ đại kịch. Cái này đạo hữu trong đầu chỉ sợ chứa một đoàn biên kịch, hơn nữa còn là từng cái đều am hiểu tình tay ba, đa giác luyến nội dung cốt truyện cái chủng loại kia. Về phần đạo hiệu, người có thể gọi ta là bá đao Tống nhất. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định báo ra cái này đạo hiệu. Trong lòng của hắn vẫn có chút a xê số, biết bá Tống, bá Nho, bá Long, bá Ma, bá Diệt Ngũ Liên bá Thánh Hào, đối chư thiên vạn giới tu sĩ áp lực. Lại thêm hiện tại có béo cầu đại lão tiểu hào tại hỏa tinh bên trên thay hắn hấp dẫn hỏa lực, tạm thời bản thể liền lấy bá đao Tống nhất đạo hiệu hành tẩu giang hồ đi. Nguyên lai là bá đao tiền bối, kính đã lâu kính đã lâu. Vương Lâm đạo trưởng ôm quyền nói. Tống Thư Hàng sững sờ, vô ý thức thốt ra, a, à, cái này đạo hiệu các ngươi cũng kính đã lâu. Ngu xuẩn, người khác là tại khách khí. Sở các chủ ngốc mau dùng sức đánh rút Tống Thư Hàng sọ não. Vương Lâm đạo trưởng, bá đao Tống nhất tiền bối vẫn còn có điểm ngốc manh. Mặt khác, bá đao Tống nhất tiền bối cái này đạo hiệu, thật là có điểm quen tai cảm giác, luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua. Kỳ thật, chúng ta gần nhất cũng đang điều tra liên quan tới vô cực ma tông một số tình báo tin tức. Liên quan tới vô cực ma tông tình báo, chúng ta có thể lẫn nhau trao đổi một chút. Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, sau đó lấy ra một bản bút ký. Quyền lưng bên trên khí linh tiểu tiên tử chính ngồi quỳ chân lấy ngủ gật, cái đầu nhỏ rủ xuống, dùng răng, lại rủ xuống. Tống Thư Hàng duỗi nhẹ tay chọc nhẹ đâm khí linh tiểu tiên tử. Ô, khí linh tiểu tiên tử mở to mắt, bất mãn kêu. Tống Thư Hàng lật ra bản bút ký, đối nàng cười nói, đến, hướng Vương Lâm đạo hữu bày ra bên dưới ngươi vừa học được pháp thuật. Khí linh tiểu tiên tử duỗi tay dụi dụi con mắt, sau đó vui vẻ nhảy nàng liền như là hài tử một dạng, tại học xong cái nào đó pháp thuật về sau, luôn muốn có cơ hội hướng người khoe khoang. Khí linh tiểu tiên tử hai tay vỗ tay, nhẹ nhàng nhất trà sát, thác ấn pháp thuật bị nàng kích hoạt. Liên quan tới Tống Thư Hàng nắm giữ vô cực ma tông tin tức tình báo, tựa như đóng dấu một dạng, không ngừng xuất hiện tại bản bút ký này vốn bên trên. Bao quát ma quốc kế hoạch, kiếp tiên ngàn ngàn kiếp, tà vọng kế hoạch các loại. Đem địch nhân cẩn thận từng ly từng tí chân tàng lên bí mật cùng tư ẩn, phạm vi lớn lan rộng ra ngoài, loại cảm giác này đơn giản siêu thoải mái. So khuếch tán phổ thông bát quái tin tức muốn thoải mái gấp bội. Tống Thư Hàng đem mấy tờ này bút ký kéo xuống, đưa cho Vương Lâm đạo trưởng, đây chính là ta nắm giữ toàn bộ vô cực ma tông tình báo. Phần tình báo này, đạo trưởng có thể tận lực đi sử dụng, để vô cực ma tông lâm vào bị động. Vương Lâm tiếp nhận mấy tờ này bút ký, phát hiện trên đó toàn bộ là rất nội tình chiều sâu tình báo, tạ ơn bá đao Tống. A, à, Tống Thư Hàng, Vương Lâm đạo trưởng, bá đao Tống, bá Tống, bá Tống. Hắn đem trong đầu của mình quan sát qua giảng pháp bá Tống tiền bối hình tượng điều ra đến, cùng trước mắt vị này bá đao Tống nhất tiến hành so sánh. Không sai, chính là bá Tống. Còn có thanh âm này chính là bá Tống tiền bối thanh âm bởi vì thanh âm này cùng giảng pháp lúc thanh âm có chút khác biệt, giảng pháp lúc thanh âm có huyền thánh giảng pháp công năng gia trì, hóa thành đại đạo ở giữa, sở dĩ hắn trong lúc nhất thời không thể nhận ra đến. Nghĩ tới đây, Vương Lâm đạo trưởng không khỏi tự do rụt rụt, vô ý thức đi tránh né bá Tống tiền bối con mắt. Ha ha, người vẫn là bị người nhận ra, tâm ma xích tiêu kiếm cười nói. Bia đá đạo hữu nói, không có cách, coi như mang theo mặt nạ, hất lên cái chăn,
bá Tống đạo hữu một số đặc thù vẫn là quá rõ ràng. Bá Đao tiền bối, ta chỗ này cũng có một chút tiểu tình báo, có thể đối với ngài tình báo tiến hành bổ sung. Trong đó có một phần là liên quan tới Vô Cực Ma Tông bồi dưỡng tà vọng quá trình thí nghiệm. Vương Lâm cố giả bộ chấn định, đồng dạng bắt đầu dùng thác ấn pháp thuật, tại Tống Thư Hàng bản bút ký bên trên lưu lại trong tình báo của chính mình cho. Bồi dưỡng tà vọng số liệu, cái này ngược lại chính là ta muốn tin tức. Vương Lâm đạo hữu ngươi làm không tệ, Tống Thư Hàng khích lệ nói. Có thể được đến bá, bá Đao tiền bối tán thành, là vinh hạnh của ta. Vương Lâm đạo trưởng nín thở nói, bởi vì hắn không hấp khí, sở dĩ phát ra thanh âm có chút cổ quái. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, hỏi, ngươi có điện thoại sao? Có lời nói thêm cái hảo hữu, đến lúc đó có mới tình báo hoặc tin tức, có thể tùy thời liên hệ ta. Có, Vương Lâm đạo trưởng lấy điện thoại cầm tay ra, leo lên phần mềm chat, tăng thêm Tống Thư Hàng hảo hữu. Hắn thoáng mắt nhìn bá Tống tiền bối tư liệu. Biệt danh là 7 cái đạo hào nam nhân, số tuổi là 19 tuổi tròn, địa chỉ là Văn Châu Thị Bạch Kinh Lộ. Hắn duỗi tay, đem Tống Thư Hàng ghi chú thành bá bá Tống, cũng đem Thư Hàng đơn độc liệt một cái hảo hữu tổ đưa đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn. Tống Thư Hàng, ngươi ghi chú ta thấy được a? Sau đó, Vương Lâm đạo trưởng từ biệt Tống Thư Hàng, như một làn khói chạy cách tà vọng xào huyệt. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, lần nữa liên hệ bạch tiền bối, tỉnh dậy sao? Lại bị ngươi đánh thức, bạch tiền bối bất mãn nói. Tống Thư Hàng xấu hổ trả lời, ha ha. Ha ha ngươi cái quỷ a, có chuyện gì? Tại 30 trong chữ cho ta kể xong, bạch tiền bối hiện khốn nói. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối, cửu u thế giới tà ma tại bạo động trùng kích hiện thế cùng cửu u thông đạo. Bạch tiền bối, hả? Lại một lát sau. À đúng a, béo cầu đã không có. Những chuyện này, cần phải có cái chúa tể đi quản. Bạch tiền bối hí hư nói. Lại qua thật lâu. Được rồi, buồn ngủ quá. Ngươi đến thay ta đi quản một chút đi. Bạch tiền bối nói, vừa vặn ngươi cái kia Vô Cực Ma Tông không phải muốn tại cửu u thế giới gây sự sao. Ta cho ngươi một bộ phận cửu u quyền hạn khống chế, ngươi có thể hảo hảo chơi đùa với bọn họ. Tống Thư Hàng. Cái gì? Bạch tiền bối vừa rồi tại nói cái gì? Hắn muốn đem cửu u thế giới một bộ phận quyền hạn giao cho mình, để cho mình đi quản lý cửu u thế giới. Đây cũng là cái gì tao thao tác? Cái này cũng có thể làm đến. Ngươi có không liền đến chuyến cửu u? Bạch tiền bối lười biếng nói. Có rảnh, ta bên này hôm nay soát tà vọng hoạt động vừa vặn trước tiên có thể có một kết thúc. Đợi ta đem hai vị tiểu đạo hữu an bài tốt, liền tiến về tà liên thế giới tìm ngươi. Tống Thư Hàng trả lời. Hai cái tiểu đạo hữu, ngươi mang theo đám kia tiểu ra hỏa soát tà vọng sao? Bạch tiền bối thuận miệng trả lời, hắn biết Tống Thư Hàng cùng mấy vị thiên phú qua đi tiểu tu sĩ có giao tình. Tống Thư Hàng giải thích, không phải tiểu hòa thượng mấy tên tiểu tử kia, là hai vị tứ phẩm tiểu đạo hữu. Bạch tiền bối, trên lý luận không có mau bệnh, nhưng nghe đến Tống Thư Hàng quản tứ phẩm tu sĩ gọi tiểu đạo hữu lúc, luôn có loại phi thường cường liệt không hài hòa cảm giác. Loại này không hài hòa cảm giác, cần thời gian dài rằng giặc đi ma diệt. Đến lúc đó nhớ kỹ đem ta khối kia bia đá lên đường, đến lúc đó sẽ dùng đến nó. Bạch tiền bối lại bổ sung nhắc nhở. Tốt, bạch tiền bối, vậy chúng ta một hồi thấy. Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối, tận lực nhanh lên, nếu không ta nếu là ngủ say đi qua về sau, ngươi liền không gọi tỉnh ta. Lập tức tới. Tống Thư Hàng trả lời. Kết thúc cùng bạch tiền bối ở giữa trò chuyện, ý của hắn biết từ tu chân nói chuyện phiếm công năng bên trong rời khỏi. A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, hôm nay soát tà vọng hoạt động tới trước này là ngừng, tiếp xuống chúng ta đi cửu u thế giới một chuyến. Tống Thư Hàng nói thật nhanh. Vì cái gì không soát rồi? Ta còn có thể lại soát mấy cái, ta còn không mệt, Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử còn có chút không bỏ nàng còn không có chơi chán. Tà vọng mỗi một cái cũng khác nhau, soát tà vọng tựa như mở bảo dương, mỗi cái tà vọng đều có thể cho nàng mang đến kinh hỉ, nàng còn muốn lại chơi một hồi. Chúng ta đi cửu u thế giới có chuyện trọng yếu phải làm. Tống Thư Hàng đáp, đồng thời hắn bí mật truyền âm cho Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục nói, một hồi đi cửu u thế giới lúc, ta chuẩn bị thừa cơ tại cửu u thế giới tìm xem béo cầu đại lão bảo tàng. Béo cầu đại lão hỏng mất, nhưng nó bảo tàng khẳng định còn tại.
Bạch tiền bối chuẩn bị đem cửu u chúa tể bộ phận quyền hạn cho hắn, hắn tự nhiên không thể lãng phí quyền hạn thời gian. Đến lúc đó, hắn nhìn xem có thể hay không lắc lư trên sao hỏa bá cầu đại lão phân thân, theo nó trong miệng đạt được béo cầu đại lão bảo tàng chỗ ẩn núp, thừa dịp có được cửu u chúa tể bộ phận quyền hạn thời gian, móc một cái béo cầu đại lão di bảo. Nếu như thành công, liền phát. Đến lúc đó, mặc kệ là thiếu hiện thế bạch tiền bối nợ khổng lồ hoặc là chữa trị âm ảnh thánh địa phí tổn, tất cả đều không cần lại lo lắng. Tống Thư Hàng nghĩ có thể đẹp. Nhân sinh đã như thế gian khổ, cho nên cũng nên nghĩ đẹp một điểm, vạn nhất thật thực hiện đâu. Tà Vọng liền mặc kệ sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Đương nhiên muốn xen vào, nhưng ta có biện pháp tốt hơn đối phó Tà Vọng. Yên tâm đi, Vô Cực Ma Tông lần này lật không nổi sóng lớn. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, lộ ra công tử hài thức. Hết thảy đều đang nắm giữ mỉm cười. Dựa vào mấy người bọn hắn, coi như soát lên 3 ngày 3 đêm, cũng soát không được quá nhiều Tà Vọng. Đợi đi đến cửu u thế giới thu hoạch được bạch tiền bối cửu u chúa tể bộ phận quyền hạn sau. Nói không chừng hắn liền có thể điều động một bộ phận cửu u tà ma. Đến lúc đó, hắn liền có thể phái một bộ phận cường đại cửu u tà ma, đến hiện thế lặng lẽ giải quyết Tà Vọng. Dùng cửu u tà ma soát Tà Vọng, lấy độc trị độc. Ta đi, ta cùng Tống tiền bối cùng đi cửu u thế giới. Vũ Nhu Tử nhấc tay, vui vẻ kêu lên soát Tà Vọng mặc dù thú vị. Nhưng cùng thăm dò tiền cửu u chúa tể bảo tàng đẳng cấp này nhiệm vụ so ra lúc, vui vẻ giá trị lập tức liền bị miểu sát. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được tình huống dưới, đương nhiên là lựa chọn hoàng thần ngư. Ngươi đi đâu, ta đều cùng ngươi. Tô Thị A Thập Lục gật đầu, nói khẽ. Lời này nghe Tống Thư Hàng trong lòng xốp giòn. Bạch Long tỉ tỉ trừng mắt nhìn Tống Thư Hàng, hận tiền không thành thép nói, học tập lấy một chút, đây mới là tình thoại chính xác mở ra phương thức. Tô Thị A Thập Lục. Tống tiền bối, ta cũng giống vậy, ngươi đi đâu, ta đều cùng ngươi. Vũ Nhu Tử đồng dạng tỏ thái độ nói. Bên cạnh, Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô trong lòng lập tức phun lên ý kính nể. Bá Tống tiền bối lại muốn mạnh mẽ xông tới nhập cửu u thế giới, vì hiện thế chúng sinh mà chiến. Tại Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô xem ra, bá Tống tiền bối đột nhiên từ bỏ soát Tà Vọng hoạt động, ngược lại tiến công cửu u thế giới. Khẳng định là bởi vì vừa rồi vị kia cửu u cùng hiện thế thông đạo thủ hộ giả Vương Lâm đạo nhân mang tới tin tức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cửu u thế giới tà ma ngay tại xung kích hiện thế thông đạo, nếu như cửu u tà ma xâm lấn hiện thế, lúc đó thế tình huống đem đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bá Tống tiền bối, ngài là muốn cường nhập cửu u thế giới, điều tra tà ma bạo động chân tướng sao? Thương Hải thư sinh để ấn chứng mình nội tâm suy đoán, lên tiếng hỏi.